đã chia sẻ với huynh đệ bây giờ mình tu cách nào để giải quyết bệnh tật và nghiệp chướng oan gia trái chủ. Huynh đệ biết rồi ha, cái thân huynh đệ chính là một phương tiện duy nhất để chúng ta trung đạo tới đây là không bao giờ viết bài đó, ngồi nhìn mặt nói chuyện thôi. Chúng ta bệnh tật là một chướng ngại lớn nhất của Phật tử. Mình muốn tu, muốn tụng, muốn niệm Phật mà mình mẩy đau nhất, ngồi không được, đau đầu gối, đau lưng, đau đầu, đau bụng, đau mặt, nói chung là bệnh, đủ loại bệnh. Tâm bệnh cũng có, thân bệnh cũng có. Hả, mà có bệnh rồi là tu rất là khó. Cái phương tiện mình rất là nghèo nàn, cho nên mình không tu được. Đó là cái chướng ngại lớn nhất của Phật tử chúng ta, kể các thầy, các cô cũng vậy. Hả, mà bệnh thì cái con đường tu học nó bị hạn hẹp. Rõ không? Còn có nghĩa là cái thân của mình chính là một phương tiện duy nhất để mình được ngồi xuống tu, tụng, niệm. Rõ ràng. Cho nên cái phương tiện này mà nghèo quá thì sự tu học chúng ta nó rất là nông cạn, không đi lâu dài được. Cho nên chúng ta biết cách nào chăm sóc cái thân mạng này cho được sạch sẽ, mạnh khỏe. Làm sao cho thân mình khỏe thì tâm mình mới an. Nếu mà thân không khỏe thì tâm bất ổn. Hay ngược lại, hả, tâm bất an là thân bệnh tật. Thân tâm mà, hai cái nó nương nhau nó sống. Hả, thân bệnh nó là sinh lý, thì tâm bệnh nó gọi là sinh lý, ảnh hưởng tâm lý. Mà cái tâm mình què quạt bệnh tật, đau khổ phiền muộn thì nó gọi là cái tâm lý. Mà cái thân nó vì cái tâm lý đó sanh ra bệnh tật, gọi là tâm lý ảnh hưởng sinh lý. Ngược lại, sinh lý ảnh hưởng tâm lý. Sinh lý là thân, tâm lý là tâm hồn của mình đó. Tức là hai cái này ảnh hưởng với nhau, nó nương nhau nó sống. Cho nên tâm mình, thân mình khỏe tâm mới an. Còn tâm bất ổn thì thân bệnh. Ngược lại, thân bệnh thì tâm bất ổn. Giờ huynh đệ tự chọn lựa sống như thế nào để thân được khỏe. Chúng ta đã từng tạo tác quá nhiều nghiệp trong tiền kiếp, trong quá khứ, trong hiện tại. Mình đang sống, mình vừa hưởng những gì mình đã tạo tác trong quá khứ, đồng thời cũng là mình bắt đầu gây dựng lại cái nghiệp mới. Tức là mình trồng cái nhân mới của ngày hôm nay, để ngày mai nghiệp lực sẽ trổ lan, gọi là quả báo. Bây giờ mình sống làm sao cho thân mình khỏe trước. Bây giờ mình biết niệm Phật, biết tụng kinh, biết cầu nguyện, đúng không? Thì mình cầu cho thân khỏe tâm an. Cầu cho mình học đạo tinh tấn để làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh. Bây giờ làm sao cho thân khỏe đây? Bằng cách ăn uống, bằng cái suy nghĩ. Cái thân mình rất là ngộ. Nếu mà mình suy nghĩ trong sạch, tinh khiết, đàng hoàng á, lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc á, thì cái thân mình có nhiều cơ hội khỏe. Khi mà mình có những tư tưởng tốt lành trong cái đầu của mình nè, thì cái thân mình nhận rất nhiều luồng năng lượng. Còn nếu mình có nhiều tư tưởng bệnh hoạn, thù ghét, mưu mô xảo trá, ganh tị, ghen tuông đó, là cái thân mình nó xài rất nhiều năng lượng. Mà nó xài quá nhiều năng lượng cho nên thân không thể nào khỏe được. Thật ra để mình có được nhiều năng lượng, tức là cái năng lực mà mạnh khỏe đó, là mình phải có những tư tưởng tốt lành để mình nuôi dưỡng cái thân mạng này. Bằng những tư tưởng rất là đơn giản, mộc mạc, khiêm nhường, tôn kính, quý trọng, thương yêu, từ bi bác ái, hay sợ bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Những cái tư tưởng đó nuôi dưỡng cái thân mạng mình đó. Thật ra mình càng có nhiều tư tưởng tốt lành chừng nào á, thì thân mình có nhiều cơ hội khỏe mạnh chừng đó. Chúng ta phải tập lại cái cách suy nghĩ của mình. Nếu mà suy nghĩ lợi lạc được cho ba tánh thì suy nghĩ. Còn không lợi lạc thì vô đề là niệm Phật liền, để dứt bỏ những tư tưởng không tốt lành để làm cho thân mình sanh bệnh. Tại vì tướng tượng tâm sanh mà. Cái mặt của mình á, trong này mà khó chịu, đau buồn quá thì cái mặt nó hiện cái nét ra. Thì ra cái tướng tự tâm sanh. Nếu trong lòng mình vui vẻ, lúc nào cũng vui vẻ thì cái mặt mình lúc nào cũng vui. Đúng không? Cho nên để cái thân mạng mình khỏe mạnh, mình phải có cái tâm an lành, hạnh phúc. Lúc đó huynh đệ mới giúp cho cái thân mạng mình có cơ hội mạnh mẽ hơn để tiếp tục ngồi xuống có điều kiện tu học nhiều hơn. Cho nên các vị ngày xưa, các vị minh sư ngày xưa nói, để lại cho mình nhiều câu hay lắm. Sức khỏe là vàng, nhưng mà đối với cái người không tu, sức khỏe là vàng. Nhưng đối với những người tu như cô với thầy đây đó, sức khỏe là hột xoàn. Sức khỏe là hột xoàn đó. Thì nó là phương tiện mà, sức khỏe chính là một phương tiện duy nhất để giúp cho cái thân mạng này nè bền bỉ trên con đường tu luyện. Đúng không?
Thí dụ giờ huynh đệ khả năng huynh đệ có thể ngồi được 3-4 tiếng đồng hồ đi, là ngồi mình trì tụng liên tục mà ngồi thiền luôn đó. Một ngày mình 2 thời là nhiều lắm anh nha. Nếu một ngày mình tu 3-4 tiếng đi, 2 thời là 8 tiếng rồi, nếu mình có thời gian. Còn không thôi thì mình cho 2 tiếng, một ngày 4 thời cũng được, nếu mà mình chuyên tu. Còn mình tu tà tà thì ngày biến một thời cũng được, phải không? Còn thời kia tu tà tà cũng được, tu cho nó có tu vậy thôi. Giống như mình giải trí tâm linh vậy đó. Vậy nó uổng lắm, đừng. Chả nên ngồi xuống làm một hơi cho nó đã đời đi rồi đứng dậy đi chơi. Chứ đừng có tu tà tà. Tu tà tà lãng phí thời gian và tiền bạc công sức. Cho nên khuyên huynh đệ hãy ngồi xuống tu thì tu cho nó ra tu. Không phải mình tu cho mình để làm ông này bà nọ, không phải. Tu để cho thân mình được khỏe, tâm mình được an, được hạnh phúc, được an lành, được lành mạnh, được khỏe khoắn. Huynh đệ mà thí dụ, thầy nói ví dụ, mà 70-80 tuổi đi, huynh đệ đi vẫn thẳng thắn, không có lệch, đi không có siêu vẹo, đi không có từ từ. Hồi nhỏ mình đi khỏe sao, lớn mình đi khỏe vậy mới thực sự người này là phước đó. Còn nếu bây giờ thí dụ mới 60 mấy tuổi thôi mà đi lụm khụm rồi sao mà mình, chiếc thuyền mình cũ xì sao mình chở cái ông Phật trong nhà đi qua bên kia bờ, phải không? Dọc đường nữa xong rồi sóng gió đập cho chìm rồi còn gì. Cái xuồng này, cái thuyền này khỏe mạnh nè mới ra biển khổ được chứ. Biển khổ nó sóng gió ghê lắm á. Cái xuồng mình mà không có lành lặn á, vừa ra nửa biển là nó đập cái rầm mà sụm từng miếng một, đâu còn, nó qua bên kia bờ đâu, đâu có đáo bỉ ngàn được, phải không? Thì chúng ta cố gắng giữ gìn cái thân mạng này cho khỏe đi. Mục đích chính của mình là được ngồi xuống tu luyện để giúp đỡ ông Phật trong này phát triển. Bởi vì cái thân mạng mình là cái nhà của ông Phật, mà mỗi gì chúng ta đều có một phần trong đó. Đây là cái sự thật mà các vị phải chấp nhận nó, đó là chân lý. Mỗi một người chúng ta đều mang một hình bóng thiêng liêng ngự trị trong chúng ta, thế gian gọi là Phật tánh đó. Mỗi người chúng ta đều có cái tánh thiêng liêng này. Tánh thiêng liêng này là sở hữu, mình sở hữu. Mỗi một người đều sở hữu một cái tánh thiêng liêng này, không hình không tướng, nhưng mà cái tánh thiêng liêng giống nhau. Không tên, không tuổi, không mập, không ốm, không cao, không gầy, không cao, không thấp, không mập, không gầy, không khôn, không ngu, không giàu, không sang, nghèo, không sang, không hèn. Tánh thiêng liêng này là của chúng ta, mỗi người chúng ta đều có tánh đó, cho nên gọi chung là Phật tánh. Mình biết cái nhà mình, thân mạng này chính là nhà của ông Phật, cho mình sống làm sao để cái nhà này được mạnh, đó là mình làm tròn bổn phận. Giữ gìn thân mạng mình được mạnh khỏe để cho ông Phật ở trong căn nhà của mình có nơi cư ngụ sạch sẽ, trang nghiêm thanh tịnh. Đó là bổn phận mà chúng ta phải làm. Làm bằng cách nào? Ăn uống cho đàng hoàng, không được bạc đãi thân mạng, không được chiều chuộng nó quá mức, không được ưu đãi nó quá mức, không được lời lười, không được hành hạ nó, không chơi những cái trò nguy hiểm làm hại đến nó. Hoặc mình ăn quá độ, ăn nhậu cờ bạc, thức đêm thức hôm làm cho cái thân xác này mỏi mòn, thì làm sao có thời giờ ngồi xuống, làm sao có cơ hội ngồi xuống tu luyện. Muốn ngồi dậy ngồi đâu có nổi đâu, ăn nhậu quá sáng mai nhức đầu nhức cổ ra sao đi. Ngồi còn chưa yên đó làm sao tu, đúng không? Bây giờ huynh đệ hiểu cái thân mạng mình là cái gì của Phật rồi, đúng không? Chính là cái nhà của ổng. Cho nên mình bổn phận của cái ông chủ này nè là phải chăm sóc cái nhà này cho ông Phật. Nếu huynh đệ không chăm sóc được, thầy nói cũng vậy thôi. Thì nhà của thầy, nhà của huynh đệ đâu phải của thầy đâu, thầy tự lo cho thầy rồi, thầy tự lo cho căn nhà của thầy sạch sẽ rồi, khỏe mạnh rồi, thì mình phải tự chăm sóc chứ. Cho nên sức khỏe là vàng là thế, còn người tu là sức khỏe là hột xoàn. Bởi vì đó là một phương tiện duy nhất, một cơ hội duy nhất để chúng ta dùng thân mạng này để làm một cái phương tiện lớn nhất chở ông Phật mình trở về với Như Lai, với cha mẹ của mình. Huynh đệ tưởng tượng đi, thí dụ khoảng 60-70 tuổi thôi mà huynh đệ là, thí dụ nha, hồi nãy mình có người bệnh tới đó, ngồi xe lăn rồi khiêng đi đâu người ta không khiêng ẩm, sao huynh đệ tu muộn rồi đó. Đó là những cái bài học trước con mắt của mình, huynh đệ phải nhìn thấy. Bây giờ muốn làm giống như mình cũng làm đâu có được, đó là sự đau khổ. Mình nhìn mình thấy thương lắm, nhưng mà mình không xía vào nghiệp người ta được. Bây giờ huynh đệ còn ngồi đây còn khỏe, còn lắng nghe thầy chia sẻ. Nếu để tiếp nhận như là chia sẻ này thì huynh đệ có một cái hành trang rất là lớn để chăm sóc thân mạng của mình và giúp đỡ thân mạng của mình trong sạch tinh khiết tột đỉnh để trở thành chánh điện của Phật. Thân mạng này có vậy chứ, một chánh điện rất là thuần khiết đó.
Nếu mình biết chăm sóc, thương yêu và coi trọng cái thân mạng này thì thân mạng trở thành một phương tiện rất là quý báu để ông Phật mình có nơi cư ngụ, để ông có cơ hội trở về với cha mẹ Như Lai. Cho nên mình phải có bổn phận chăm sóc cái thân này đó. Còn ông kia là ở cái nhà của mình. Chữ mình này là cái tâm á, ông chủ nhà là tâm. Cái thân này là cái nhà của ông Phật. Mà cái thân này á không có thì cái tâm Phật không có chỗ ở, đúng không? Mà cái tâm không có chỗ ở thì ông Phật không có chỗ cư ngụ. Còn có nghĩa là thân mình chính là nơi cư ngụ của Phật. Cho nên bổn phận của ông mà biết chuyện đó, ông mới chăm sóc cái thân này cho ông Phật, tức là báo hiếu cho chư Phật đó. Giờ hiểu chưa? Trong này nó tới 84 vạn chúng sanh lận, 84 vạn lỗ chân lông, trong này có 84 vạn chúng sanh. Cho nên mình phục vụ cái thân xác mình giúp đỡ cho nó mạnh khỏe, sáng suốt, trong sạch, tinh khiết, mạnh mẽ đó, thì mình đang độ chúng sanh trong này nè. Mình độ chính mình đó. Thấy không? Thân mình khỏe thì tâm mình an. Thân không khỏe tâm bất an. Cho nên bổn phần đầu tiên chúng ta là trong đường tu, mình giúp đỡ cho mình khỏe mạnh, vui vẻ trước, lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, mình giúp đỡ ông Phật của mình lớn mạnh trong lòng của mình mỗi ngày. Biết cầu nguyện, biết tụng niệm, biết yêu thương bá tánh chúng sanh, để giúp cho mình phát triển những tư duy từ bi bác ái cho huynh đệ của mình. Đó là con đường chúng ta phải đi. Bây giờ thí dụ con huynh đệ không cùng đạo tràng đi, đạo tràng này tới ngồi nghe cũng được hết trơn, ai cũng tới được. Nhà của Phật mà đâu phải nhà của riêng ai, phải không? Chỗ nào có đạo tràng mà biết tu á là cái nơi phát triển tâm linh tốt đẹp. Còn nếu mà có đạo tràng mà tới để mà giành nhau á, người dùng chút chút, mỗi người tự cho mình hay gì mình giỏi đó, cái đạo tràng nó tan nát à, không có bền. Cái đạo tràng tốt lành thì tạo phước, còn đạo tràng tranh chấp sẽ tạo nghiệp. Cho nên mục đích chúng ta đến đạo tràng cùng cộng tu với nhau để được lợi lạc phước báo là phát triển tâm linh. Còn đến để mà chia năm xẻ bảy rồi tự xưng mình hơn thua với nhau là đạo tràng này sẽ rã rời ra từng cái, không những không được phát triển tâm linh mà còn tạo tác nghiệp ác với nhau nữa. Hả có tranh chấp qua lại là sẽ tạo nghiệp ác. Hả có nói xấu lẫn nhau sẽ tạo nghiệp ác. Mình này hiểu chưa? Còn đồng thời chúng ta rất là đau khổ ở chỗ là chúng ta có rất nhiều đạo tràng. Quân đệ đạo tràng Đại Bi, đạo tràng Niệm Phật, đạo tràng Địa Tạng, đạo tràng Kim Cang, đạo tràng Pháp Hoa. Đúng không? Nhưng mà không có ai chơi với ai hết. Cái y Như Lai á, nó cắt ra từng miếng nhỏ, bây giờ ráp lại không được. Đau khổ không? Đau khổ hả? Nhưng mà người ta không thấy đó là đau khổ. Tôi tụng Pháp Hoa, tôi là số 1 rồi, thì vua của các Pháp mà. Tôi tụng xong tôi cũng là vua luôn. Còn những đứa tụng kinh khác là quân sĩ. Huynh đệ tụng Đại Bi là đồ bỏ. Nè, Pháp Hoa nè, ghê chưa? Tụng Pháp Hoa nè, vua của các Pháp đó. Khi nào mà huynh đệ có tư tưởng này phải biết là huynh đệ đang đi vào tà Pháp à. Nhớ chưa? Nhớ không? Huynh đệ tụng cái Pháp gì mà gọi là nổ nhất á, chẳng hạn như Hoa Nghiêm cũng là vua các Pháp, Pháp Hoa cũng là vua các Pháp, vậy rồi ai quân sĩ? Những đứa tụng kinh khác là quân sĩ hết, làm sao bằng tao được? Tao Pháp Hoa với Huy Nghiêm mà, phải không? Chết rồi đó, chết trong cái tư tưởng đó đó. Khi mà mình vừa khởi một cái ý niệm tự cao tự đại coi thường huynh đệ của mình là mình đã lạc pháp rồi. Tùy pháp nào cũng là của Phật, thấy chưa? Trong khi mình lại cái đạo tràng Đại Bi, mình coi người ta không ra cái ôn gì, mình đã chết ngay từ lúc đó luôn. Ông Phật mình chết ngẫm trong lòng mình rồi, trong mình chỉ còn cái xác trống rỗng thôi. Người tu mà không có lòng đại từ Đại Bi là cái xác biết cười thôi, biết lợi dưỡng thôi. Người tu cỡ nào không cần biết, bao nhiêu năm không cần biết, tu pháp gì không cần biết, mà chỉ cần có lòng tự cao tự đại đối với đệ anh em của mình á, là một cái xác không hồn ngồi đó thôi, chứ không có cái gì hết trơn. Thì ông Phật mình chết rồi, mình vừa khởi một niệm tự cao tự đại, ông Phật mình đã biến mất rồi. Phật không có tự cao tự đại, Phật rất là khiêm nhường, rất là đơn giản, rất là mộc mạc, rất là yêu thương. Đó là Phật.
Quý đệ có nghe trong kinh Phật nói tao là vua của tụi bay không? Ông Phật có nói vậy không? Ông nào nói vậy chính ổng là ổng rớt cái bạch rồi đó. Ổng rớt liền tại chỗ, làm sao mà được chứng Phật với cái thói đó được, phải không? Cái thói đó dành cho những người cống cao ngã mạn thôi, coi thường huynh đệ bá tánh chúng sanh là chết đó. Đừng có tưởng coi ngồi ngồi đây nè, coi chừng nó một ngày nào đó mình phải quỳ mình đảnh lễ đó. Đừng có tưởng bở, bởi vì mỗi một vị Phật đang ngồi trước mặt mình, hiện bây giờ huynh đệ chưa nhìn thấy Phật tánh của mình, nhưng một ngày nào đó đủ duyên đủ lực rồi ha, bùm, cái trí tuệ họ mở, họ ngồi lên đó họ giảng cho mình nghe đó. Ghê lắm á, chỉ cần một tích tắc thôi, trí tuệ phát triển rất là lẹ. Người ta sẽ nhìn được tất cả những gì chung quanh mình, người ta sẽ nói cho mình nghe đó. Đừng có tưởng bở, có vậy vậy chứ không phải vậy đâu. Thì trong mỗi người chúng ta, cái tánh thiêng liêng này là sở hữu của mình, mỗi người ta đều được cái tánh thiêng liêng này. Nhưng chúng ta bị vào thế gian pháp quá nhiều năm tháng, cho nên tánh thiêng liêng mình nó bị lu mờ. Bởi vậy cho nên chúng ta mới mò mẫm tới đạo tràng, tới chùa tụ năm tụ bảy lại cộng tu với nhau. Mục đích chính là ngồi xuống mình tu tụng để giải bớt và trừ những nghiệp chướng mình đã đạo tạo tác trong quá khứ, trong hiện tại. Những điều không tốt lành đã từng tạo tác làm cho trí tuệ bị lu mờ. Chúng ta bây giờ ngồi xuống đây tụng kinh niệm Phật, trì chú để chúng ta giúp mình phát triển lại những gì mình đã đánh mất. Mình càng an tịnh chừng nào thì quyền lợi tâm linh nó càng nhiều chừng đó. Mình càng lộn xộn chừng nào thì cái quyền lợi tâm linh càng nghèo nàn chừng đó. Thật chúng mục đích chúng ta để ngồi xuống tu tụng để giúp cho mình được an tịnh. Mình càng nhiều thời gian an tịnh chừng nào thì mình có nhiều cơ hội nhìn lại bản chất thiêng liêng của mình là Phật. Trên mục đích chúng ta đến đây cùng cộng tu với nhau để được an tịnh, an lành, hạnh phúc. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội nhìn thấy huynh đệ chung quanh mình đều là con cái của chư Phật. Nhìn bằng ánh mắt từ bi, với lòng từ bi, với trí từ bi, với tâm từ bi, lúc đó huynh mới có thể có phước. Huynh đệ tụng Phổ Môn là mới biết ha. Trong từ Phổ Môn nó gọi là từ nhãn thị chúng sanh đó, phước tụ hải vô lượng. Huynh đệ tụng mà không để ý đó. Mình tụng hoài con mắt mình chưa bao giờ nhìn ai từ bi cả, nhìn trợn mắt không à. Ha, học chút xíu là trợn mắt lên rồi. Không giờ ý là trợn mắt rồi, thấy rồi nguyết là đủ trò phải không? Thì làm gì có cái từ nhãn thị chúng sanh phải không? Người càng tu tụng nhiều chừng nào á, cái tâm từ bi càng nhiều chừng nào, phải biết rằng mình đang đi vào chánh pháp. Càng tu càng hiền, càng tu càng thương anh em huynh đệ của mình, mới biết là mình đang đi vào chánh pháp. Còn mình càng tu mình càng hơn, mình càng lớn lối, mình càng coi thường huynh đệ bá tánh chúng sanh, còn có nghĩa là mình đang đi vào tà pháp đó. Mình tự cho mình đi vào tà pháp, bởi vì mình đi ngược đường chư Phật. Chư Phật chính là đại từ đại bi. Còn mình tu mình không có lòng đại từ đại bi mà đi ngược lại rồi, cho nên mình chính là đi ngược chánh pháp, gọi là tà. Trái đó, trái đường. Bây giờ hiểu cách nào để giữ gìn thân mạng mình mạnh khỏe để cho tâm trí mình nó sáng suốt không? Là mình ăn uống làm sao đủ, đừng ăn thừa, không nhậu nhẹt, không làm cho thân thể mỏi mòn bệnh tật. Hả, mình làm cho thân thể bệnh tật tức là mình bất hiếu chư Phật, ông Phật trong bụng của mình á. Bởi vì biết cái nhà này của ổng mà, tại sao mình lại phá cái nhà của ổng là sao? Thẳng những tư tưởng không tốt lành mà giữ trong đầu hoài, tức là mình làm cho cái nhà ổng nó bị ô uế, bị nhớp nhúa vì những tư tưởng không trong sạch. Mình ăn tầm bậy tầm bạ, mình nhét chúng sanh vô, mình nhậu nhẹt ăn tầm bậy, nói chung là ăn dơ dái không sạch sẽ đó. Mình làm cho cái chánh điện của ổng nó bị ô uế, không tinh khiết. Cái người mình thoát mồ hôi, nó đúng nghĩa chỉ là mồ hôi, nó hôi ghê lắm. Mình ăn bậy chừng nào thì cái thân mình nó hôi nhiều chừng đó. Mà ăn sạch nhiều thì cái thân mình nó nhẹ nhàng, nó lại thơm tho. Bây giờ huynh đệ tu có mục đích chính ta là giúp cho thân mạng mình sạch sẽ, mạnh khỏe, thơm tho, là mình đang giúp đỡ cho chính bản thân mình, làm thân mạng mình trở thành cái nơi cư ngụ của Phật. Khi đến trong sạch tinh khiết đến tột định, nó trở thành chánh điện của Phật. Thân thành chánh điện khiết tinh, Như Lai ngự trị tâm sinh Bồ Đề. Huynh đệ tu giúp cho cái thân mạng này ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch, thân mạng này trong sạch tinh khiết, thì thân sẽ thành chánh điện khiết tinh. Mà hát thành chánh điện khiết tinh rồi, chắc chắn Như Lai sẽ ngự trị tâm mình sinh Bồ Đề đó. Như vậy luôn đó, thử làm coi sẽ thấy được kết quả thế nào. Muốn ông Phật ngự trị trong người của mình, ngồi lên làm việc cùng với mình,
làm sao cho từ trí tuệ cho đến thân mạng mình để phải trong sạch tinh khiết, từ lời nói, từ sự suy nghĩ, từ hành động, giúp cho tâm nghiệp mình trong sạch thì chắc chắn cái thân mạng mình sẽ trong sạch. Lúc đó cái ông ở trong nhà mình mới thực sự là có nơi cư ngụ trang nghiêm thanh tịnh. Rõ ha? A Di Đà Phật. Nên coi thường, đừng coi thường, đừng. Cái này nó ngộ lắm, một phương tiện lâu dài lắm đó. Nếu để biết xài á, xài hoài hoài không mỏi mòn. Còn không biết xài phá thời gian là nó chịu không nổi, là nó rớt cái bạch là xong. Đi gãy gánh, nửa đường gãy gánh đó. Tôi chưa tới nhà Phật đã đi dọc đường rớt cái bạch rồi. Mình chính là người tạo nghiệp. Bởi mình làm cái thân mạng mình bệnh, mình là người tạo tác nghiệp. Mình bạc đãi thân mạng của mình, còn nghĩa là mình đạt bạc đãi chư Phật. Có một cái thân mạng hoàn hảo như vậy, khỏe mạnh như vậy, phải nên biết quý trọng, trân quý nó, và giúp cái thân mạng mình trở thành cái sọc trong sạch tinh khiết nhất có thể làm được thì cứ làm. Còn nếu mà mình coi thường, mình không biết quý trọng nó, nó bỏ mình cho mình biết mặt ra. Bây giờ trung đạo hỏi vấn đề đi, thí dụ vấn đề bệnh nằm một chỗ đi, ai đau khổ? Ai? Cái ông mà ông biết ở trong đó, ông đau khổ. Ông đó mà thế gian gọi là Phật à. Bởi cái nhà của ông bất bình thường hơn những căn nhà khác. Ông nằm trong căn nhà đó, ông muốn làm những điều ông làm mà không thực hiện được, ông ân hận, ông đâm ra ông hận thù, ông ghét những người xung quanh, ông ganh tị những gì người ta làm được còn ông không làm được. Lúc đó nó tạo nghiệp nhiều hơn là lúc bình thường. Thiệt mà, người nằm một chỗ đau khổ ghê lắm. Thầy đã chăm sóc họ thì biết, cái gì cũng phải nhờ người ta làm. Thầy chăm sóc người già, thầy đã từng làm như vậy, thầy hiểu được cái tâm trạng của họ. Mà những người mà hiểu biết á, khi nằm một chỗ lên nó sám hối cho nhiều vô thì nó mới nhẹ nghiệp được. Cho nên bây giờ để không phải nằm một chỗ rồi sám hối, ngay từ lúc này, kể từ ngày hôm nay trở đi, tối trước khi ngủ vấn đề ngồi tụng thầy kinh xong sám hối. Sám hối cho tam nghiệp của mình, sám hối cho những điều đã nói, đã nghĩ, đã làm không được tốt lành, trong sạch, tinh khiết, trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Chí tâm sám hối cho tam nghiệp. Nếu để làm mỗi tối, mỗi sáng vậy, nếu mà có hai thời kinh sám hối như vậy á, thì mình sẽ chuyển được nghiệp lực mình đã từng tạo tác trong quá khứ. Hay như vậy luôn á. Dám làm thì dám được á. Có dám không? Dám không? Không dám mà. Của mình mà mắc chứng gì không dám, phải không? Mình là người tạo tác nghiệp quả mình, thì mình phải tự gỡ đi. Chẳng hạn mình bị ghẻ nhiều quá rồi nó khô rồi gỡ mài á, tự mình gỡ nghiệp của mình á. Đó, mình đã từng tạo tác những điều không tốt lành, bây giờ phải ngồi xuống á, sáng tối hai thời, để mà mình tự giúp mình để rửa sạch những vết nhơ mình đã làm bám trên cái cuộc sống của mình hàng ngày, đúng không? Trên một thời kinh đừng có quên cầu sám hối. Con chỉ tâm sám hối những gì con đã làm, đã nói, đã nghĩ không được tốt lành, trong sạch, trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp luôn, chứ không phải là ngày hôm nay đâu đó. Nếu mình để biết sám hối mỗi ngày thì đúng như trong sách vở có nói á, người tu mà không biết sám hối thì giống như mình dậm chân tại chỗ đó, mình bỏ muối xuống biển. Đừng có tưởng rằng sự hiểu biết của mình là mình không tạo tác đâu. Mình càng hiểu nhiều mình càng tạo nghiệp nhiều. Cái đầu mình nó nghĩ tầm bậy lắm á. Mình càng hiểu nhiều càng nghĩ bậy nhiều. Nghĩ bậy ghê lắm á. Vì mình biết nhiều mà, cho nên mình mới nhiều chuyện trong cái này nè. À, chính vì nhiều chuyện bắt đầu mới tạo ý nghiệp. Ý nghiệp lẫy lừng. Mình để thấy chưa? Thế nên mình bây giờ mình ngồi xuống mình tụng, mình sám hối sáng, sám hối tối. Cái vậy đó. Nhưng mà đặc biệt nó đơn giản vậy, nhưng mà chính bản thân mình tự mình rửa nghiệp cho mình. Không ai có thể ngăn chặn nghiệp quả của ngày hôm qua, nhưng chúng ta có thể làm thay đổi nghiệp lực của ngày mai bằng cách là sống chân thật trong hiện tại. Bây giờ ngồi xuống tụng thời kinh sáng này, tối này, sáng mai cũng vậy, cứ làm y như vậy đi, là mình đang sống thật với chính mình, thì mình bớt tạo tác nghiệp của ngày hôm nay, thì tự nhiên cái nghiệp ngày hôm qua dần dần nó cũng giảm theo cái sự tu hành của mình. Cho nên tu để chuyển nghiệp, tu để giải nghiệp, tu để giải trừ bệnh tật, tu để giải trừ oan gia trái chủ. Đó là cái quyền lợi mà chúng ta sẽ có nếu chúng ta chấp nhận làm. Của mình mà, đâu phải của trung đạo hay của vấn đề khác đâu. Đúng không? Hồi đó mình hốt hụi chết, bây giờ mình phải đóng hụi chết thôi. Còn nếu không á,
Tiền lời nó chồng chất mà nó nhiều quá, nó đập cái rầm đi không nổi, nằm xuống chỗ, lúc đó còn ân hận vô cùng tận mà không giải quyết được nữa rồi. Đó, cái nhà mình đã sụm xuống rồi thì còn gì nữa mà cứu. Hả, còn căn nhà này thì còn có hy vọng vay nợ khác trả vô. Còn nằm chỗ rồi ai cho vay? Lúc mà mình còn đi đứng nằm ngồi được đó, mình còn ngồi xuống, mình vay mượn cái thần lực của các ngài niệm riết để mượn. Mượn để rửa cho sạch nè, xong tu cho giỏi để hồi công đức trả lại. Đúng không? Thấy chưa? Tu đó có cái lợi đó đó. Thành ra hả, xá lợi, xá có lợi cứ xá. Mắc chứng gì không xá? Xá lợi mà. Phải không? Để mình xá chư Phật, xá huynh đệ là có lợi hết. Hả, mình xá cúi đầu trước mặt huynh đệ là mình đang tạo phước cho chính mình, là không có gọi là coi thường huynh đệ ba tánh chúng sanh. Vì thường bất khinh Bồ Tát trong Pháp Hoa là cái vị này gặp ai cũng cúi đầu chào một cách khiêm cung, bởi vì ngài đang biểu lộ cái tánh khiêm nhường. Mà trong Pháp Hoa, thường bất khinh Bồ Tát là một vị duy nhất trong Pháp Hoa dạy chúng ta cái tánh khiêm nhường trước mặt huynh đệ ba tánh chúng sanh. Đi đâu cũng gặp ai cũng cúi đầu chào, gặp nhóm nào tôi cũng cúi đầu chào. Quý vị phải coi kỹ lại cái phẩm đó đi. Dạy mình rất là hay, bị người ta mắng chửi, chọi đồ rượt chạy nhưng mà vẫn cúi đầu chào. Các ngài dạy cho mình cái tánh khiêm nhường đó, nhưng mà người ta không thấy cái bài phẩm đó, coi thường. Cái phẩm đó là phẩm chính trong Pháp Hoa đó. Bởi vì phẩm Pháp Hoa chính là Bồ Tát Hạnh, Đại Bồ Tát Hạnh. Nếu mình không tập cánh khiêm nhường đối với ba tánh chúng sanh thì dứt khoát mình không thể nào học được cái Đại Bồ Tát Hạnh đó. Đừng có thấy cái chữ là vua các pháp rồi nhào vô nhai ngấu nghiến, nhai mà không tiêu hóa được cũng vậy thôi. Rõ không? Cho nên đừng có thấy cái cuốn dày dày á, hả, mình đã nhào vô mình sống trong đó rồi mình tụng mà mình không sống đúng với cuốn này nữa ha. Tức là mình nói như con vẹt đó, đọc cái nói nữa lại, mình không sống trúng là mình sẽ tạo tác nghiệp vô cùng. Mà mình coi, mình cứ coi mình là tụng Pháp Hoa là giỏi, mà ngày nào mình cũng có tư tưởng đó thì mình sẽ tự cao tự đại, mình không thấy lỗi lầm của mình. Mà càng lúc cái mặt mình nó càng dày theo cuốn sách đó. Cuốn sách nó càng dày, mặt mình càng dày, dày mo lên đó, là mình sẽ không biết mắc cỡ nữa. Lúc đó cái tánh tự cao tự đại nó làm cho không còn biết xấu hổ, hổ thẹn là gì. Mình sẽ chết, chết trong cái đó. Mình không hành pháp được, pháp nó hành ngược lại mình. Rõ không? Tùy thầy sao thì dám nói, thầy tụng Pháp Hoa quá nhiều năm, chưa bao giờ thầy thấy thầy là vua của ai hết hả? Thầy vẫn là quân sĩ như thường. Phải là quân sĩ sống dai hơn. Sống dai hơn, kệ nó. Thầy xin về Việt Nam, xin quốc tịch thứ hai, xin làm phó thường dân. Không làm thường dân mà làm phó thường dân luôn, cho nó thấp hơn chút nữa, để sống dai hơn chút. Biết mà, phải không? Cho chúng ta càng tu mình càng hiền, càng tu càng cung kính, càng tu càng khiêm nhường. Đó là con tu chân chính mà mình phải học. Tu đâu phải ông này bà nọ đâu, phải không? Thầy có một cái ngộ, thầy khi ăn huynh đệ thì ăn chung. Nếu mà dọn riêng cho thầy một bàn, thầy không bao giờ ăn, thầy không thích ăn, vậy thôi. Mình cái gì đâu, huynh đệ với mình là cùng cha cùng mẹ mà. Hình tướng có khác chút xíu thôi, cái đầu trọc không tóc, cái áo màu vàng vậy thôi. Nhiều khi trong ghẻ cháu không ai biết, phải không? Làm sao biết được ghẻ của thầy? Thầy giấu kín thế mà cố. Ngoài sạch sẽ nè, trong ghẻ lát không ai biết. Nhưng mà thầy nó mặc bộ đồ dài để che, phải không cô? Là như vậy luôn á. Mình phải biết thân phận của mình chứ. Huynh đệ của mình là con cái của cha mẹ của Như Lai mà. Mình thì mình nói câu là Phật tại tâm, tâm tại thân đi. Thì tất cả chúng ta đều có ông Phật tại tâm hết. Thì chung lại mình là con của chư Phật, đúng không? Hình tướng nó khác biệt nhưng mà cái tánh thiêng liêng không khác biệt. Chưa chắc. Phải chấp nhận sự thật là mình làm sao, mình sống làm sao, mình biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi, còn nghĩa là mình đang biểu lộ Phật tánh của mình cho ba tánh chúng sanh đó. Đó là cách chúng ta phải biểu lộ. Chứ nói cái miệng từ bi, cái miệng từ bi ai nói cũng được hết đó, nhưng mà sống với cái lòng từ bi giống như cái miệng hay không mới là quan trọng. Mới là quan trọng. Mà phải nói cái miệng à, tôi thương huynh đệ lắm mà thực sự trong này có đứa ghét đứa ưa. Đứa nào nịnh mình thì mình ưa nhiều, còn không nịnh mình ghét. Chẳng hạn như thầy rất là dễ bị nè. Nhiều đứa nó ngon nó ngọt, nó chăm sóc mình kỹ, mình thích nó. Bởi vì mình cái tánh lầm biếng của mình á, hai chăm sóc mình nhiều thì mình để nó lo. Vì cái tánh lười bẩm sinh, cho nên thầy lại không thích như vậy. Một ngày nào đó nó nổi điên lên, nó nghỉ một tuần, cái mình ngồi mình chờ nó nấu cơm mà.
Nó nghĩ cha nó từng lấy gì ăn, làm biến đi nấu ngồi đó treo cái mỏ lên nhịn đó. Cho nên hả, không có nó mình cũng làm, có nó mình làm điều gì làm, đừng có để nó nấu cho mình hoài. Hả, mình để nó nấu hoài một ngày nào đó mình sẽ chết đói vì nó bỏ nó nghỉ một tuần á. Thấy không? Rõ chưa? Cho chúng ta đừng để cái tánh làm biếng nó ngự trị, thì ông Phật mình sẽ làm biếng theo là không có chịu tu. Mà người ta lo cho mình nhiều quá mình sẽ quên tu đó cô. Đúng không? Cho nên mình tu cho mình. Mình tu mình phải ngồi xuống tu luyện cho mình nhiều vô, đừng có lười. Một cái duy nhất mà làm hại đời chúng ta là tánh lười. Hãy chỉ cần mình làm biếng chút xíu thôi là ma chứng nó nhào vô, nó kéo, nó không cho mình làm. Quan gia trái chủ đâu cho mình tu đâu, mình tu mình đá nó văng hết làm sao. Cho nên mình phải hả nói ngồi dậy là ngồi dậy liền, chứ không có rề rề, không có rị mọ, tu rị rồi ra kia tu rị nha bà ba. Tu cái kiểu đó sao mà tiến hóa được, thấy không? Còn mình ngồi đi mà mình đi tu mà cái đầu mình á ở ngoài đường, huynh đệ mình đang ngoài đường nói chuyện á, mình nghe nó nói chuyện mình tu không có được, gọi là tu rị đó. Còn chưa kể nữa, đi vô đạo tràng tu mà còn muốn đi chơi nhảy đầm, cho nên dặn năm mấy đứa, nếu tao bay ra kia mày nhớ mày giả bộ mày la tiếng lớn tao nghe, tao đi theo, tao biết tao bay tới. Cho nên đọc câu chú là mày ra rô réo nhớ kéo tao ra nha bà ba, mày ra rô réo nhớ kéo tao ra nha bà ba. Cô biết câu chú này không cô? Nhiều chuyện đó, vô đạo tràng ngồi tụng kinh mà lại muốn đi ra đường chơi nữa chứ. Đó, cái tánh đó nó sẽ chết ông Phật của mình đó. Cái tôi mình nó còn tham lam thế gian pháp quá thì nó sẽ giết ông Phật của mình. Nó làm cho mình lười biếng, làm cho mình bê bối, làm cho mình lụm thụm, ăn nói tầm bậy tầm bạ. Vô đạo tràng thì ngồi ngáp lên ngáp xuống, chảy nước miếng, hả, nghe giảng này nó chảy lum la nghe. Rồi thức dậy nghe tiếp, trời ơi còn thôi nhà ngủ cho rồi đi, phải không? Tới làm chi cho có mặt để làm phiền chỗ ngồi, mất chỗ người khác nữa. Nếu cảm thấy vậy thì ở nhà ngủ ngon hơn, phải không? Về nhà ngáy rồi hả, miệng ngáy không ai biết mình đâu. Cho nó đã ở nhà đi, lên đầu tràng mà người nghe vừa ngáy chết người ta là phiền não với người xung quanh nữa. Đúng không? Làm phiền bà con lối xóm. Thì nhắc nhở huynh đệ chúng ta cùng tu với nhau, chúng ta cũng để ý những điều là tuyệt đối không được lắng nghe những điều tàm xàm bậy bạ bên ngoài. Không được lắng nghe lời nói xấu với người khác, nói xấu mình với người khác. Không cho phép người khác nói xấu người thứ ba. Nhớ không? Tai hại. Mình sẽ cho nó một phương tiện nói xấu. Mình lắng nghe nó nói xấu 2-3 lần thì nó có chỗ nói xấu, nó sẽ nói nữa. Đời nó chết, đời mình chết. Hai đứa, người thằng kia bị nói xấu chưa chết, mà hai đứa đời tu học đã chết. Chết trước khi thằng kia ngẫm. Thực tế là đúng vậy, phải không? Thí dụ giờ huynh nè, huynh không thích thầy đi, thầy ngồi ở đây phải không? Huynh nói nhỏ nhỏ lỗ tai rồi rì rè nói xấu thầy không đó, mà thầy chưa ngẫm, hai đứa ngẫm rồi. Thấy chưa? Cho nên cái người nói xấu cũng chết, mà người nghe xấu hai đứa là cộng nghiệp với nhau. Hai đứa cùng xuống địa ngục vì cái tội nói xấu người thứ ba, mà người thứ ba chưa hề bị gì. Chẳng hạn như huynh giận thầy chuyện gì đó, thầy chưa bị hết, huynh nổi điên rồi, huynh đã bệnh rồi. Thấy chưa? Mình người ta chưa bị, mình nổi điên là mình đã bị. Trong này là máu huyết nó lưu thông, nó làm rầm, đầu nhức mặt, tối mũi, chóng mặt, nhức đầu. Vì mình nổi điên lên là máu sẽ đập, tim sẽ đập mạnh lên là mình sẽ bị chóng mặt, nhức đầu đó. Mình bệnh trước mà ông kia chưa bị. Thấy chưa? Nguy hiểm chưa? Cho nên để không tạo tác nghiệp trong lúc tu, chúng ta ngồi xuống tụng một thời kinh cho nó đúng nghĩa tụng, phải được hạnh phúc, an lạc được tụng. Ngồi xuống chẳng thà không ngồi, đi chơi cái nhõng nhõng sướng xong mà an tịnh xong ngồi xuống tụng thì kinh thiệt là hạnh phúc để được tụng. Đó mới thực sự là công phu. Còn tụng mà trả bài đừng. Đừng có nói là làm cho đá xong xuôi đúng giờ chạy vô tụng trả bài đừng. Các vị kia không cần huynh đệ trả bài. Các vị kia chỉ cần huynh đệ nhìn lại tâm Phật của mình và yêu thương bá tánh chúng sanh bằng cái tâm Phật đó, qua cái sự biểu lộ bằng cái tâm từ bi. Các vị luôn luôn muốn chúng ta biểu lộ điều này, nhưng hỏi lại coi bao nhiêu người chúng ta biểu lộ được cái tánh đó. Cho nên thầy khuyên huynh đệ đừng bao giờ ngồi xuống tu để trả bài. Không bao giờ ngồi tu trả bài. Vì các vị không cần huynh đệ trả bài. Các vị chỉ muốn huynh đệ được sống trong an lành hạnh phúc. Thầy đang ngồi xuống tu được hạnh phúc, được tu mới thực sự là an lành. Còn mà tụng vì một lý do gì đó hay tu vì một lý do gì đó, không bao giờ được an lành hạnh phúc. Đó là trả bài đó. Còn đừng có hứa
Tu không hứa với ai hết, không cần phải hứa với ai, ngồi xuống tu hết lòng đi, chuyện còn lại luật nhân quả vì chư Phật sẽ xử. Bổn phận chúng ta là tu cho hết lòng, để hết con tim trí tuệ vào bài tụng của mình, tu hết một thời này đi, chuyện còn lại luật sẽ sắp xếp. Nếu quý vị làm được điều này trong vòng 100 ngày thôi, quý vị thấy nhiều điều lợi lạc xảy ra cho cuộc đời của mình lắm. Bên cạnh đó, để giải trừ oan gia trái chủ bên chuyện xui xẻo trong gia đình, quý vị phải biết nghĩ tưởng đến của hiền thất tổ những vị đã quá vãng. Mỗi buổi chiều tụng thời kinh hưởng công đức cho các ngài, để các ngài được siêu sanh. Các vị của hiền thất tổ siêu rồi thì con cái sẽ hưng thịnh. Đó là việc làm cái thứ hai của chúng ta. Thứ nhất là giữ thân mạng trong sạch, tinh khiết, khỏe mạnh. Thứ hai là giúp đỡ của hiền siêu sanh. Hai việc làm này chúng ta phải thực hiện. Lúc chúng ta có nhiều cơ hội tiến hóa hơn. Trong lúc chúng ta giữ gìn thân mạng tu học, chúng ta biết sám hối sáng chiều. Bên cạnh đó cầu nguyện hồi hướng cho nguyên thức tổ được siêu sanh tịnh độ. Đó là hai điều chúng ta phải làm. Giữ thân mạng khỏe mạnh, giúp đỡ phần âm trong nhà mình được siêu sanh, gọi là công đức, phước đức. Cho nên quý đệ cứ làm hết mình đi, chuyện gì còn lại để chư Phật lo. Nhớ không? A Di Đà Phật, chúc quý đệ may mắn. Chúng ta chia sẻ Phật pháp cho nên chúng ta đàm đạo với nhau. Quý đệ có thể hỏi quý trung đạo trong việc tu học của mình bị chướng duyên gì, bị những nghịch cảnh gì, trung đạo hiểu được, trung đạo sẽ chia sẻ với quý đệ. Đồng thời chúng nhắc lại cái bài giảng hôm nay là tu để mà mình giúp đỡ mình giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, tu để chuyển nghiệp. Cho nên mình giúp cho thân mạng mình khỏe mạnh để mình có nhiều cơ hội học đạo hơn, để thân xác mình trở thành linh điện của chư Phật. Thầy nói, thầy mới nói câu là thân thành chánh điện hiển linh, Như Lai ngự trị tâm sinh Bồ đề đó. Cái thân mình phải thành chánh điện nha. Cho nên mình đã thành chánh điện của chư Phật rồi, mình nói là lúc mình ngồi xuống mình tu, mình định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Thân người tánh Phật. Mình là con của Như Lai, thân thì người mà tánh là tánh Phật. Thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Thế nên mình tu luyện cái thân mình trở thành chánh điện của Như Lai, thì lối Như Lai mới ngự trị. Mà Ngài đã ngự trị rồi, chắc chắn tâm mình đã sinh Bồ đề đó. Thấy chưa? Tuyệt vời. Nếu mà quý đệ phải ý thức như vậy, ngồi xuống tụng hết lòng, không cần phải trả nợ, nhớ chưa? Cầu nguyện bằng cả tâm hồn trí tuệ con tim. Khi cầu nguyện chính là tâm sự với Phật tánh của mình. Mình cầu nguyện, mình nói với Phật tánh của chính mình. Ông Phật trong người mình sẽ lắng nghe lời mình nói. Đó là tâm sự với mình đó. Thầy viết câu là cầu nguyện là tâm sự với chính Phật tánh của mình. Thầy có viết câu là một ngày sống muộn phiền, mất một ngày Phật tiên. Một đời sống muộn phiền, cuộc đời trong oan trái. Một đời sống biết niệm thiền, Phật cùng ta sát cánh. Lúc nào mình cũng niệm Phật thì mình với Phật lúc nào cũng liên lạc với nhau bằng tư tưởng, thì Phật cùng ta sát cánh. Rõ không? Cho nên mình đi đứng nằm ngồi đều giữ chánh niệm để bớt tạo tác nghiệp. Đi đứng nằm ngồi luôn luôn nghĩ tưởng điều tốt lành, nghĩ thiện làm lành, luôn luôn nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú để giúp cho tam nghiệp bớt tạo tác. Đó là bổn phận của người Phật tử thuận thành chân chính. Đồng thời huynh đệ, cho dù tu ở đạo tràng nào cũng kệ, hãy gặp huynh đệ con của Phật là cứ chào hỏi bình thường, còn họ không chào hỏi mình là chuyện của họ. Thầy gặp thầy nào cô nào thầy cúng đầu thầy chào, còn chuyện không chào lại chuyện của nhân quả với chư Phật. Cho nên chúng ta phải làm bổn phận trước, đừng để người ta chào, mình chào trước đi, kệ không sao. Cúi đầu xuống đâu có chết đâu. Thường bất khinh Bồ Tát từng cúi đầu, mà thường mình là con cái ngày mình cúi đầu thôi, đâu có chết, không mất miếng nào đâu, phải không? Nếu mình làm được á thì cái tôi mình có cơ hội chết, thì ông Phật mình có cơ hội ngồi dậy. Còn nếu mình đứng sõng cái lưng vậy á, coi mọi người phải chào mình là biết là ông Phật mình đã chết, cái tôi mình đang đứng. Bây giờ cũng muốn đệ, quý đệ muốn tôi đứng hay là ông Phật đứng? Dễ quá phải không? Ai đứng? Tôi đứng là chết ngẫm rồi. Ông Phật đứng. Nhưng mà đặc biệt, mình cúi đầu mình chào thì ông Phật sẽ đứng. Còn mình đứng thẳng người là ông Phật sẽ chết. Giờ vấn đề chọn đi, tôi đứng hay Phật đứng?
rồi phải biết sao cúi đầu trước huynh đệ của mình thì Phật mới đứng được. Nam mô A Di Đà Phật. Mình chia sẻ Phật pháp với nhau á, giờ mình hỏi nhau, mình đàm đạo thì mình sẽ có thể mình gỡ rối những điều mình đã bị chướng mắc trong lúc tu luyện, tu tập, tu học, tu tập, tu sửa, tu hành. Vấn đề hỏi, trung đạo chia sẻ. Trung đạo không dùng chữ dạy được, vì bản thân mình còn chưa dạy được mình nữa, như là Phật chia sẻ thôi. Ở vấn đề hỏi, huynh hỏi đi huynh. Mô Phật, con Phật tử, con nhờ thầy chỉ dạy. Như bà con mà muốn tu hành mà bà con không biết chữ, người niệm Phật được không thầy? Dạ, sư tổ Huệ Năng đâu biết chữ nào đâu, ông cúng chứng tổ đó, phải không? Tại sao ngài không biết chữ, ngài chứng tổ? Vì cái tâm an lành, cái tâm thiện, cái tâm rất là hiền lương, đơn giản, mộc mạc. Cái tâm này chính là một phương tiện lớn nhất cho người không biết chữ tu học đó bác. Càng biết ít chừng nào càng dễ học hơn người biết nhiều. Biết ít á, thì tạo nghiệp ít, biết nhiều tạo nghiệp nhiều. Biết giữ là tạo nghiệp giữ. Bởi vì cũng muốn tu hành mà bà con nhiều khi không biết chữ. Mà cũng ngược lại, nó có một cái chướng duyên bác ơi. Cái người không biết chữ á, mà nó biết rồi là nó chấp. Thầy dạy lắm, nó chấp đến độ không thể nào gỡ được. Biết mình có ghẻ ngứa mà không chịu để khác gãi. Gãi giùm không cho. Bởi vậy rồi thành ra rồi... cứng đầu cứng cổ nữa chứ. Để mình cầu nguyện cho bà con đó mà ngặt có một cái không. Mình cầu nguyện giùm hả? Mơ đi. Mơ Phật. Đừng cầu giùm. Cứ cầu mình. Cái cầu sao nó đừng làm phiền mình là được rồi. Mơ Phật. Mơ Phật. Huynh đệ, nếu mà chúng ta một vị huynh đệ mà không biết chữ gặp mình á, họ đau khổ á, mình chỉ cho cách họ bớt đau khổ. Nhưng mà ngộ lắm, người nghèo và ít biết chữ, mình cho một cái quyền lợi, mình lấy quyền lợi đó mình làm một phương tiện để cho huynh đệ đó phát tâm. Phải có quyền lợi thì tâm lý chung của tất cả vị mà nghèo khổ và không biết chữ, lấy quyền lợi vật chất làm phương tiện lớn nhất. Thí dụ như huynh đệ tưởng tượng đi, thầy là người giảng rất là nhiều dĩa, mà gia đình thầy là công giáo, mà rất nhiều người rất thích coi đĩa của thầy, mà ngược lại thầy phải mướn gia đình thầy coi dĩa thầy đó. Nó chướng duyên ghê chưa? Phải mướn họ coi đó, coi cho tiền mới coi. Không thôi nó tiếp tục ngồi nó bàn đề cũng vậy thôi. Thấy chưa? Kệ nó, ráng nhịn chút xíu đi rồi cho họ ngồi coi mình, trỏ chút xíu tiền ra rồi mướn nó coi giùm mình đó. Đó là chướng duyên đó. Nhưng mà kệ nó, kệ chịu khó chút xíu đi. Thầy huynh đệ mà ít biết chữ á, hơi không biết chữ như vậy, đi một cái phương tiện nào đó để cho họ phát tâm. Mà những người bị khổ nhiều đó, họ mới nhìn thấy được cái khổ, rồi họ mới phát tâm. Đồng thời huynh phải dùng một phương tiện nào đó làm cho cảm thấy nếu mà tu có lợi lạc thì họ sẽ tu. Nhưng mà mình cái người này ngộ lắm, mình phải kềm hoài. Lâu lâu mình nhắc một cái, lâu lâu mình nhắc một cái. Nếu không á thì cái a lại giải thích là cái huân tập xấu á nó lại nổi lên. Hả, mình nhắc á mà lại rất là tự ái nữa. Người ít biết chữ lại tự ái nhiều. Nhưng mà huynh làm sao huynh giúp được họ biết niệm Phật mà cung kính niệm Phật á, dần dần cái đầu họ sẽ sáng ra. Mà thiệt sự là vậy, thầy đã nhìn thấy những người không biết chữ bây giờ biết tụng kinh được rồi đó. Ở con trong đạo tràng thầy luôn nè, họ nhỏ biết lớn biết chữ bây giờ biết tụng kinh mà tụng rất là lưu loát. Thì cũng niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát nhiều thì trí tuệ sẽ sáng suốt. Thì chỉ cần chút xíu, bỏ chút xíu kiên nhẫn, trì trí cho cái niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát thôi, mình giải quyết được nhiều sự việc lắm. Khi huynh đệ trong cuộc sống của huynh đệ bị đau khổ, bị phiền não, bị bệnh tật, bị chướng duyên mà không có người tâm sự, đây là lời khuyên của thầy. Huynh đệ nên niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát thường xuyên, đi đứng nằm ngồi. Thì thời gian không bao lâu huynh đệ sẽ được nhiều, nhiều quyền lợi tâm linh đến với quý vị, rất là nhiều. Nên niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát thường xuyên, thì tất cả những nghịch cảnh chướng duyên, những điều không tốt lành, đau bệnh phiền não dần dần sẽ giảm mất. Đó là quyền lợi chung mà huynh đệ nên sử dụng. Nên sử dụng, vì huynh đệ sẽ có quyền lợi trong cái niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát đó. Rõ không? Huynh đệ nhớ thì nói gì không?
Chứ mình đau khổ buồn phiền quá, niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát rồi nói chuyện, nói giống như mình đang nói chuyện với mẹ ruột của mình vậy đó. Mình giải bày những cái buồn phiền đau khổ mà mình nói một lần thôi nha, không phải ngày mai nói chuyện đó nữa đâu đó. Hôm nay nói chuyện này xong chuyện rồi bỏ, ngày mai chuyện khác không vui tới nói lại bài chuyện khác, chứ đừng nói chuyện hôm qua. Nếu mà mình nhai ngãi cái kiểu đó đó, không ai giúp mình đó, mình nhai dễ rách. Chuyện buồn nói lần thôi, không được nói lần thứ hai, nhớ chưa? Nhớ không? Nhưng mà đặc biệt niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Tại đây huynh đệ khi gặp khổ nạn, đau khổ, buồn phiền, những cái chướng duyên nghịch cảnh, niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát thường xuyên thì nó sẽ qua khỏi hết, qua liền. Nếu mà mình trì trí, mình tin tưởng tuyệt đối thì qua rất là mau, một ngày trước ngày sau là xong chuyện. Còn nếu mình tin tà tà thì nó kéo dài cũng từ từ, một tháng, một tuần, hai tháng gì đó ha. Cho nên mình niệm mình phải tin tưởng tuyệt đối. Mình ngồi xuống tu mình cũng tin tưởng tuyệt đối thì cái tu mình mới tiến hóa được, nhớ không? Tu không có tà tà, không có tu rị. Không được tu rị nha, nói rồi đó, tu rị ra kia tu rị nha bà ba là không được rồi. Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Yeah. Để hỏi tiếp đi dạ. Yeah. Thế nên mình phải nương vào phương tiện nha huynh. Mình nương phương tiện để mình độ những vị anh em của mình mà không có học á, mình phải nương vào và chịu đựng. Mà nhiều người không biết chữ, nói chuyện sốc lắm á. Ừ, kể nó tùy duyên mà độ, nó người ta cần mình giúp. Nhưng mà phải dùng vật chất là một phương tiện đầu tiên để cho họ phát tâm. Nhưng mình phải chịu đựng và hy sinh. Đó là cái tánh hạnh của Bồ Tát. Mình chịu đựng họ nhiều chừng nào á, thì cái đức hạnh mình càng cao chừng đó. Vậy đó, hay lắm, kệ nó. Mình cứ chịu đi chứ Phật lo lại, phải không? Biết luật rồi có gì đâu mà ngại. Cứ lo hết cho huynh đệ mình đi, mình chịu đựng với nó đi chứ Phật sẽ lo lại hết. Thầy thì viết cái bài á, giúp người, người sẽ giúp ta. Cho đi, người sẽ cho lại. Phải không? Vậy là Phật hỏi tiếp. Mình còn nhiều giờ lắm. Dạ. Yeah. Còn được một ngày tới 2 giờ rưỡi mới hết lận. Mình sống á, chúng ta đang cuộc sống này, cho dù giàu có hay nghèo đi chăng nữa, cho mạnh khỏe, đẹp trai đẹp gái, chúng ta đều sống trong cùng một luật, đó là luật nhân quả, luật quả báo. Chúng ta làm gì làm, cho dù cỡ nào giỏi cỡ nào cũng không bao giờ thoát khỏi luật quả báo. Có vay có trả, có mượn có đòi, hả, có chọi ra có dằn trở lại, nhớ không? Là chúng ta muốn chọi điều gì tốt lành ra, muốn nghiệp tốt là chúng ta phải thả những điều tốt lành ra thì mình mới nhận điều tốt lành trở lại. Bởi vì luật không bao giờ tha thứ bất cứ một ai. Mình hiểu luật, hả, sống xấu được xấu, sống tốt được tốt. Người Phật tử hiểu luật rồi thì sống làm sao đừng bị quả báo xấu. Phải biết rằng khi mình chết đi, có một điều mình đem theo thôi, đó là nghiệp tốt hay xấu sẽ đeo theo mình của mình. Chỉ có một cách duy nhất, lấy cái nghiệp đó rồi mình mang đi qua bên kia rồi quay trở lại mình tiếp tục mình trả. Mà một Phật tử thuần thành chân chính, mình đã hiểu luật rồi thì hiện tại bây giờ nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, để khi nhắm mắt xuôi tay á, thì mình còn đem một cái thức nghiệp tốt lành qua bên kia, để mai mốt quay trở lại mình sẽ hưởng được những điều tốt lành mình đã tạo tác trong quá khứ, trong tiền kiếp. Rõ chưa? Chúng ta sống chung cùng một luật và chúng ta có cùng một tánh thiêng liêng, nên chúng ta đều bị sai xử, bị xử giống như nhau, không khác biệt. Đừng có tưởng là mình giỏi, mình hay là mình được xử ít đâu, không có đâu. Còn nặng hơn bình thường đó. Biết luật phạm luật, xử nặng gấp 4 lần. Đó không? Còn cái người mà không biết luật, vô minh mà tạo tác á, mình tạo tác mình trong cái vô tình, rồi mình không hiểu đó, thì nó nhẹ hơn cái người biết mà làm. Rõ chưa? Rồi vấn đề hỏi, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. A Di Đà Phật con. A Di Đà Phật, thưa thầy là cô Phật tử ngại không có dám hỏi, mượn con hỏi giùm là cô có trả tiền cho con hỏi giùm không? Dạ không. Cô hỏi con, khi mượn con hỏi thầy á là cô đạo chúa 20 mấy năm giữ đạo mà bây giờ cô muốn quy y Phật, vậy là có tội hay không? Thầy đạo chúa thứ 4 đời này, thầy đang làm thầy chùa, không biết có tội hay không nữa. Thầy đạo chúa nè, 4 đời rồi, ông cố, ông nội, ông bố, thầy là thầy thứ 4. Bây giờ thầy làm thầy chùa, không biết ông chúa ông xử thầy sao đây? Không biết nữa. Mô Phật, con cảm ơn thầy. Cảm ơn con đã hỏi giùm.
tội nghiệp vậy, không có tội gì đâu. Đừng có ngại, Chúa với Phật giống nhau. Mấy vị chứng đắc rồi không có tôn giáo, những người đi theo các ngài mới thành lập tôn giáo. Mà Chúa với Phật đã chứng đắc rồi, không bao giờ bắt lỗi con cái của mình. Nếu vị nào bắt lỗi con cái của mình không phải là Chúa và Phật, rõ không? Chỉ có chúng ta thầy biết mặt rồi khỏi chỉ. Kìa cái mặt ngồi thì cánh giá, thánh giá lòi bự thì bự ra. Nhìn cái mặt là biết cái thánh giá lòi ra rồi. Yên tâm đi thầy, bốn đời nè con. Bây giờ không biết ai phạt thầy đây, nhưng mà thầy chưa nghe nói tiếng nào á. Mấy chục năm nay thầy không nghe ông Chúa, ông Phật nói là mày là ngoại đạo, mày đã theo ông Thích Ca, huynh Thích Hát Mâu Ni Phật, mày bỏ tao. Phải không? Thầy chưa nghe câu nói đó, thành ra thầy vẫn tiếp tục làm thầy chùa. Còn mà thầy nghe ông Chúa nói mày dám theo Thích Hát Mâu Ni Phật bỏ tao mày sẽ chết, thầy sẽ quay lại ổng. Nhưng mà ổng cũng không đáng để được quay lại, bởi vì ổng nguyền rủa người khác là trật lắm. Chúa Phật đâu nguyền rủa ai đâu, chỉ có người thế gian nguyền rủa nhau thôi. Rõ không? Khi một vị chứng đắc không bao giờ la rầy con cháu của con cái của mình, anh em của mình. Nếu vị đó dùng quyền lực để ra rầy anh em của mình, vị đó không phải là một vị minh sư. Rõ chưa? Ông Phật không bao giờ la chúng ta. Nếu ông Phật la chúng ta, ông đó không phải là Phật, ông chính là ma quỷ. Thầy nói thẳng luôn, con cái của Ngài có lỗi, Ngài sẽ giúp đỡ nó tiến hóa rồi bỏ lỗi lầm. Chứ Ngài không la rầy, không chửi bới, không hành hạ, không có phán xử, nhớ không? Một vị nào mà phán xử huynh đệ của mình, người đó không phải là một minh sư. Rõ chưa? Thầy nói con đừng có ngại, con cảm thấy hạnh phúc trong việc làm của mình. Thực sự Chúa với Phật chỉ là một danh từ khác biệt. Các ngài vẫn còn sống, vẫn còn làm việc chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Các ngài bảo vệ đời sống tâm linh của mình. Nơi nào mà mất đạo đức quá, các ngài sẽ xuất hiện. Chắc chắn như vậy. Cho nên đừng có ngại rằng mình thay đổi một cái chiều hướng tu hành để mình làm người tốt hơn á, thì các vị chứng đắc không bao giờ trách mắng con cái của ngài, nhớ không? Đừng có ngại, nếu không thầy đã bị bốn mấy năm nay rồi, chưa chắc thầy ngồi đây thầy nói chuyện đâu. Mấy ông hành thầy chết luôn. Nếu mà ông đó hành đệ tử ông không phải là Phật, không phải là Chúa, nhớ không? Chỉ có người thế gian mắng nhiếc sỉ vả nhau thôi, còn các vị minh sư không bao giờ la rầy ai cả, nhớ chưa? Nhớ không? A Di Đà Phật. Chúc may mắn nha, đừng có ngại. Kệ nó, cái gì mà thấy hạnh phúc được cứ làm. Các ngài dạy mình từ bi mà. Đâu phải mình qua bên Phật giáo là mình nổi điên hơn bên kia đâu. Hồi xưa bố mẹ thầy thấy thầy cạo cái đầu trọc lóc này, không vừa ý thôi chứ không có chửi. Mà thầy cạo cái đầu rồi thầy cũng không dám nói hổn. Nếu mà giờ thầy theo Phật giáo mà thầy nói hổn với cha mẹ thầy thì còn gì nữa Phật giáo, phải không? Mà ngược lại, nếu thầy nói lại nữa đó, thầy là người chống phỉ báng ba mẹ mình rồi, thì mình cũng là công giáo. Cho nên làm thinh làm luôn. Làm đến khi nào mà hai vị đó thấy mình là một người tốt, thực sự là một đứa con tốt, các ngài làm thinh cho mình làm luôn. Đó mình mới chứng minh được điều mình đang học là tốt, mà tốt cho cả hai. Chứ mình không phỉ báng bên nào hết. Bây giờ cả hai đều là phương tiện của thầy hết, thầy không bị lệ thuộc. Thầy là người vượt qua cái sự đó rồi. Thầy không lệ thuộc. Thầy sống làm sao mà ai thầy cũng thương, ai thầy cũng thể giúp đỡ được. Đó, chư Phật, Chúa dạy cho mình điều đó. Phải không? Mình con của Đức Chúa Trời mà, phải không? Chắc là Như Lai đó. Chúng ta là con của Như Lai. Nếu bây giờ thầy nói là con của Thượng Đế, cái thầy trở thành đạo Chúa trong Phật giáo sao? Thầy nói với Như Lai mới đúng chứ. Thầy ngồi đây thầy nói chuyện Thượng Đế hoài, nó nói chết chàng cha này công giáo rồi. Phải không? Thì bên công giáo đâu có Như Lai đâu, có Thượng Đế không à. Còn bên Phật giáo thì có Như Lai mà không có Thượng Đế. Nhưng mà hai ông đều là một, không có hình tướng, chỉ là cái tên một vị chủ tể thôi, hiểu không? Tại nên không có gì phải quan trọng, mấy cái từ ngữ đó không có quan trọng. Quan trọng nhất là mình biểu lộ cái tình thương yêu mình dành cho ba tánh chúng sanh. Đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Rõ chưa? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, hỏi thoải mái đi con. Bây giờ là con công giáo, con chấp tay, con bạch sư phụ có lỗi với công giáo không đó nha? Dạ không, tại vì con thấy con đi theo con đường này là đúng. Con muốn hỏi là con thấy cha mẹ con khổ quá, mà con không biết làm sao để cho nên con tu giỏi vô để độ. Con tu thiệt giỏi vô cầu nguyện cho ba mẹ, con cái có quyền cầu nguyện cho ba mẹ. Thí dụ mình thấy ba mẹ mình khổ mà cố chấp quá mà không làm gì được, mình tu cho giỏi vô để mình chuyển cái ý thức hệ của các ngài.
Đến khi nào mà các ngài cảm thấy yên lành được thì chứng tỏ là lời cầu nguyện mình đã được như ý. Để mà độ thì con niệm mẹ Maria đi con đọc. Kính mừng Maria đệ ông Phước Đức Trời cùng bà cũng là mọi người nữ giao sư của mình, phải không? Chúng ta cái gì để con niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát để giúp cho ba mẹ mình đỡ khổ, giúp cho mình bớt khổ. Hả, ba mẹ mình bớt khổ thì lòng mình sẽ nhẹ nhàng thanh thản. Để được như vậy con phải niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thường xuyên. Đi đứng nằm ngồi đều niệm. Cứu khổ cứu nạn mà ngài sẽ giúp đỡ mình. Hen. Thì chúc con may mắn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Dạ. Quý đệ hỏi gì ạ? Mà đặc biệt huynh đệ nhớ nè, huynh đệ tuyệt đối không được chê bai, chỉ trích, phê bình tôn giáo bạn. Đó là điều cấm kỵ của một người Phật tử tuần thành chân chính. Ai cũng là con của Như Lai cả. Nhưng chữ Thượng Đế chính là Như Lai, Như Lai chính là Thượng Đế. Đó là một cái từ ngữ chia làm hai. Nhưng mà thực sự á, nó cũng là một mà thôi. Cho nên anh em huynh đệ mình ở tôn giáo khác đều là con cái cùng cha cùng mẹ với mình. Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ điều này nha. Dạ. Hỏi tiếp vấn đề phía sau, hỏi đi con. A Di Đà Phật thưa cô. A Di Đà Phật thưa thầy. Ngày gì với Đức Quan Âm á thầy, là 19 tháng 2 và 19 tháng 6. 19 tháng 9 là như thế nào xin thầy giải biết. Dạ thưa, theo lịch sử ghi lại của người Tàu đó, 19 tháng 2 là ngày đản sanh. 19 tháng 6 á là ngày xuất gia. 19 tháng 9 á là ngày thành đạo. Dạ thưa thầy, như mấy ngày lễ tổ chức ở chùa con là lại 500 lại á thầy. Dạ, Ngô Bách Danh á, dạ. Dạ rồi, mục đích lại của mình để làm gì? Con muốn hỏi thì mình hành trì thế nào cho tốt á thầy. Hành trì như thế nào? Hành trì cái lại hay là hành trì cái niệm, cái tụng? Dạ lại, 500 lại hay là mình trì chú Đại Bi tốt hơn thầy? Dạ thưa cả hai. Một bên á thì trì tụng Đại Bi để giúp tâm phát triển, bên lại để giúp cho thân khỏe. Mà lại phải ý thức lại, lại cái gì? Nghe cho kỹ. Phải nhớ đây không phải là sự đả phá hay chống đối. Thầy hỏi vấn đề trả lời đúng không? Giờ chúng ta đang hỏi nhau để trả lời, giúp đỡ nhau tiến hóa. Vấn đề nhớ câu vấn đề niệm Phật mà phải không? Lạy Phật một lạy tội diệt hằng xa, có phải không? Đúng không? Đúng không? Chắc chưa? Chắc chưa? Lạy Phật gì? Phật nào? Ở đâu? Trả lời đi. Phật gì? Không, à dạ cái câu này khôn nè. Cô lạy Phật trong tâm cô đúng không? Chắc chưa? Hay là cô quay về cái cục đá cô lạy? Trả lời đi. Cái câu này là câu lừa, lừa đảo nè. Lạy Phật một lạy tội diệt hằng xa. Cô lạy Phật gì? Lạy Phật nào? Lạy Phật ở đâu? Đó, cái câu này thầy hỏi không ai trả lời được đó. Cái cục này á, cái cục này khác nha. Cục này không có. Mấy cái cục kia kìa. À, cục đá không có ban phước giáng hòa cho ai hết. Hiểu không? Một hình tượng để chúng ta biểu lộ cái tâm cung kính, quý trọng, noi gương để học đạo. Cái cục đá đó không có ban phước giáng hòa cho huynh đệ. Thế nên thầy hỏi huynh đệ lạy Phật gì? Sao huynh đệ trả lời được? Phải không? Lạy Phật ở đâu? Cũng không trả lời được. Phật nào? Cũng không trả lời được. Cứ nghe nói lạy Phật một lạy tội diệt hằng xa là cái nhào đầu vô lại thôi. Vậy khi mình ngắm cục đá, cái mặt rất là cung kính. Nhưng quay lại ông Phật sống bên cạnh chửi rủa, sỉ vả nó mỗi ngày. Nhưng không biết mắc cỡ. Vậy ta đang lột sự thật nè. Theo Phật phải nói thật. Hồi đó thầy còn ngại, giờ hết ngại rồi. Thầy hỏi một câu để trả lời đi, về suy nghĩ rồi trả lời. Lạy Phật một lạy tội diệt hằng xa. Thầy hỏi lại, lạy Phật gì? Phật nào? Phật ở đâu? Phật gì? Hay là tất cả đều quỳ trước cục đá lạy xì sụp lạy để được tội diệt hằng xa? Tự nhiên cô đem, cô tạo tác nghiệp quả không biết bao nhiêu năm trời, bao nhiêu kiếp, như lại nhà thầy đổ đống rác vô, hết tội sao? Hả? Có hết không? Lạy Phật mà không biết sửa, không biết sám hối, không biết sửa chữa lỗi lầm, không biết bỏ thói hư tật xấu, làm tội ác xong lạy cục đá, mong cục đá ban phước giáng họa, là cái chuyện không thể nào thực hiện được. Có phải vậy không? Thầy nói sự thật cho huynh đệ nghe, để huynh đệ chấp nhận sự thật. Thầy nói thẳng luôn, để lạy cục đá thì cung kính như lắm, quay lại một người rất là hiền lương,
dở hơn mình một chút xíu, mình đi ngang là mình hăm dọa, mình chửi bới nó rồi, mà ông Phật sống trong, đang ở trong nhà nó đó. Thầy mà chửi huynh đệ đi là thầy đang chửi Phật sống trong nhà, là thầy là người bị đọa luôn á, đừng có tưởng. Vì mỗi vị chúng ta là một ông Phật mà, nhưng mà chúng ta không chấp nhận đó là sự thật. Vì không chấp nhận sự thật cho nên chúng ta lại một cái cục giả để coi là Phật. Hiểu không? Mình tự lừa dối mình, mình tự gạt mình, mình tự cho là được. Nhưng hỏi lại coi ông Phật trong lòng mình có chịu chưa? Hay nghĩ lại coi mình có đối xử ông Phật bên cạnh mình có tốt giống như cục đá đó chưa? Chưa bao giờ một lời tốt lành nào cả. Đúng không? Gặp cái mặt nó mình ăn cơm không vô rồi. Nhưng mà gặp cục đá mình mừng lắm. Cục đá không có ban phước giáng họa cho huynh đệ đâu. Nhớ không vậy? Huynh đệ lại Phật gì? Phật nào? Ở đâu? Hay lại cục đá? Đó là sự thật đó nha. Bây giờ hiểu mình lại Phật gì chưa? Phật nào? Dạ. Sám hối tội lỗi mình lại một lại xuống. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con chỉ tâm sám hối những gì con đã làm không được tốt lành, cúi đầu lại cái đứng lên. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con chỉ tâm sám hối gì con đã làm không được tốt lành, cúi đầu. Tức là một lại nói một câu, một lại nói câu, 500 lần như vậy. Khi mà sám hối là phải biết sửa, đừng có làm lại nữa. Còn nếu mà nói về xong năm lại sau ngày mai làm tiếp tục, đừng có mở miệng nói mắc cỡ chữ Phật. Rõ chưa? Rõ không? Bây giờ biết lại Phật nào chưa? Làm thường bất khinh Bồ Tát đi, gặp ai cũng cúi đầu chào hỏi, các vị là Phật sẽ thành. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ hiểu rõ câu đó chưa? Về suy nghĩ lại đi, mình đã từng lại cái gì? Mình ngồi xuống mình tâm sự với mẹ mình nè, Nam mô Đại Bi Quán, con tên gì tuổi gì, con như vậy, con như vậy, con có muốn như vậy, con phải học như vậy, giúp đỡ cho con tiến hóa, làm lợi lạc cho anh em của con. 100 ngày sau huynh đệ thấy cái lời nói của mình sẽ như thế nào, làm thử đi. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, con muốn tụng Đại Bi như vậy để học đạo tinh tấn trí tuệ sáng suốt để làm việc cho anh em của mình, mong rằng mẹ giúp đỡ cho con tiến hóa. Đúng 100 ngày sau, ngày nào cũng tụng Đại Bi, đúng 100 ngày sau huynh đệ thấy điều lạ xảy ra cho cuộc đời của mình liền. Thầy là một người công giáo với cô kia đâu rồi, công giáo đâu. 100 ngày Đại Bi liên tục, Đại Bi sáng trưa chiều tối, sáng trưa chiều tối, Đại Bi Đại Bi Đại Bi. 100 ngày sau con nói có một câu thôi, con muốn có cái am tu cho giỏi để làm việc cho ba tánh. Đúng 100 ngày sau thầy có cái am đó. Thầy có cái am đúng 100 ngày sau đó. Khiếp chưa? Mà một người công giáo biết gì Phật, đâu biết Quán Thâm Bồ Tát là ai. Chỉ có niềm tin mãnh liệt thôi. Người tu phải có niềm tin mãnh liệt như vậy đó, tất cả những gì mình cầu đều được. Bởi vì Ngài nguyện một lời nói, một lời nguyện của Ngài là nếu con trì tụng Đại Bi, những gì cầu nguyện của con mà không đắc thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Trong đạo tu đúng 100 ngày chỉ mỗi miệng nói câu là con muốn có cái am để tu cho giỏi làm việc cho bá tánh. Đúng 100 ngày sau có cái am. Vừa đưa cái nhà cũ lên vừa xong xuôi là có người cho cái hình này tượng nọ rồi, rồi đủ. Là thành cái am luôn đó. Huynh đệ thấy cái lời nguyện chưa? Thì nó khi tụng Đại Bi là để hết tâm tư trí tuệ con tim vào cái lời nguyện là tụng của mình, tụng hết lòng vô. Cứ đưa hết tấm lòng vô đi, chuyện còn lại khi nào, lúc nào, ở đâu là của chư Phật. Cho nên bổn phận của mình cầu nguyện là như vậy. Khi mình cầu nguyện mình biết mình đã được. Đó là nguyên tắc cầu nguyện. Huynh đệ tu cho giỏi vô đi, tu cho thiệt là giỏi vô đi. Huynh đệ chỉ cần nhìn cái việc đó thôi, huynh đệ chỉ mong trong đầu mình đáng lẽ tôi phải lấy cái có cái này nè, thì chịu làm sao có người đem tới cho huynh đệ rồi. Cho nên huynh đệ hiểu được luật A Di Đà chính là ta, ta chính là A Di Đà, cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà, khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Nhớ chưa? Phật A Di Đà chính là ta, ta chính là Phật A Di Đà, cõi ta bà là cõi tịnh độ là cõi ta bà, khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Đó là chân lý của tịnh độ. Nếu huynh đệ nói theo tịnh độ, huynh đệ không hiểu câu này thì huynh đệ chẳng hiểu gì tịnh độ cả. Nếu huynh đệ niệm Phật muốn gì vãng sanh, thầy hỏi một câu huynh đệ trả lời được không? Thầy sẽ đảnh lễ vì đó ba lễ. Vãng sanh giờ huynh đệ đi đâu? Tây Phương chỗ nào? Cực Lạc ở đâu chỉ? Ai đi xin niệm Phật vãng sanh giơ tay lên. Thầy hỏi một câu vậy thôi. Vãng sanh rồi đi đâu? Tây Phương ở đâu? Cực Lạc chỗ nào chỉ? Biết chết liền. Phải không? Hỏi cái là không trả lời được nữa. Bởi vì mình chỉ biết vậy thôi, mình không chịu đào sâu với
Còn thầy đi thẳng vào cái gốc, thẳng vào gốc luôn. Phải biết rằng Phật A-di-đà chính là ta. Đây là chìa khóa của tịnh độ. Phật A-di-đà chính là ta, ta chính là Phật A-di-đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Nhiều vấn đề có cần xin đi đâu không? Chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc mà. Thấy chưa? Tùy mình không hiểu cho nên mình cứ xin phóng tâm ra ngoài kiếm đâu. Ông Phật đây bỏ, phóng tâm kiếm một gì đó không thật, còn mình bỏ ông Phật thiệt trong người này. Thấy chưa? Cho nên Nguyên Đệ rời xa cái tâm của mình là Nguyên Đệ không bao giờ thấy Phật đâu. Tâm mình chính là Phật, Phật chính tại tâm. Phật tức tâm, tâm tức Phật. Hay tao tức mày, mày tức tao đó. Phật tại tâm. Cho nên mình rời xa cái tâm, mình phóng tâm ra ngoài kiếm thì mình sẽ mất ông Phật trong lòng của mình. Khi mình phóng tâm ra ngoài kiếm một minh sư, mình đã rời xa minh sư sẵn có. Rõ chưa? Cho nên từ giờ cho đến Nguyên Đệ niệm Phật là niệm thẳng trong lòng của mình luôn. Tụng cái lần ngồi xuống tụng trong lòng mình luôn. Tụng lắng nghe tiếng tụng của mình luôn. Mình nghe mình đang tụng. Còn có nghĩa là ông Phật của mình đang lắng nghe cái thằng tôi mình nó tụng. Mà ngược lại thằng tôi phải tụng cho ông Phật mình nghe, để ông Phật mình ngồi dậy làm việc với mình. Đó là tụng kinh niệm Phật đó. Còn để tụng kinh mà phóng tâm ra ngoài á, không có ai nghe được gì hết. Thì mình rời xa ông Phật của mình rồi. Mình không biết cách tụng, không biết cách niệm. Cho nên mình rời xa ông Phật sẵn có. Bởi vì rời xa cái sự thiêng liêng sẵn có, cho nên Nguyên Đệ lúc nào cũng còn một điều gì đó ngoài sự thiêng liêng. Cho nên Nguyên Đệ không bao giờ được điều gì cả. Muốn được điều mà cầu nguyện, mình phải lắng động tâm tư của mình vào tâm khảm của mình. Mình tụng kinh niệm Phật, mình cầu nguyện mình sẽ được như ý. Chắc chắn sẽ được như ý. Nhưng mà khi tụng kinh niệm Phật là cả sự tin tưởng tuyệt đối trong cái đường tu học của mình, thì những gì mình cầu nguyện sẽ được như ý như mẹ đã nói. Những gì mà con mong cầu không đắc thủ, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Nhớ chưa? Nhớ không? Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ biết lại phần nào chưa? Thí dụ huynh đừng quay lại cô. Cô quay lại có một cái tượng Phật, cô quay cô cung kính đi. Rồi cô quay lại những Phật sống cô cũng cung kính đi. Thì cô là đại phước. Hiểu chưa? Còn giờ thí dụ năm đứa đứng trước mặt cô, mà cô quay lại một trong bốn đứa đó, cô không ưa một đứa, cô cũng chưa có phước bao giờ. Đó không? Bởi vì cô không có lòng từ bi. Còn cái lòng từ bi cô có điều kiện là không tính. Chẳng hạn như nó đẹp trai, dễ thương quá, cô thương nó, rồi cô ban rải nó nhiều thứ, không có tính đâu. Còn cái đứa mà nó làm cô ghét nhất, cô phải thương nó nhiều nhất á, thì đạo hạnh cô mới cao được. Đó không? Người tu phải đi ngược lại thế gian. Cái điều mà làm cho mình bực nhất, mình lại thương nhất. Cho nên chư Phật rất thương những người vô minh. Các ngài thương chúng ta vô cùng tận. Các tụi mình càng tệ, các ngài càng thương. Bởi các ngài không biết cách nào giúp để cho mình thức tỉnh. Các ngài chăm sóc chúng ta rất tỉ mỉ. Các ngài rất là chung thủy với mình. Ngược lại hỏi lại coi mình có chung thủy với ông Phật của mình chưa. Hỏi lại coi. Mình ngồi xuống lại hỏi lại coi mình có chung thủy với ông Phật của mình chưa. Hả? Chưa bao giờ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tội lỗi, tội lỗi.
để chia sẻ với huynh đệ bây giờ mình tu cách nào để giải quyết bệnh tật và nghiệp chướng oan gia trái chủ. Huynh đệ biết rồi ha, cái thân huynh đệ chính là một phương tiện duy nhất để chúng ta trung đạo tới đây là không bao giờ viết bài đó, ngồi nhìn mặt nói chuyện thôi. Chúng ta bệnh tật là một chướng ngại lớn nhất của Phật tử. Mình muốn tu, muốn tụng, muốn niệm Phật mà mình mẩy đau nhất, ngồi không được, đau đầu gối, đau lưng, đau đầu, đau bụng, đau mặt, nói chung là bệnh, đủ loại bệnh. Tâm bệnh cũng có, thân bệnh cũng có. Hả, mà có bệnh rồi là tu rất là khó. Cái phương tiện mình rất là nghèo nàn, cho nên mình không tu được. Đó là cái chướng ngại lớn nhất của Phật tử chúng ta, kể các thầy, các cô cũng vậy. Hả, mà bệnh thì cái con đường tu học nó bị hạn hẹp. Rõ không? Còn có nghĩa là cái thân của mình chính là một phương tiện duy nhất để mình được ngồi xuống tu, tụng, niệm. Rõ ràng. Cho nên cái phương tiện này mà nghèo quá thì sự tu học chúng ta nó rất là nông cạn, không đi lâu dài được. Cho nên chúng ta biết cách nào chăm sóc cái thân mạng này cho được sạch sẽ, mạnh khỏe. Làm sao cho thân mình khỏe thì tâm mình mới an. Nếu mà thân không khỏe thì tâm bất ổn. Hãy ngược lại, hả, tâm bất an là thân bệnh tật. Thân tâm mà, hai cái nó nương nhau nó sống. Hả, thân bệnh nó là sinh lý, thì tâm bệnh nó gọi là sinh lý, ảnh hưởng tâm lý. Mà cái tâm mình què quạt bệnh tật, đau khổ phiền muộn thì nó gọi là cái tâm lý. Mà cái thân nó vì cái tâm lý đó sanh ra bệnh tật, gọi là tâm lý ảnh hưởng sinh lý. Ngược lại, sinh lý ảnh hưởng tâm lý. Sinh lý là thân, tâm lý là tâm hồn của mình đó. Tức là hai cái này ảnh hưởng với nhau, nó nương nhau nó sống. Cho nên tâm mình, thân mình khỏe tâm mới an. Còn tâm bất ổn thì thân bệnh. Ngược lại, thân bệnh thì tâm bất ổn. Giờ huynh đệ tự chọn lựa sống như thế nào để thân được khỏe. Chúng ta đã từng tạo tác quá nhiều nghiệp trong tiền kiếp, trong quá khứ, trong hiện tại. Mình đang sống, mình vừa hưởng những gì mình đã tạo tác trong quá khứ, đồng thời cũng là mình bắt đầu gây dựng lại cái nghiệp mới. Tức là mình trồng cái nhân mới của ngày hôm nay, để ngày mai nghiệp lực sẽ trổ lan, gọi là quả báo. Bây giờ mình sống làm sao cho thân mình khỏe trước. Bây giờ mình biết niệm Phật, biết tụng kinh, biết cầu nguyện, đúng không? Thì mình cầu cho thân khỏe tâm an, cầu cho mình học đạo tinh tấn để làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh. Bây giờ làm sao cho thân khỏe đây? Bằng cách ăn uống, bằng cái suy nghĩ. Cái thân mình rất là ngộ. Nếu mà mình suy nghĩ trong sạch, tinh khiết, đàng hoàng á, lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc á, thì cái thân mình có nhiều cơ hội khỏe. Khi mà mình có những tư tưởng tốt lành trong cái đầu của mình nè, thì cái thân mình nhận rất nhiều luồng năng lượng. Còn nếu mình có nhiều tư tưởng bệnh hoạn, thù ghét, mưu mô xảo trá, ganh tị, ghen tuông đó, là cái thân mình nó xài rất nhiều năng lượng. Mà nó xài quá nhiều năng lượng cho nên thân không thể nào khỏe được. Thật ra để mình có được nhiều năng lượng, tức là cái năng lực mà mạnh khỏe đó, là mình phải có những tư tưởng tốt lành để mình nuôi dưỡng cái thân mạng này. Bằng những tư tưởng rất là đơn giản, mộc mạc, khiêm nhường, tôn kính, quý trọng, thương yêu, từ bi bác ái, hay sợ bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Những cái tư tưởng nó nuôi dưỡng cái thân mạng mình đó. Thật ra mình càng có nhiều tư tưởng tốt lành chừng nào á, thì thân mình có nhiều cơ hội khỏe mạnh chừng đó. Chúng ta phải tập lại cái cách suy nghĩ của mình. Nếu mà suy nghĩ lợi lạc được cho ba tánh thì suy nghĩ, còn không lợi lạc cho vô đệ là niệm Phật liền, để dứt bỏ những tư tưởng không tốt lành để làm cho thân mình sanh bệnh. Tại vì tướng tượng tâm sanh mà. Cái mặt của mình á, trong này mà khó chịu, đau buồn quá thì cái mặt nó hiện cái nét ra. Thì là cái tướng tự tâm sanh. Nếu trong lòng mình vui vẻ, lúc nào cũng vui vẻ thì cái mặt mình lúc nào cũng vui, đúng không? Cho nên để cái thân mạng mình khỏe mạnh, mình phải có cái tâm an lành, hạnh phúc. Lúc đó huynh đệ mới giúp cho cái thân mạng mình có cơ hội mạnh mẽ hơn để tiếp tục ngồi xuống, có điều kiện tu học nhiều hơn. Cho nên các vị ngày xưa, các vị minh sư ngày xưa nói, để lại cho mình nhiều câu hay lắm. Sức khỏe là vàng, nhưng mà đối với cái người không tu, sức khỏe là vàng. Nhưng đối với những người tu như cô với thầy đây đó, sức khỏe là hột xoàn. Sức khỏe là hột xoàn đó. Vì nó là phương tiện mà, sức khỏe chính là một phương tiện duy nhất để giúp cho cái thân mạng này nè bền bỉ trên con đường tu luyện. Đúng không?
Thí dụ giờ huynh đệ khả năng huynh đệ có thể ngồi được 3-4 tiếng đồng hồ đi, là ngồi mình trì tụng liên tục mà ngồi thiền luôn đó. Một ngày mình 2 thời là nhiều lắm anh nha. Nếu một ngày mình tu 3-4 tiếng đi, 2 thời là 8 tiếng rồi, nếu mình có thời gian. Còn không thôi thì mình cho 2 tiếng, ngày 4 thời cũng được, nếu mà mình chuyên tu. Còn mình tu tà tà thì ngày biến 1 thời cũng được, phải không? Còn thời kia tu tà tà cũng được, tu cho nó có tu vậy thôi. Giống như mình giải trí tâm linh vậy đó. Vậy nó uổng lắm, đừng. Chả nên ngồi xuống làm một hơi cho nó đã đời đi rồi đứng dậy đi chơi. Chứ đừng có tu tà tà. Tu tà tà lãng phí thời gian và tiền bạc công sức. Cho nên khuyên huynh đệ hãy ngồi xuống tu thì tu cho nó ra tu. Không phải mình tu cho mình để làm ông này bà nọ, không phải. Tu để cho thân mình được khỏe, tâm mình được an, được hạnh phúc, được an lành, được lành mạnh, được khỏe khoắn. Huynh đệ mà thí dụ, thầy nói ví dụ mà 70, 80 tuổi đi, huynh đệ đi vẫn thẳng thắn, không có lệch, đi không có siêu vẹo, đi không có từ từ. Hồi nhỏ mình đi khỏe sao, lớn mình đi khỏe vậy mới thực sự người này là phước đó. Còn nếu bây giờ thí dụ mới 6 mấy tuổi thôi mà đi lụm khụm rồi sao mà mình, chiếc thuyền mình cũ xì sao mình chở cái ông Phật trong nhà đi qua bên kia bờ, phải không? Dọc đường nữa xong rồi sóng gió đập cho chìm rồi còn gì. Cái xuồng này, cái thuyền này khỏe mạnh nè mới ra biển khổ được chứ. Biển khổ nó sóng gió ghê lắm á. Cái xuồng mình mà không có lành lặn á, vừa ra nửa biển là nó đập cái rầm mà sụm từng miếng một, đâu còn nó qua bên kia bờ đâu, đâu có đáo biển ngàn được, phải không? Thì chúng ta cố gắng giữ gìn cái thân mạng này cho khỏe đi. Mục đích chính của mình là được ngồi xuống tu luyện để giúp đỡ ông Phật trong này phát triển. Bởi vì cái thân mạng mình là cái nhà của ông Phật, mà mỗi gì chúng ta đều có một phần trong đó. Đây là cái sự thật mà các vị phải chấp nhận nó. Đó là chân lý. Mỗi một người chúng ta đều mang một hình bóng thiêng liêng ngự trị trong chúng ta. Thế gian gọi là Phật tánh đó. Mỗi người chúng ta đều có cái tánh thiêng liêng này. Tánh thiêng liêng này là sở hữu, mình sở hữu. Mỗi một người đều sở hữu một cái tánh thiêng liêng này, không hình không tướng, nhưng mà cái tánh thiêng liêng giống nhau, không tên không tuổi, không mập không ốm, không cao không gầy, không cao không thấp, không mập không gầy, không khôn không ngu, không giàu không sang, nghèo không sang không hèn. Tánh thiêng liêng này là của chúng ta, mỗi người chúng ta đều có tánh đó, cho nên gọi chung là Phật tánh. Mình biết cái nhà mình, thân mạng này chính là nhà của ông Phật. Cho mình sống làm sao để cái nhà này được mạnh, đó là mình làm tròn bổn phận, giữ gìn thân mạng mình được mạnh khỏe để cho ông Phật ở trong căn nhà của mình có nơi cư ngụ sạch sẽ, trang nghiêm thanh tịnh. Đó là bổn phận mà chúng ta phải làm. Làm bằng cách nào? Ăn uống cho đàng hoàng, không được bạc đãi thân mạng, không được chiều chuộng nó quá mức, không được ưu đãi nó quá mức, không được lời lười, không được hành hạ nó, không chơi những cái trò nguy hiểm làm hại đến nó. Hoặc mình ăn quá độ, ăn nhậu cờ bạc, thức đêm thức hôm làm cho cái thân xác này mỏi mòn, thì làm sao có thời giờ ngồi xuống, làm sao có cơ hội ngồi xuống tu luyện. Muốn ngồi dậy ngồi đâu có nổi đâu, ăn nhậu quá sáng mai nhức đầu nhức cổ ra sao đi. Ngồi còn chưa yên đó làm sao tu. Đúng không? Bây giờ mình để hiểu cái thân mạng mình là cái gì của Phật rồi đúng không? Chính là cái nhà của ổng, cho nên mình bổn phận của cái ông chủ đây nè là phải chăm sóc cái nhà này cho ông Phật. Nếu đệ không chăm sóc được, thầy nói cũng vậy thôi. Thì nhà của thầy, nhà của đệ đâu phải của thầy đâu, thầy tự lo cho thầy rồi, thì tự lo căn nhà của thầy sạch sẽ rồi, khỏe mạnh rồi, thì phải tự chăm sóc chứ. Cho nên sức khỏe là vàng là thế, còn người tu là sức khỏe là hột xoàng. Bởi vì đó là một phương tiện duy nhất, một cơ hội duy nhất để chúng ta dùng thân mạng này để làm một cái phương tiện lớn nhất chở ông Phật mình trở về với Như Lai, với cha mẹ của mình. Huynh đệ tưởng tượng đi, thí dụ khoảng gần 6-70 tuổi thôi, mà huynh đệ là thí dụ nha, hồi nãy mình có người bệnh tới đó, ngồi xe lăn rồi khiêng đi đâu người ta cũng khiêng ẩm, sao huynh đệ tu muộn rồi đó. Đó là những cái bài học trước con mắt của mình, huynh đệ phải nhìn thấy. Bây giờ muốn làm giống như mình cũng làm đâu có được, đó là sự đau khổ. Mình nhìn mày thấy thương lắm, nhưng mà mình không xía vào nghiệp người ta được. Bây giờ huynh đệ còn ngồi đây còn khỏe, còn lắng nghe thầy chia sẻ. Nếu để tiếp nhận như là chia sẻ này thì huynh đệ có một cái hành trang rất là lớn để chăm sóc thân mạng của mình và giúp đỡ thân mạng của mình trong sạch tinh khiết tột đỉnh để trở thành chánh điện của Phật. Thân mạng này có vậy chứ, một chánh điện rất là thuần khiết đó.
Nếu mà biết chăm sóc, thương yêu và coi trọng cái thân mạng này thì thân mạng trở thành một phương tiện rất là quý báu để ông Phật mình có nơi cư ngụ, để ông có cơ hội trở về với cha mẹ Như Lai. Cho nên mình phải có bổn phận chăm sóc cái thân này đó. Còn ông kia là ở cái nhà của mình. Chữ mình này là cái tâm á, ông chủ nhà là tâm. Cái thân này là cái nhà của ông Phật. Mà cái thân này á không có thì cái tâm Phật không có chỗ ở, đúng không? Mà cái tâm không có chỗ ở thì ông Phật không có chỗ cư ngụ. Còn có nghĩa là thân mình chính là nơi cư ngụ của Phật. Cho nên bổn phận của ông mà biết chuyện đó, ông mới chăm sóc cái thân này cho ông Phật, tức là báo hiếu cho chư Phật đó. Giờ hiểu chưa? Trong này nó tới 84 vạn chúng sanh lận, 84 vạn lỗ chân lông, trong này có 84 vạn chúng sanh. Cho nên mình phục vụ cái thân xác mình, mình giúp đỡ cho nó mạnh khỏe, sáng suốt, trong sạch, tinh khiết, mạnh mẽ đó, thì mình đang độ chúng sanh trong này nè. Mình độ chính mình đó. Thấy không? Thân mình khỏe thì tâm mình an. Thân không khỏe tâm bất an. Cho nên bổn phận đầu tiên chúng ta là trong đường tu, mình giúp đỡ cho mình khỏe mạnh, vui vẻ trước, lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, mình giúp đỡ ông Phật của mình lớn mạnh trong lòng của mình mỗi ngày. Biết cầu nguyện, biết tụng niệm, biết yêu thương bá tánh chúng sanh, để giúp cho mình phát triển những tư duy từ bi bác ái cho huynh đệ của mình. Đó là con đường chúng ta phải đi. Bây giờ thí dụ con huynh đệ không cùng đạo tràng đi, đạo tràng này tới ngồi nghe cũng được hết trơn, ai cũng tới được. Nhà của Phật mà đâu phải nhà của riêng ai, phải không? Chỗ nào có đạo tràng mà biết tu á là cái nơi phát triển tâm linh tốt đẹp. Còn nếu mà có đạo tràng mà tới để mà giành nhau á, người dùng chút chút, mỗi người tự cho mình hay gì mình giỏi đó, cái đạo tràng nó tan nát à, không có bền. Cái đạo tràng tốt lành thì tạo phước, còn đạo tràng tranh chấp thì tạo nghiệp. Cho nên mục đích chúng ta đến đạo tràng cùng cộng tu với nhau để được lợi lạc phước báo là phát triển tâm linh. Còn đến để mà chia năm xẻ bảy rồi tự xưng mình hơn thua với nhau là đạo tràng này sẽ rã rời ra từng cái, không những không được phát triển tâm linh mà còn tạo tác nghiệp ác với nhau nữa. Hả, có tranh chấp qua lại là sẽ tạo nghiệp ác. Hả, có nói xấu lẫn nhau sẽ tạo nghiệp ác. Mình hiểu chưa? Còn đồng thời chúng ta rất là đau khổ ở chỗ là chúng ta có rất nhiều đạo tràng. Quân đề đạo tràng Đại Bi, đạo tràng Niệm Phật, đạo tràng Địa Tạng, đạo tràng Kim Cang, đạo tràng Pháp Hoa, đúng không? Nhưng mà không có ai chơi với ai hết á. Cái Y Như Lai á, nó cắt ra từng miếng nhỏ, bây giờ ráp lại không được. Đau khổ không? Đau khổ hả? Nhưng mà người ta không thấy đó là đau khổ. Tôi tụng Pháp Hoa, tôi là số 1 rồi, thì tùy vua của các Pháp mà. Tôi tụng xong tôi cũng là vua luôn. Còn những đứa tụng kinh khác là quân sĩ. Huynh đệ tụng Đại Bi là đồ bỏ. Nè, Pháp Hoa nè, ghê chưa? Tụng Pháp Hoa nè, vua của các Pháp đó. Khi nào mà huynh đệ có tư tưởng này, phải biết là huynh đệ đang đi vào tà Pháp à. Nhớ chưa? Nhớ không? Huynh đệ tụng cái Pháp gì mà gọi là nổ nhất đó, chẳng hạn như Hoa Nghiêm cũng là vua các Pháp, Pháp Hoa cũng là vua các Pháp, vậy rồi ai quân sĩ? Những đứa tụng kinh khác là quân sĩ hết, làm sao bằng tao được? Tao Pháp Hoa với Huy Nghiêm mà, phải không? Chết rồi đó, chết trong cái tư tưởng đó, đó. Khi mà mình vừa khởi một cái ý niệm tự cao tự đại, coi thường huynh đệ của mình, là mình đã lạc Pháp rồi. Tùy Pháp nào cũng là của Phật. Thấy chưa? Trong khi mình lại cái đạo tràng Đại Bi, mình coi người ta không ra cái ôn gì, mình đã chết ngay từ lúc đó luôn. Ông Phật mình chết ngủm trong lòng mình rồi, cho mình chỉ còn cái xác trống rỗng thôi. Người tu mà không có lòng đại từ Đại Bi là cái xác biết cười thôi, biết lợi dưỡng thôi. Người tu cỡ nào không cần biết, bao nhiêu năm không cần biết, tu pháp gì cũng không cần biết, mà chỉ cần có lòng tự cao tự đại đối với vấn đề anh em của mình á, là một cái xác không hồn ngồi đó thôi, chứ không có cái gì hết trơn. Thì ông Phật mình chết rồi, mình vừa khởi một niệm tự cao tự đại, ông Phật mình đã biến mất rồi. Phật không có tự cao tự đại, Phật rất là khiêm nhường, rất là đơn giản, rất là mộc mạc, rất là yêu thương. Đó là Phật.
Huynh đệ có nghe trong kinh Phật nói tao là vua của tụi bay không? Ông Phật có nói vậy không? Ông nào nói vậy chính ông là ông rớt cái bạch rồi đó. Ông rớt liền tại chỗ, làm sao mà được chứng Phật với cái thói đó được, phải không? Cái thói đó dành cho những người cống cao ngã mạn thôi, coi thường huynh đệ bá tánh chúng sanh là chết đó. Đừng có tưởng coi ngồi đây nè, coi chừng nó một ngày nào đó mình phải quỳ mình đảnh lễ đó. Đừng có tưởng bở, bởi vì mỗi một vị Phật đang ngồi trước mặt mình, hiện bây giờ huynh đệ chưa nhìn thấy Phật tánh của mình, nhưng một ngày nào đó đủ duyên đủ lực rồi ha, bùm, cái trí tuệ họ mở, họ ngồi lên đó họ giảng cho mình nghe đó. Ghê lắm á, chỉ cần một tích tắc thôi, trí tuệ phát triển rất là lẹ. Người ta sẽ nhìn được tất cả những gì chung quanh mình, người ta sẽ nói cho mình nghe đó. Đừng có tưởng bở, có vậy vậy chứ không phải vậy đâu. Thì trong mỗi người chúng ta, cái tánh thiêng liêng này là sở hữu của mình, mỗi người ta đều được cái tánh thiêng liêng này. Nhưng chúng ta bị vào thế gian pháp quá nhiều năm tháng, cho nên tánh thiêng liêng mình nó bị lu mờ. Bởi vậy cho nên chúng ta mới mò mẫm tới đạo tràng, tới chùa, tụ năm tụ bảy lại cộng tu với nhau. Mục đích chính là ngồi xuống mình tu tụng để giải bớt và trừ những nghiệp chướng mình đã tạo tác trong quá khứ, trong hiện tại. Những điều không tốt lành đã từng tạo tác, làm cho trí tuệ bị lu mờ. Chúng ta bây giờ ngồi xuống đây tụng kinh niệm Phật, trì chú để chúng ta giúp mình phát triển lại những gì mình đã đánh mất. Mình càng an tịnh chừng nào thì quyền lợi tâm linh nó càng nhiều chừng đó. Mình càng lộn xộn chừng nào thì cái quyền lợi tâm linh càng nghèo nàn chừng đó. Thật chúng mục đích chúng ta để ngồi xuống tu tụng để giúp cho mình được an tịnh. Mình càng nhiều thời gian an tịnh chừng nào thì mình có nhiều cơ hội nhìn lại bản chất thiêng liêng của mình là Phật. Trên mục đích chúng ta đến đây cùng cộng tu với nhau để được an tịnh, an lành, hạnh phúc. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội nhìn thấy huynh đệ chung quanh mình đều là con cái của chư Phật. Nhìn bằng ánh mắt từ bi, với lòng từ bi, với trí từ bi, với tâm từ bi, lúc đó huynh mới có thể có phước. Huynh đệ tụng Phổ Môn là mới biết ha. Trong từ Phổ Môn nó có là từ nhãn thị chúng sanh đó, phước tụ hải vô lượng. Huynh đệ tụng mà không để ý đó. Mình tụng hoài con mắt mình chưa bao giờ nhìn ai từ bi cả, nhìn muốn trợn mắt không à. Ha, học chút xíu là trợn mắt lên rồi. Không giờ ý là trợn mắt rồi, thấy rồi nguyết là đủ trò phải không? Thì làm gì có cái từ nhãn thị chúng sanh phải không? Người càng tu tụng nhiều chừng nào á, cái tâm từ bi càng nhiều chừng nào, phải biết rằng mình đang đi vào chánh pháp. Càng tu càng hiền, càng tu càng thương anh em huynh đệ của mình, mới biết là mình đang đi vào chánh pháp. Còn mình càng tu mình càng hơn, mình càng lớn lối, mình càng coi thường huynh đệ bá tánh chúng sanh, còn có nghĩa là mình đang đi vào tà pháp rồi. Mình tự cho mình đi vào tà pháp, bởi vì mình đi ngược đường chư Phật. Chư Phật chính là đại từ đại bi. Còn mình tu mình không có lòng đại từ đại bi mà đi ngược lại rồi, cho nên mình chính mà đi ngược chánh pháp, gọi là tà. Trái đó, trái đường. Bây giờ hiểu cách nào để giữ gìn thân mạng mình mạnh khỏe để cho tâm trí mình nó sáng suốt không? Là mình ăn uống làm sao đủ, đừng ăn thừa, không nhậu nhẹt, không làm cho thân thể mỏi mòn bệnh tật. Hả, mình làm cho thân thể bệnh tật tức là mình bất hiếu chư Phật, ông Phật trong bụng của mình á. Bởi vì biết cái nhà này của ổng mà, tại sao mình lại phá cái nhà của ổng là sao? Hẳn những tư tưởng không tốt lành mà giữ trong đầu hoài, tức là mình làm cho cái nhà ổng nó bị ô uế, bị nhớp nhúa vì những tư tưởng không trong sạch. Mình ăn tầm bậy tầm bạ, mình nhét chúng sanh vô, mình nhậu nhẹt ăn tầm bậy, nói chung là ăn dơ dái không sạch sẽ đó. Mình làm cho cái chánh điện của ổng nó bị ô uế không tinh khiết. Cái người mình thoát mồ hôi, nó đúng nghĩa chỉ là mồ hôi, nó hôi ghê lắm. Mình ăn bậy chừng nào thì cái thân mình nó hôi nhiều chừng đó. Mà ăn sạch nhiều thì cái thân mình nó nhẹ nhàng, nó lại thơm tho. Bây giờ huynh đệ tu có mục đích chính ta là giúp cho thân mạng mình sạch sẽ, mạnh khỏe, thơm tho, là mình đang giúp đỡ cho chính bản thân mình, làm thân mạng mình trở thành cái nơi cư ngụ của Phật. Khi đến trong sạch tinh khiết đến tột định, nó trở thành chánh điện của Phật. Thân thành chánh điện khiết tinh, Như Lai ngự trị tâm sinh Bồ Đề. Huynh đệ tu giúp cho cái thân mạng này ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch, thân mạng này trong sạch tinh khiết, thì thân sẽ thành chánh điện khiết tinh. Mà hát thành chánh điện khiết tinh rồi, chắc chắn Như Lai sẽ ngự trị tâm mình sinh Bồ Đề đó. Như vậy luôn đó. Thử làm coi sẽ thấy được kết quả thế nào. Muốn ông Phật ngự trị trong người của mình, ngồi lên làm việc cùng với mình,
làm sao cho từ trí tuệ cho đến thân mạng mình để phải trong sạch tinh khiết, từ lời nói, từ sự suy nghĩ, từ hành động, giúp cho tâm nghiệp mình trong sạch thì chắc chắn cái thân mạng mình sẽ trong sạch. Lúc đó cái ông ở trong nhà mình mới thực sự là có nơi cư ngụ trang nghiêm thanh tịnh. Rõ ha? A Di Đà Phật. Nên coi thường, đừng coi thường, đừng. Cái này nó ngộ lắm, một phương tiện lâu dài lắm đó. Nếu để biết xài á, xài hoài hoài không mỏi mòn. Còn không biết xài phá thời gian là nó chịu không nổi, là nó rớt cái bạch là xong. Đi gãy gánh, nửa đường gãy gánh đó. Tôi chưa tới nhà Phật đã đi dọc đường rớt cái bạch rồi. Mình chính là người tạo nghiệp. Bởi mình làm cái thân mạng mình bệnh, mình là người tạo tác nghiệp. Mình bạc đãi thân mạng của mình, còn nghĩa là mình đạt bạc đãi chư Phật. Có một cái thân mạng hoàn hảo như vậy, khỏe mạnh như vậy, phải nên biết quý trọng, trân quý nó, và giúp cái thân mạng mình trở thành cái sự trong sạch tinh khiết nhất có thể làm được thì cứ làm. Còn nếu mà mình coi thường, mình không biết quý trọng nó, nó bỏ mình cho mình biết mặt ra. Bây giờ trung đạo hỏi vấn đề đi, thí dụ vấn đề bệnh nằm một chỗ đi, ai đau khổ? Ai? Cái ông mà ông biết ở trong đó, ông đau khổ. Ông đó mà thế gian gọi là Phật à. Bởi cái nhà của ông bất bình thường hơn những căn nhà khác. Ông nằm trong căn nhà đó, ông muốn làm những điều ông làm mà không thực hiện được, ông ân hận, ông đâm ra ông hận thù, ông ghét những người xung quanh, ông ganh tị những gì người ta làm được còn ông không làm được. Lúc đó nó tạo nghiệp nhiều hơn là lúc bình thường. Thiệt mà, người nằm một chỗ đau khổ ghê lắm. Thầy đã chăm sóc họ thì biết, cái gì cũng phải nhờ người ta làm. Thầy chăm sóc người già, thầy đã từng làm như vậy, thầy hiểu được cái tâm trạng của họ. Mà những người mà hiểu biết á, khi nằm một chỗ lên nó sám hối cho nhiều vô thì nó mới nhẹ nghiệp được. Cho nên bây giờ để không phải nằm một chỗ rồi sám hối, ngay từ lúc này, kể từ ngày hôm nay trở đi, tối trước khi ngủ vấn đề ngồi tụng thầy kinh xong sám hối. Sám hối cho tam nghiệp của mình, sám hối cho những điều đã nói, đã nghĩ, đã làm không được tốt lành, trong sạch, tinh khiết, trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Chí tâm sám hối cho tam nghiệp. Nếu vấn đề làm mỗi tối, mỗi sáng vậy, nếu mà có hai thời kinh sám hối như vậy á, thì mình sẽ chuyển được nghiệp lực mình đã từng tạo tác trong quá khứ. Hay như vậy luôn á. Dám làm thì dám được á. Có dám không? Dám không? Không dám mà. Của mình mà mắc chứng gì không dám phải không? Mình là người tạo tác nghiệp quả mình thì mình phải tự gỡ đi. Chẳng hạn mình bị ghẻ nhiều quá cho nó khô rồi gỡ mài á. Tự mình gỡ nghiệp của mình á. Đó, mình đã từng tạo tác những điều không tốt lành. Bây giờ phải ngồi xuống á, sáng, tối, hai thời để mà mình tự giúp mình để rửa sạch những vết nhơ mình đã làm bám trên cái cuộc sống của mình hàng ngày. Đúng không? Trên một thời kinh đừng có quên cầu sám hối. Con chỉ tâm sám hối những gì con đã làm, đã nói, đã nghĩ không được tốt lành, trong sạch, trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp luôn, chứ không phải là ngày hôm nay đâu đó. Nếu mình để biết sám hối mỗi ngày thì đúng như trong sách vở có nói á, người tu mà không biết sám hối thì giống như mình dậm chân tại chỗ đó, mình bỏ muối xuống biển. Đừng có tưởng rằng sự hiểu biết của mình là mình không tạo tác đâu. Mình càng hiểu nhiều mình càng tạo nghiệp nhiều. Cái đầu mình nó nghĩ tầm bậy lắm á, mình càng hiểu nhiều càng nghĩ bậy nhiều. Nghĩ bậy ghê lắm á. Vì mình biết nhiều mà cho nên mình mới nhiều chuyện được cái này nè. Đó. Chính vì nhiều chuyện của đầu nhưng mới tạo ý nghiệp. Ý nghiệp lẫy lừng. Mình để thấy chưa? Thế nên mình bây giờ mình ngồi xuống mình tụng, mình sám hối sáng, sám hối tối, cái vậy đó. Nhưng mà đặc biệt nó đơn giản vậy, nhưng mà chính bản thân mình tự mình rửa nghiệp cho mình. Không ai có thể ngăn chặn nghiệp quả của ngày hôm qua, nhưng chúng ta có thể làm thay đổi nghiệp lực của ngày mai bằng cách là sống chân thật trong hiện tại. Bây giờ ngồi xuống tụng thời kinh sáng này, tối này, sáng mai cũng vậy, cứ làm y như vậy đi. Là mình đang sống thật với chính mình thì mình bớt tạo tác nghiệp của ngày hôm nay, thì tự nhiên cái nghiệp ngày hôm qua dần dần nó cũng giảm theo cái sự tu hành của mình. Cho nên tu để chuyển nghiệp, tu để giải nghiệp, tu để giải trừ bệnh tật, tu để giải trừ oan gia trái chủ. Đó là cái quyền lợi mà chúng ta sẽ có nếu chúng ta chấp nhận làm. Của mình mà, đâu phải của trung đạo hay của vấn đề khác đâu. Đúng không? Hồi đó mình hốt hụi chết, bây giờ mình phải đóng hụi chết thôi. Còn nếu không á,
tiền lời nó chồng chất mà nó nhiều quá, nó đập cái rầm đi không nổi, nằm xuống chỗ, lúc đó còn ân hận vô cùng tận mà không giải quyết được nữa rồi. Đó, cái nhà mình đã sụm xuống rồi thì còn gì nữa mà cứu hả? Còn căn nhà này thì còn có hy vọng vay nợ khác trả vô, còn nằm chỗ rồi ai cho vay? Lúc mà mình còn đi đứng nằm ngồi được đó, mình còn ngồi xuống, mình vay mượn cái thần lực của các ngài niệm riết để mượn, mượn để rửa cho sạch nè, xong tu cho giỏi để hồi công đức trả lại, đúng không? Thấy chưa, tu đó có cái lợi đó đó. Thành ra hả, xá lợi, xá có lợi cứ xá, mắc chứng gì không xá, xá lợi mà, phải không? Tại mình xá chư Phật, xá huynh đệ là có lợi hết. Hả, mình xá cúi đầu trước mặt huynh đệ là mình đang tạo phước cho chính mình, là không có gọi là coi thường huynh đệ ba tánh chúng sanh. Vì thường bất khinh Bồ Tát trong Pháp Hoa là cái vị này gặp ai cũng cúi đầu chào một cách khiêm cung, bởi vì ngài đang biểu lộ cái tánh khiêm nhường. Mà trong Pháp Hoa, thường bất khinh Bồ Tát là một vị duy nhất trong Pháp Hoa dạy chúng ta cái tánh khiêm nhường trước mặt huynh đệ ba tánh chúng sanh. Đi đâu cũng gặp ai cũng cúi đầu chào, gặp nhóm nào tôi cũng cúi đầu chào. Quý vị phải coi kỹ lại cái phẩm đó đi, dạy mình rất là hay. Bị người ta mắng chửi, chọi đồ, rượt chạy nhưng mà vẫn cúi đầu chào. Các ngài dạy cho mình cái tánh khiêm nhường đó, nhưng mà người ta không thấy cái bài phẩm đó, coi thường. Cái phẩm đó là phẩm chính trong Pháp Hoa đó. Bởi vì phẩm Pháp Hoa chính là Bồ Tát Hạnh, Đại Bồ Tát Hạnh. Nếu mình không tập cái tánh khiêm nhường đối với ba tánh chúng sanh thì dứt khoát mình không thể nào học được cái Đại Bồ Tát Hạnh đó. Đừng có thấy cái chữ là vua các pháp rồi nhào vô nhai ngấu nghiến, nhai mà không tiêu hóa được cũng vậy thôi, rõ không? Cho nên đừng có thấy cái cuốn dày dày á, hả, mình đã nhào vô mình sống trong nó rồi mình tụng mà mình không sống đúng với cuốn này đó ha. Tức là mình nói như con vẹt đó, đọc cái nói nữa lại, mình không sống trúng là mình sẽ tạo tác nghiệp vô cùng. Mà mình coi, mình cứ coi mình là tụng Pháp Hoa là giỏi, mà ngày nào mình cũng có tư tưởng đó thì mình sẽ tự cao tự đại, mình không thấy lỗi lầm của mình, mà càng lúc cái mặt mình nó càng dày theo cuốn sách đó. Cuốn sách nó càng dày, mặt mình càng dày, dày mo lên á, là mình sẽ không biết mắc cỡ nữa. Lúc đó cái tánh tự cao tự đại nó làm cho không còn biết xấu hổ, hổ thẹn là gì. Mình sẽ chết, chết trong cái đó. Mình không hành pháp được, pháp nó hành ngược lại mình, rõ không? Tùy thầy sao thì dám nói, thầy tụng Pháp Hoa quá nhiều năm, chưa bao giờ thầy thấy thầy là vua của ai hết hả? Thầy vẫn là quân sĩ như thường. Phải là quân sĩ sống dai hơn, sống dai hơn. Kệ nó, thầy xin về Việt Nam, xin quốc tịch thứ hai, xin làm phó thường dân. Không làm thường dân mà làm phó thường dân luôn, cho nó thấp hơn chút nữa, để sống dai hơn chút. Biết mà, phải không? Cho nên chúng ta càng tu mình càng hiền, càng tu càng cung kính, càng tu càng khiêm nhường. Đó là con tu chân chính mà mình phải học. Tu đâu phải ông này bà nọ đâu, phải không? Thầy có một cái ngộ, thầy khi ăn huynh đệ thì ăn chung. Nếu mà dọn riêng cho thầy một bàn, thầy không bao giờ ăn, thầy không thích ăn, vậy thôi. Mình cái gì đâu, huynh đệ với mình là cùng cha cùng mẹ mà. Hình tướng có khác chút xíu thôi, cái đầu trọc không tóc, cái áo màu vàng vậy thôi. Nhiều khi trong ghẻ cháu không ai biết, phải không? Làm sao biết được ghẻ của thầy? Thầy giấu kín thế mà cố, ngoài sạch sẽ nè, trong ghẻ lát không ai biết. Nhưng mà thầy nó mặc bộ đồ dài để che, phải không cô? Là như vậy luôn á. Mình phải biết thân phận của mình chứ, huynh đệ của mình là con cái của cha mẹ của Như Lai mà. Thì mình nói câu là Phật tại tâm, tâm tại thân đi, thì tất cả chúng ta đều có ông Phật tại tâm hết, thì chung lại mình là con của chư Phật, đúng không? Hình tướng nó khác biệt nhưng mà cái tánh thiêng liêng không khác biệt, chưa chắc. Phải chấp nhận sự thật là mình làm sao mình sống, làm sao mình biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi, còn nghĩa là mình đang biểu lộ Phật tánh của mình cho ba tánh chúng sanh đó. Đó là cách chúng ta phải biểu lộ. Chứ nói cái miệng từ bi, cái miệng từ bi ai nói cũng được hết đó, nhưng mà sống với cái lòng từ bi giống như cái miệng hay không mới là quan trọng, mới là quan trọng. Mà phải nói cái miệng tôi thương huynh đệ lắm mà thật sự trong này có đứa ghét đứa ưa, đứa nào nịnh mình thì mình ưa nhiều, còn không nịnh mình ghét. Chẳng hạn như thầy rất là dễ bị nè, nhiều đứa nó ngon nó ngọt, nó chăm sóc mình kỹ, mình thích nó, bởi vì mình cái tánh lầm biến của mình á, hai chăm sóc mình nhiều thì mình để nó lo, vì cái tánh lười bẩm sinh, cho nên thầy lại không thích như vậy. Một ngày nào đó nó nổi điên lên, nó nghỉ một tuần, cái mình ngồi mình chờ nó nấu cơm mà
Nó nghĩ cha nó từng lấy gì ăn, làm biến đi nấu ngồi nó treo cái mỏ lên nhịn á. Cho nên hả, không có nó mình cũng làm, có nó mình làm điều gì làm, đừng có để nó nấu cho mình hoài. Hả, mình để nó nấu hoài một ngày nào đó mình sẽ chết đói vì nó bỏ nó nghỉ một tuần á. Thấy không? Rõ chưa? Cho chúng ta đừng để cái tánh làm biếng nó ngự trị, thì ông Phật mình sẽ làm biếng theo là không có chịu tu. Mà người ta lo cho mình nhiều quá là mình sẽ quên tu đó cô. Đúng không? Cho nên mình tu cho mình. Mình tu, mình phải ngồi xuống tu luyện cho mình nhiều vô, đừng có lười. Một cái duy nhất mà làm hại đời chúng ta là tánh lười. Hãy chỉ cần mình làm biếng chút xíu thôi là ma chứng nó nhào vô, nó kéo, nó không cho mình làm. Quan gia trái chủ đâu cho mình tu đâu, mình tu mình đá nó văng hết làm sao. Cho nên mình phải hả nói ngồi dậy là ngồi dậy liền, chứ không có rề rề, không có rị mọ, tu tu rị tu rị, rồi ra kia tu rị nha bà ba. Tu cái kiểu đó sao mà tiến hóa được. Thấy không? Còn mình ngồi đi mà mình đi tu mà cái đầu mình á ở ngoài đường, huynh đệ mình đang ngoài đường nói chuyện á, mình nghe nó nói chuyện mình tu không có được, gọi là tu rị đó. Còn chưa kể nữa, đi vô đạo tràng tu mà cũng muốn đi chơi nhảy đầm, thì nó dặn năm mấy đứa, nếu tao bay ra kia mày nhớ mày giả bộ mày la tiếng lớn lên tao nghe, tao đi theo, tao biết tao bay tới. Cho nên đọc câu chú là mày ra rô réo nhớ kéo tao ra nha bà ba, mày ra rô réo nhớ kéo tao ra nha bà ba. Cô biết câu chú này không cô? Nhiều chuyện đó, vô đạo tràng ngồi tụng kinh mà lại muốn đi ra đường chơi nữa chứ. Đó, cái tánh đó nó sẽ chết ông Phật của mình đó. Cái tôi mình nó còn tham lam thế gian pháp quá thì nó sẽ giết ông Phật của mình. Nó làm cho mình lười biếng, làm cho mình bê bối, làm cho mình lụm thụm, ăn nói tầm bậy tầm bạ. Vô đạo tràng thì ngồi ngáp lên ngáp xuống, chảy nước miếng, hả, nghe giảng là nó chảy mà lum la á. Rồi thức dậy nghe tiếp, trời ơi, còn thôi ở nhà ngủ cho rồi đi, phải không? Tới làm chi cho có mặt để làm phiền chỗ ngồi, mất chỗ của người khác nữa. Nếu cảm thấy vậy thì ở nhà ngủ ngon hơn, phải không? Về nhà ngáy rồi hả miệng ngáy, không ai biết mình đâu. Cho nó đã ở nhà đi, lên đầu tràng mà người nghe vừa ngáy chết người ta là phiền não với người chung quanh nữa. Đúng không? Làm phiền bà con lối xóm. Thì nhắc nhở huynh đệ chúng ta cùng tu với nhau, chúng ta cũng phải để ý những điều là tuyệt đối không được lắng nghe những điều tàm xàm bậy bạ bên ngoài, không được lắng nghe lời nói xấu người khác, nói xấu mình với người khác, không cho phép người khác nói xấu người thứ ba, nhớ không? Tai hại, mình sẽ cho nó một phương tiện nói xấu, mình lắng nghe nó nói xấu 2-3 lần thì nó có chỗ nói xấu, nó sẽ nói nữa, đời nó chết, đời mình chết, hai đứa, người thằng kia bị nói xấu chưa chết mà hai đứa đời tu học đã chết. Chết trước khi thằng kia ngẫm. Thực tế là đúng vậy, phải không? Thí dụ giờ huynh nè, huynh không thích thầy đi, thầy ngồi ở đây phải không? Huynh nói nhỏ nhỏ lỗ tai rồi rì nè, nói xấu thầy không đó, mà thầy chưa ngẫm, hai đứa ngẫm rồi. Thấy chưa? Cho nên cái người nói xấu cũng chết, mà người nghe xấu hai đứa là cộng nghiệp với nhau. Hai đứa còn xuống địa ngục vì cái tội nói xấu người thứ ba, mà người thứ ba chưa hề bị gì. Chẳng hạn như huynh giận thầy chuyện gì đó, thầy chưa bị hết, huynh nổi điên rồi, huynh đã bệnh rồi. Thấy chưa? Mình người ta chưa bị, mình nổi điên là mình đã bị. Trong này là máu huyết nó lưu thông, nó làm rầm rầm rầm, đầu nhức mặt, tối mặt, tối mũi, chóng mặt, nhức đầu. Vậy mình nổi điên lên là máu sẽ đập, tim sẽ đập mạnh lên là mình sẽ bị chóng mặt, nhức đầu đó. Mình bệnh trước mà ông kia chưa bị. Thấy chưa? Nguy hiểm chưa? Cho nên để không tạo tác nghiệp trong lúc tu, chúng ta ngồi xuống tụng một thời kinh cho nó đúng nghĩa tụng, phải được hạnh phúc an lạc được tụng. Ngồi xuống chẳng thà không ngồi, đi chơi cái nhõng nhõng sướng xong mà an tịnh xong ngồi xuống tụng thì kinh thiệt là hạnh phúc để được tụng. Đó mới thực sự là công phu. Còn tụng mà trả bài đừng. Đừng có nói là làm cho đá xong xuôi rồi đúng giờ chạy vô tụng trả bài đừng. Các vị kia không cần huynh đệ trả bài. Các vị kia chỉ cần huynh đệ nhìn lại tâm Phật của mình. Phải yêu thương bá tánh chúng sanh bằng cái tâm Phật đó. Qua cái sự biểu lộ bằng cái tâm từ bi. Các vị luôn luôn muốn chúng ta biểu lộ điều này. Nhưng hỏi lại coi bao nhiêu người chúng ta biểu lộ được cái tánh đó. Cho nên thầy khuyên huynh đệ đừng bao giờ ngồi xuống tu để trả bài. Không bao giờ ngồi tu trả bài. Bởi các vị không cần huynh đệ trả bài. Các vị chỉ muốn huynh đệ được sống trong an lành hạnh phúc. Thầy đang ngồi xuống tu được hạnh phúc, được tu mới thực sự là an lành. Còn mà tụng gì một lý do gì đó hay tu gì một lý do gì đó không bao giờ được an lành hạnh phúc. Đó là trả bài đó. Còn đừng có hứa
Tu không hứa với ai hết, không cần phải hứa với ai, ngồi xuống tu hết lòng đi, chuyện còn lại luật nhân quả vì chư Phật sẽ xử. Bổn phận chúng ta là tu cho hết lòng, để hết con tim trí tuệ vào bài tụng của mình, tu hết một thời này đi, chuyện còn lại luật sẽ sắp xếp. Nếu quý đệ làm được điều này trong vòng 100 ngày thôi, quý đệ thấy nhiều điều lợi lạc xảy ra cho cuộc đời của mình lắm. Bên cạnh đó, để giải trừ oan gia trái chủ và chuyện xui xẻo trong gia đình, quý đệ phải biết nghĩ tưởng đến cụ hiền thất tổ, những vị đã quá vãng. Mỗi buổi chiều tụng thời kinh hưởng công đức cho các ngài, để các ngài được siêu sanh. Các vị cụ hiền thất tổ siêu rồi thì con cái sẽ hưng thịnh. Đó là việc làm cái thứ hai của chúng ta. Thứ nhất là giữ thân mạng trong sạch, tinh khiết, khỏe mạnh. Thứ hai là giúp đỡ cụ hiền siêu sanh. Hai việc làm này chúng ta phải thực hiện. Lúc chúng ta có nhiều cơ hội tiến hóa hơn. Trong lúc chúng ta giữ gìn thân mạng tu học, chúng ta biết sám hối sáng chiều. Bên cạnh đó cầu nguyện hồi hướng cho quyền thức tổ được siêu sanh tịnh độ. Đó là hai điều chúng ta phải làm. Giữ thân mạng khỏe mạnh, giúp đỡ phần âm trong nhà mình được siêu sanh, gọi là công đức, phước đức. Cho nên quý đệ cứ làm hết mình đi, chuyện gì còn lại để chư Phật lo. Nhớ không? A Di Đà Phật, chúc quý đệ may mắn. Chúng ta chia sẻ Phật pháp, nhưng chúng ta đàm đạo với nhau. Quý đệ có thể hỏi quý trung đạo, trong việc tu học của mình bị chướng duyên gì, bị những nghịch cảnh gì, trung đạo hiểu được, trung đạo sẽ chia sẻ với quý đệ. Đồng thời chúng nhắc lại cái bài giảng hôm nay là tu để mà mình giúp đỡ mình giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, tu để chuyển nghiệp. Cho nên mình giúp cho thân mạng mình khỏe mạnh, để mình có nhiều cơ hội học đạo hơn, để thân xác mình trở thành linh điện của chư Phật. Thầy mới nói câu là thân thành chánh điện hiển linh, Như Lai ngự trị tâm sinh Bồ Đề đó. Cái thân mình phải thành chánh điện nha. Cho nên mình đã thành chánh điện của chư Phật rồi, mình nói là lúc mình ngồi xuống mình tu, mình định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Mình là con của Như Lai, thân thì người, mà tánh là tánh Phật. Thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Thế nên mình tu luyện cái thân mình trở thành chánh điện của Như Lai, thì lối Như Lai mới ngự trị. Mà Ngài đã ngự trị rồi, chắc chắn tâm mình đã sinh Bồ Đề đó. Thấy chưa? Tuyệt vời. Nếu mà quý đệ phải ý thức như vậy, ngồi xuống tụng hết lòng, không cần phải trả nợ. Nhớ chưa? Cầu nguyện bằng cả tâm hồn trí tuệ con tim. Khi cầu nguyện chính là tâm sự với Phật tánh của mình. Mình cầu nguyện, mình nói với Phật tánh của chính mình. Ông Phật trong người mình sẽ lắng nghe lời mình nói. Đó là tâm sự với mình đó. Thầy viết câu là cầu nguyện là tâm sự với chính Phật tánh của mình. Thầy có viết câu là một ngày sống muộn phiền, mất một ngày Phật tiên. Một đời sống muộn phiền, cuộc đời trong oan trái. Một đời sống biết niệm thiền, Phật cùng ta sát cánh. Lúc nào mình cũng niệm Phật thì mình với Phật lúc nào cũng liên lạc với nhau bằng tư tưởng, thì Phật cùng ta sát cánh. Rõ không? Cho nên mình đi đứng nằm ngồi đều giữ chánh niệm để bớt tạo tác nghiệp. Đi đứng nằm ngồi luôn luôn nghĩ tưởng điều tốt lành, nghĩ thiện làm lành, luôn luôn nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú để giúp cho tam nghiệp bớt tạo tác. Đó là bổn phận của người Phật tử thuần thành chân chính. Đồng thời huynh đệ, cho dù tu ở đạo tràng nào cũng kệ, hả, gặp huynh đệ con của Phật là cứ chào hỏi bình thường, còn họ không chào hỏi mình là chuyện của họ. Thầy gặp thầy nào cô nào thầy cúng đầu thầy chào, còn chuyện không chào lại chuyện của nhân quả với chư Phật. Cho nên chúng ta phải làm bổn phận trước, đừng để người ta chào, mình chào trước đi, kệ không sao. Cúi đầu xuống đâu có chết đâu. Thường bất khinh Bồ Tát từng cúi đầu mà, thường mình là con cái của Ngài mình cúi đầu thôi. Đâu có chết, không mất miếng nào đâu, phải không? Nếu mình làm được á thì cái tôi mình có cơ hội chết, thì ông Phật mình có cơ hội ngồi dậy. Còn nếu mình đứng sõng cái lưng vậy á, coi mọi người phải chào mình là biết là ông Phật mình đã chết, cái tôi mình đang đứng. Bây giờ cũng muốn đệ, quý đệ muốn tôi đứng hay là ông Phật đứng? Dễ quá phải không? Ai đứng? Tôi đứng là chết ngỗng rồi. Ông Phật đứng. Nhưng mà đặc biệt mình cúi đầu mình chào thì ông Phật sẽ đứng. Còn mình đứng thẳng người á là ông Phật sẽ chết. Giờ vấn đề chọn đi, tôi đứng hay Phật đứng?
rồi phải biết sao, cúi đầu trước huynh đệ của mình thì Phật mới đứng được. Nam mô A Di Đà Phật. Mình chia sẻ Phật pháp với nhau á, bây giờ mình hỏi nhau, mình đàm đạo thì mình sẽ có thể mình gỡ rối những điều mình đã bị chướng mắc trong lúc tu luyện, tu tập, tu học, tu tập, tu sửa, tu hành. Vấn đề hỏi, trung đạo chia sẻ. Trung đạo không dùng chữ dạy được, vì bản thân mình còn chưa dạy được mình nữa, như là Phật chia sẻ thôi. Và vấn đề hỏi, huynh hỏi đi huynh. Mô Phật, con Phật tử, con nhờ thầy chỉ dạy. Như bà con mà muốn tu hành mà bà con không biết chữ, người niệm Phật được không thầy? Dạ, xưa tổ Huy Năng đâu biết chữ nào đâu, ông cứng chứng tổ đó, phải không? Tại sao ngài không biết chữ, ngài chứng tổ? Vì cái tâm an lành, cái tâm thiện, cái tâm rất là hiền lương, đơn giản, mộc mạc. Cái tâm này chính là một phương tiện lớn nhất cho người không biết chữ tu học đó bác. Càng biết ít chừng nào càng dễ học hơn người biết nhiều. Biết ít á, thì tạo nghiệp ít, biết nhiều tạo nghiệp nhiều. Biết giữ tạo nghiệp giữ. Bởi vì cũng muốn tu hành mà bà con nhiều khi không biết chữ. Mà cũng ngược lại, nó có một cái chướng duyên bác ơi. Cái người không biết chữ á, mà nó biết rồi là nó chấp. Thầy chạy lắm, nó chấp đến độ không thể nào gỡ được. Biết mình có ghẻ ngứa mà không chịu để khác gãi. Gãi giùm không cho. Bởi vậy rồi thành ra rồi... cứng đầu cứng cổ nữa chứ. Để mình cầu nguyện cho bà con đó mà ngặt con cái không. Mình cầu nguyện giùm hả? Mơ đi. Mơ Phật. Đừng cầu giùm. Cứ cầu mình à. Cái cầu sao nó đừng làm phiền mình là được rồi. Mơ Phật. Mơ Phật rồi. Vậy huynh đệ, nếu mà chúng ta một vị huynh đệ mà không biết chữ gặp mình á, họ đau khổ á, mình chỉ cho cách họ bớt đau khổ. Nhưng mà ngộ lắm, người nghèo và ít biết chữ, mình cho một cái quyền lợi, mình lấy quyền lợi đó mình làm một phương tiện để cho huynh đệ đó phát tâm. Phải có quyền lợi thì tâm lý chung của tất cả các vị mà nghèo khổ và không biết chữ, lấy quyền lợi vật chất làm phương tiện lớn nhất. Thí dụ như huynh đệ tưởng tượng đi, thầy là người giảng rất là nhiều dĩa, mà gia đình thầy là công giáo, mà rất nhiều người rất thích coi đĩa của thầy, mà ngược lại thầy phải mướn gia đình thầy coi dĩa thầy đó. Nó chướng duyên ghê chưa? Phải mướn họ coi đó, coi cho tiền mới coi. Không thôi nó tiếp tục ngồi nó bàn đề cũng vậy thôi. Thấy chưa? Kệ nó, ráng nhịn chút xíu đi rồi cho họ ngồi coi mình, trỏ chút xíu tiền ra rồi mướn nó coi giùm mình đó. Đó là chướng duyên đó. Nhưng mà kệ đó, kệ chịu khó chút xíu đi. Thì huynh đệ mà ít biết chữ á, hơi không biết chữ như vậy, đi một cái phương tiện nào đó để cho họ phát tâm. Mà những người bị khổ nhiều đó, họ mới nhìn thấy được cái khổ, rồi họ mới phát tâm. Đồng thời huynh phải dùng một phương tiện nào đó làm cho cảm thấy nếu mà tu có lợi lạc thì họ sẽ tu. Nhưng mà mình cái người này ngộ lắm, mình phải kèm hoài. Lâu lâu mình nhắc một cái, lâu lâu mình nhắc một cái. Nếu không á, thì cái a lại giải thích là cái huân tập xấu á, nó lại nổi lên. Hả, mình nhắc á, mà lại rất là tự ái nữa. Người ít biết chữ lại tự ái nhiều. Nhưng mà huynh làm sao huynh giúp được họ biết niệm Phật mà cung kính niệm Phật á, dần dần cái đầu họ sẽ sáng ra. Mà thiệt sự là vậy, thầy đã nhìn thấy những người không biết chữ bây giờ biết tụng kinh được rồi đó. Ở con trong đạo tràng thầy luôn nè, họ nhỏ biết lớn biết chữ bây giờ biết tụng kinh mà tụng rất là lưu loát. Thì cũng niệm Nam Mô Quán Âm Bồ Tát nhiều thì trí tuệ sẽ sáng suốt. Thì chỉ cần chút xíu, bỏ chút xíu kiên nhẫn, trì trí vô cái niệm Nam Mô Quán Âm Bồ Tát thôi, mình giải quyết được nhiều sự việc lắm. Khi huynh đệ trong cuộc sống của huynh đệ bị đau khổ, bị phiền não, bị bệnh tật, bị chướng duyên mà không có người tâm sự, đây là lời khuyên của thầy. Huynh đệ nên niệm Nam Mô Đại Bi Quán Âm Bồ Tát thường xuyên, đi đứng nằm ngồi, thì thời gian không bao lâu huynh đệ sẽ được nhiều nhiều quyền lợi tâm linh đến với quý vị rất là nhiều. Nên niệm Nam Mô Đại Bi Quán Âm Bồ Tát thường xuyên thì tất cả những nghịch cảnh chướng duyên, những điều không tốt lành, đau bệnh phiền não dần dần sẽ giảm mất. Đó là quyền lợi chung mà huynh đệ nên sử dụng. Nên sử dụng, vì huynh đệ sẽ có quyền lợi trong cái niệm Nam Mô Đại Bi Quán Âm Bồ Tát đó. Rõ không? Huynh đệ nhớ thì nói gì không?
chứ mình đau khổ buồn phiền quá niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát rồi nói chuyện, nói giống như mình đang nói chuyện với mẹ ruột của mình vậy đó. Mình giải bày những cái buồn phiền đau khổ mà mình nói một lần thôi nha, không phải ngày mai nói chuyện đó nữa đâu đó. Hôm nay nói chuyện này xong chuyện rồi bỏ, ngày mai chuyện khác không vui tới nói lại bài chuyện khác chứ đừng nói chuyện hôm qua. Nếu mà mình nhai ngãi cái kiểu đó đó, không ai giúp mình đó, mình nhai dễ rách. Chuyện buồn nói lần thôi không được, nói lần thứ hai, nhớ chưa? Nhớ không? Nhưng mà đặc biệt niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Tại đây huynh đệ khi gặp khổ nạn, đau khổ, buồn phiền, những cái chướng duyên nghịch cảnh, niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thường xuyên thì nó sẽ qua khỏi hết, qua liền. Nếu mà mình trì trí, mình tin tưởng tuyệt đối thì qua rất là mau, một ngày trước ngày sau là xong chuyện. Còn nếu mình tin tà tà thì nó kéo dài cũng từ từ, một tháng, một tuần, hai tháng gì đó ha. Cho nên mình niệm mình phải tin tưởng tuyệt đối, mình ngồi xuống tu mình tin tưởng tuyệt đối thì cái tu mình mới tiến hóa được, nhớ không? Tu không có tà tà, không có tu rị, không được tu rị nha. Nói rồi đó, tu rị ra kia tu rị nha bà ba là không được rồi, nhớ chưa? Cái gì là Phật? Để hỏi tiếp đi. Tại nên mình phải nương vào phương tiện nha huynh, mình nương phương tiện để mình độ những vị anh em của mình mà không có học á, mình phải nương vào và chịu đựng. Mà nhiều người không biết chữ nói chuyện sốc lắm á. Ừ, kể nó tùy duyên mà độ, nó người ta cần mình giúp, nhưng mà phải dùng vật chất là một phương tiện đầu tiên để cho họ phát tâm, nhưng mình phải chịu đựng và hy sinh. Đó là cái tánh hạnh của Bồ Tát. Mình chịu đựng họ nhiều chừng nào á, thì cái đức hạnh mình càng cao chừng đó. Vậy đó, hay lắm. Kệ nó, mình cứ chịu đi chứ Phật lo lại, phải không? Biết luật rồi có gì đâu mà ngại. Cứ lo hết cho huynh đệ mình đi, mình chịu đựng với nó đi chứ Phật sẽ lo lại hết. Thầy thì viết cái bài á, giúp người, người sẽ giúp ta. Cho đi, người sẽ cho lại. Phải không? Vậy là Phật hỏi tiếp. Mình còn nhiều giờ lắm. Dạ. Yeah. Còn được một ngày tới 2 giờ rưỡi mới hết lận. Mình sống á, chúng ta đang cuộc sống này, cho dù giàu có hay nghèo đi chăng nữa, cho mạnh khỏe, đẹp trai, đẹp gái, chúng ta đều sống trong cùng một luật, đó là luật nhân quả, luật quả báo. Chúng ta làm gì làm, cho dù cỡ nào, giỏi cỡ nào cũng không bao giờ thoát khỏi luật quả báo. Có vay, có trả, có mượn, có đòi. Hãy có chọi ra, có dăng trở lại. Nhớ không? Là chúng ta muốn chọi điều gì tốt lành ra, muốn nghiệp tốt là chúng ta phải thả những điều tốt lành ra thì mình mới nhận điều tốt lành trở lại. Bởi vì luật không bao giờ tha thứ bất cứ một ai. Mình hiểu luật, hạ sống xấu được xấu, sống tốt được tốt. Người Phật tử hiểu luật rồi thì sống làm sao? Đừng bị quả báo xấu. Phải biết rằng khi mình chết đi, có một điều mình đem theo thôi, đó là nghiệp tốt hay xấu sẽ đeo theo mình của mình. Chỉ có một cách duy nhất, lấy cái nghiệp đó rồi mình mang đi qua bên kia rồi quay trở lại mình tiếp tục mình trả. Mà một Phật tử thuận thành chân chính, mình đã hiểu luật rồi thì hiện tại bây giờ nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, để khi nhắm mắt xuôi tay á, thì mình còn đem một cái thức nghiệp tốt lành qua bên kia, để mai mốt quay trở lại mình sẽ hưởng được những điều tốt lành mình đã tạo tác trong quá khứ, trong tiền kiếp. Rõ chưa? Chúng ta sống chung cùng một luật và chúng ta có cùng một tánh thiêng liêng, cho nên chúng ta đều bị sai xử, bị xử giống như nhau, không khác biệt. Đừng có tưởng là mình giỏi, mình hay là mình được xử ít đâu, không có đâu. Còn nặng hơn bình thường đó. Biết luật phạm luật, xử nặng gấp 4 lần. Đó không? Còn cái người mà không biết luật, vô minh mà tạo tác á, mình tạo tác mình trong cái vô tình, rồi mình không hiểu đó, thì nó nhẹ hơn cái người biết mà làm. Rõ chưa? Và vấn đề hỏi, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. A Di Đà Phật con. A Di Đà Phật, thưa thầy là cô Phật tử ngại không có dám hỏi, mượn con hỏi giùm là cô có trả tiền cho con hỏi giùm không? Dạ không. Cô hỏi con, khi mượn con hỏi thầy á là cô đạo chúa 20 mấy năm giữ đạo mà bây giờ cô muốn quy y Phật, vậy là có tội hay không? Thầy đạo chúa thứ 4 đời này thì đang làm thầy chùa, không biết có tội hay không nữa. Thầy đạo chúa nè, 4 đời rồi, ông cố, ông nội, ông bố, tới thầy là thời thứ 4. Bây giờ thầy làm thầy chùa, không biết ông chúa ông xử thầy sao đây? Không biết nữa. Mô Phật, con cảm ơn thầy. Cảm ơn con đã hỏi giùm.
tội nghiệp vậy, không có tội gì đâu. Đừng có ngại, Chúa với Phật giống nhau. Mấy vị chứng đắc rồi không có tôn giáo, những người đi theo các ngài mới thành lập tôn giáo. Mà Chúa với Phật đã chứng đắc rồi không bao giờ bắt lỗi con cái của mình. Nếu vị nào bắt lỗi con cái của mình không phải là Chúa và Phật, rõ không? Chỉ có chúng ta, thầy biết mặt rồi khỏi chỉ. Ghê cái mặt ngồi thì thánh giá lòi bự thật bự ra. Nhìn cái mặt là biết cái thánh giá lòi ra rồi. Yên tâm đi thầy, bốn đời nè con. Bây giờ không biết ai phạt thầy đây. Nhưng mà thầy chưa nghe nói tiếng nào á. Mấy chục năm nay thầy không nghe ông Chúa, ông Phật nói là mày là ngoại đạo, mày đã theo ông Thích Ca, huynh Thích Hát Mâu Ni Phật, mày bỏ tao. Phải không? Thầy chưa nghe câu nói đó, thành ra thầy vẫn tiếp tục làm thầy chùa. Còn mà thầy nghe ông Chúa nói mày dám theo Thích Hát Mâu Ni Phật bỏ tao mày sẽ chết, thầy sẽ quay lại ổng. Nhưng mà ổng cũng không đáng để được quay lại, bởi vì ổng nguyền rủa người khác là trật lắm. Chúa Phật đâu nguyền rủa ai đâu, chỉ có người thế gian nguyền rủa nhau thôi. Đúng không? Khi một vị chứng đắc không bao giờ la rầy con cháu của con cái của mình, anh em của mình. Nếu vị đó dùng quyền lực để ra rầy anh em của mình, vị đó không phải là một vị minh sư. Rõ chưa? Ông Phật không bao giờ la chúng ta. Nếu ông Phật la chúng ta, ông đó không phải là Phật, ông chính là ma quỷ. Thầy nói thẳng luôn, con cái của Ngài có lỗi, Ngài sẽ giúp đỡ nó tiến hóa để bỏ lỗi lầm. Chứ Ngài không la rầy, không chửi bới, không hành hạ, không có phán xử, nhớ không? Một vị nào mà phán xử huynh đệ của mình, người đó không phải là một minh sư. Rõ chưa? Thầy nói con đừng có ngại, con cảm thấy hạnh phúc trong việc làm của mình. Thực sự Chúa với Phật chỉ là một danh từ khác biệt. Các ngài vẫn còn sống, vẫn còn làm việc chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Các ngài bảo vệ đời sống tâm linh của mình. Nơi nào mà mất đạo đức quá, các ngài sẽ xuất hiện. Chắc chắn như vậy. Cho nên đừng có ngại rằng mình thay đổi một cái chiều hướng tu hành để mình làm người tốt hơn á, thì các vị chứng đắc không bao giờ trách mắng con cái của ngài, nhớ không? Đừng có ngại, nếu không thầy đã bị bốn mấy năm nay rồi, chưa chắc thầy ngồi đây thầy nói chuyện đâu. Mấy ông hành thầy chết luôn. Nếu mà ông đó hành đệ tử ông không phải là Phật, không phải là Chúa, nhớ không? Chỉ có người thế gian mắng nhiếc sỉ vả nhau thôi, còn các vị minh sư không bao giờ la rầy ai cả, nhớ chưa? Nhớ không? A Di Đà Phật. Chúc may mắn nha, đừng có ngại. Kệ nó, cái gì mà thấy hạnh phúc được cứ làm. Các ngài dạy mình từ bi mà, đâu phải mình qua bên Phật giáo là mình nổi điên hơn bên kia đâu. Hồi xưa bố mẹ thầy thấy thầy cạo cái đầu trọc lóc này, không vừa ý thôi chứ không có chửi. Mà thầy cạo cái đầu rồi thầy cũng không dám nói hổn. Nếu mà giờ thầy theo Phật giáo mà thầy nói hổn với cha mẹ thầy thì còn gì nữa Phật giáo, phải không? Mà ngược lại, nếu thầy nói lại nữa đó, thầy là người chống phỉ báng ba mẹ mình rồi, thì mình cũng là công giáo. Cho nên làm thinh làm luôn, làm đến khi nào mà hai vị đó thấy mình là một người tốt, thực sự là một đứa con tốt, các ngài làm thinh cho mình làm luôn. Đó, mình mới chứng minh được điều mình đang học là tốt, mà tốt cho cả hai, chứ mình không phỉ báng bên nào hết. Bây giờ cả hai đều là phương tiện của thầy hết, thầy không bị lệ thuộc. Thầy là người vượt qua cái sự đó rồi, thầy không lệ thuộc. Thầy sống làm sao mà ai thầy cũng thương, ai thầy cũng thể giúp đỡ được. Đó, chư Phật Chúa dạy cho mình điều đó. Phải không? Mình con của Đức Chúa Trời mà, phải không? Tức là Như Lai đó. Chúng ta là con của Như Lai. Nếu bây giờ thầy nói là con của Thượng Đế, cái thầy trở thành đạo Chúa trong Phật giáo sao? Thầy nói với Như Lai mới đúng chứ. Thầy ngồi đây thầy nói chuyện Thượng Đế hoài, nó nói chết chàng cha này công giáo rồi. Phải không? Thì bên công giáo đâu có Như Lai đâu, có Thượng Đế không à. Còn bên Phật giáo thì có Như Lai mà không có Thượng Đế. Nhưng mà hai ông đều là một, không có hình tướng, chỉ là cái tên một vị chủ tể thôi, hiểu không? Tại nên không có gì phải quan trọng, mấy cái từ ngữ đó không có quan trọng. Quan trọng nhất là mình biểu lộ cái tình thương yêu mình dành cho ba tánh chúng sanh. Đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Rõ chưa? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, hỏi thoải mái đi con. Bây giờ là con công giáo, con chấp tay, con bạch sư phụ có lỗi với công giáo không đó nha? Dạ không, tại vì con thấy con đi theo con đường này là đúng. Con muốn hỏi là con thấy cha mẹ con khổ á, mà con không biết làm sao để... Cho nên con tu giỏi vô để độ. Con tu thiệt giỏi vô cầu nguyện cho ba mẹ, con cái có quyền cầu nguyện cho ba mẹ. Thí dụ mình thấy ba mẹ mình khổ mà cố chấp quá mà không làm gì được, mình tu cho giỏi vô để mình chuyển cái ý thức hệ của các ngài.
Đến khi nào mà các ngài cảm thấy yên lành được thì chứng tỏ là lời cầu nguyện mình đã được như ý. Để mà độ, thì con niệm mẹ Maria đi con đọc. Kính mừng Maria đệ ông Phước Đức Trời cùng bà cũng là mọi người nữ giao sư mà phải không? Chứ thay cái gì để con niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Tát để giúp cho ba mẹ mình đỡ khổ, giúp cho mình bớt khổ. Hả, ba mẹ mình bớt khổ thì lòng mình sẽ nhẹ nhàng thanh thản. Để được như vậy con phải niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Tát thường xuyên. Đi đứng là mọi đều niệm. Cứu khổ cứu nạn mà ngài sẽ giúp đỡ mình. Hen. Thì chúc con may mắn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Tát. Dạ. Huynh đệ hỏi gì vậy? Mà đặc biệt huynh đệ nhớ nè, huynh đệ tuyệt đối không được chê bai, chỉ trích, phê bình tôn giáo bạn. Đó là điều cấm kỵ của một người Phật tử tuần thành chân chính. Ai cũng là con của Như Lai cả. Nhưng chữ Thượng Đế chính là Như Lai, Như Lai chính là Thượng Đế. Đó là một cái từ ngữ chia làm hai. Nhưng mà thực sự á, nó cũng là một mà thôi. Cho nên anh em huynh đệ mình ở tôn giáo khác đều là con cái cùng cha cùng mẹ với mình. Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ điều này nha. Dạ. Hỏi tiếp huynh đệ phía sau hỏi đi con. A Di Đà Phật thưa cô. A Di Đà Phật thưa thầy. Ngày gì với Đức Quan Âm á thầy, là 19 tháng 2 và 19 tháng 6. 19 tháng 9 là như thế nào xin thầy giải biết. Dạ thưa, theo lịch sử ghi lại của người Tàu đó, 19 tháng 2 là ngày đản sanh. 19 tháng 6 á là ngày xuất gia. 19 tháng 9 á là ngày thành đạo. Đúng không? Dạ thưa thầy, như mấy ngày lễ tổ chức ở chùa con là lại 500 lại á thầy. Dạ Ngũ Bách Danh á, dạ. Dạ rồi, mục đích lại của mình để làm gì? Con muốn hỏi thì mình hành trì thế nào cho tốt á thầy. Hành trì như thế nào? Hành gì cái lại hay là hành trì cái niệm cái tụng? Dạ lại 500 lại hay là mình trì chú Đại Bi tốt hơn thầy? Dạ thưa cả hai. Một bên á thì trì tụng Đại Bi để giúp tâm phát triển, bên lại để giúp cho thân khỏe. Mà lại phải ý thức lại, lại cái gì? Nghe cho kỹ. Phải nhớ đây không phải là sự đả phá hay chống đối, thầy hỏi mình để trả lời đúng không? Bây giờ chúng ta đang hỏi nhau để trả lời, giúp đỡ nhau tiến hóa. Vấn đề nhớ câu vấn đề niệm Phật mà phải không? Lạy Phật một lạy tội diệt hằng xa, có phải không? Đúng không? Đúng không? Chắc chưa? Chắc chưa? Lạy Phật gì? Phật nào? Ở đâu? Trả lời đi. Phật gì? Không, à dạ câu này khôn nè. Cô lạy Phật trong tâm cô đúng không? Chắc chưa? Hay là cô quay về cái cục đá cô lạy? Trả lời đi. Cái câu này là câu lừa đảo nè. Lạy Phật một lạy tội diệt hằng xa. Cô lạy Phật gì? Lạy Phật nào? Lạy Phật ở đâu? Đó, cái câu này thầy hỏi không ai trả lời được đó. Cái cục này á, cái cục này khác nha. Câu này không có. Mấy cái cục kia kìa. À, cục đá không có ban phước giáng hòa cho ai hết. Hiểu không? Một hình tượng để chúng ta biểu lộ cái tâm cung kính, quý trọng, noi gương để học đạo. Cái cục đá đó không có ban phước giáng hòa cho huynh đệ. Cho nên thầy hỏi huynh đệ lạy Phật gì? Sao huynh đệ trả lời được? Phải không? Lạy Phật ở đâu? Cũng không trả lời được. Phật nào? Cũng không trả lời được. Cái nghe nói lạy Phật một lạy tội diệt hằng xa là cái nhào đầu vô lạy thôi. Vậy khi mình ngắm cục đá, cái mặt rất là cung kính, nhưng quay lại ông Phật sống bên cạnh chửi rủa sỉ vả nó mỗi ngày nhưng không biết mắc cỡ. Vậy thầy đang lột sự thật nè. Theo Phật phải nói thật. Hồi đó thầy còn ngại, giờ hết ngại rồi. Thầy hỏi một câu để trả lời đi, về suy nghĩ rồi trả lời. Lạy Phật một lạy tội diệt hằng xa. Thầy hỏi lại, lạy Phật gì? Phật nào? Phật ở đâu? Phật gì? Hay là tất cả đều quỳ trước cục đá lại xì sụp lại để được tội diệt hằng xa? Tự nhiên cô đem cô tạo tác nghiệp quả không biết bao nhiêu năm trời, bao nhiêu kiếp, như lại nhà thầy đổ đống rác vô, hết tội sao? Hả? Có hết không? Lạy Phật mà không biết sửa, không biết sám hối, không biết sửa chữa lỗi lầm, không biết bỏ thói hư tật xấu, làm tội ác xong lại cục đá, mong cục đá ban phước giáng họa, là cái chuyện không thể nào thực hiện được. Có phải vậy không? Thầy nói sự thật cho huynh đệ nghe để huynh đệ chấp nhận sự thật. Thầy nói thẳng luôn, để lạy cục đá thì cung kính như lắm, quay lại một người rất là hiền lương,
dở hơn mình một chút xíu, mình đi ngang là mình hăm dọa, mình chửi bới nó rồi, mà ông Phật sống trong, đang ở trong nhà nó đó. Thầy mà chửi huynh đệ đi là thầy đang chửi ông Phật sống trong nhà, là thầy là người bị đọa luôn á, đừng có tưởng. Vì mỗi vị chúng ta là một ông Phật mà, nhưng mà chúng ta không chấp nhận đó là sự thật. Vì không chấp nhận sự thật cho nên chúng ta lại một cái cục giả để coi là Phật. Hiểu không? Mình tự lừa dối mình, mình tự gạt mình, mình tự cho là được. Nhưng hỏi lại coi ông Phật trong lòng mình có chịu chưa? Hay ngửi lại coi mình có đối xử ông Phật bên cạnh mình có tốt giống như cục đá đó chưa? Chưa bao giờ một lời tốt lành nào cả. Đúng không? Gặp cái mặt nó mình ăn cơm không vô rồi, nhưng mà gặp cục đá mình mừng lắm. Cục đá không có ban phước giáng họa cho huynh đệ đâu. Nhớ không vậy? Huynh đệ lại Phật gì? Phật nào? Ở đâu? Hay lại cục đá? Đó là sự thật đó nha. Bây giờ hiểu mình lại Phật gì chưa? Phật nào? Dạ. Sám hối tội lỗi mà lại một lại xuống. Nam mô Đại Bi Quán, mà con chỉ tâm sám hối những gì con đã làm không được tốt lành. Cúi đầu lại cái đứng lên. Nam mô Đại Bi Quán, mà con chỉ tâm sám hối những gì con đã làm không được tốt lành. Cúi đầu. Tức là một lại nói một câu, một lại nói câu, 500 lần như vậy. Khi mà sám hối là phải biết sửa, đừng có làm lại nữa. Còn nếu mà nói về xong năm lại sau ngày mai làm tiếp tục, đừng có mở miệng nói mắc cỡ chữ Phật à. Rõ chưa? Rõ không? Bây giờ biết lại Phật nào chưa? Làm thường bất khinh Bồ Tát đi, gặp ai cũng cúi đầu chào hỏi, các vị là Phật sẽ thành. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ hiểu rõ câu đó chưa? Về suy nghĩ lại đi, mình đã từng lại cái gì? Mình ngồi xuống mình tâm sự với mẹ mình nè, Nam mô Đại Bi Quán, con tên gì tuổi gì, con như vậy, con như vậy, con có muốn như vậy, con phải học như vậy, giúp đỡ cho con tiến hóa, làm lợi lạc cho anh em của con. 100 ngày sau huynh đệ thấy cái lời nói của mình sẽ như thế nào? Làm thử đi. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Tát, con muốn tụng Đại Bi như vậy để học đạo tinh tấn trí tuệ sản xuất để làm việc cho anh em của mình, mong rằng mẹ giúp đỡ cho con tiến hóa. Đúng 100 ngày sau, ngày nào cũng tụng Đại Bi, đúng 100 ngày sau huynh đệ thấy điều lạ xảy ra cho cuộc đời của mình liền. Thầy là một người công giáo, cái cô kia đâu rồi? Công giáo đâu? 100 ngày Đại Bi liên tục, Đại Bi sáng trưa chiều tối, sáng trưa chiều tối, Đại Bi, Đại Bi, Đại Bi. 100 ngày sau cô nói có một câu thôi, con muốn có cái am tu cho giỏi để làm việc cho ba tánh. Đúng 100 ngày sau thầy có cái am đó. Thầy có cái am đúng 100 ngày sau đó. Khiếp chưa? Mà một người công giáo biết gì Phật, đâu biết Quán Thâm Bồ Tát là ai. Chỉ có niềm tin mãnh liệt thôi. Người tu phải có niềm tin mãnh liệt như vậy đó, tất cả những gì mình cầu đều được. Bởi vì Ngài nguyện một lời nói, một lời nguyện của Ngài là nếu con trì tụng Đại Bi, những gì cầu nguyện của con mà không đắc thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Trong đạo tu đúng 100 ngày chỉ mỗi miệng nói câu con muốn có cái am để tu cho giỏi làm việc cho bá tánh. Đúng 100 ngày sau có cái am. Vừa đưa cái nhà cũ lên vừa xong xuôi là có người cho cái hình này tượng này tượng nọ rồi, đòi đủ là thành cái am luôn đó. Quý vị thấy cái lời nguyện chưa? Thì nó khi tụng Đại Bi là để hết tâm tư trí tuệ con tim vào cái lời nguyện là tụng của mình, tụng hết lòng vô. Cứ đưa hết tấm lòng vô đi, chuyện còn lại khi nào, lúc nào, ở đâu là của chư Phật. Cho nên bổn phận của mình cầu nguyện là như vậy. Khi mình cầu nguyện mình biết mình đã được. Đó là nguyên tắc cầu nguyện. Quý vị tu cho giỏi vô đi, tu cho thiệt là giỏi vô đi. Quý vị chỉ cần nhìn cái việc đó thôi, quý vị chỉ có mong trong đầu mình đáng lẽ tôi phải lấy cái này nè, thì chịu làm sao có người đem tới cho huynh đệ rồi. Cho nên huynh đệ hiểu được luật A Di Đà chính là ta, ta chính là A Di Đà, cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà, khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Nhớ chưa? Phật A Di Đà chính là ta, ta chính là Phật A Di Đà, cõi ta bà là cõi tịnh độ là cõi ta bà, khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Đó là chân lý của tịnh độ. Nếu huynh đệ nói theo tịnh độ, huynh đệ không hiểu câu này thì huynh đệ chẳng hiểu gì tịnh độ cả. Nếu huynh đệ niệm Phật muốn gì vãng sanh, thầy hỏi một câu huynh đệ trả lời được không? Thầy sẽ đảnh lễ vì đó ba lễ. Vãng sanh giờ huynh đệ đi đâu? Tây Phương chỗ nào? Cực Lạc ở đâu chỉ? Ai đây xin niệm Phật giảng sanh giơ tay lên. Thầy hỏi một câu vậy thôi. Giảng sanh rồi đi đâu? Tây Phương ở đâu? Cực Lạc chỗ nào? Chỉ. Biết chết liền. Phải không? Hỏi cái là không trả lời được nữa. Bởi vì mình chỉ biết vậy thôi, mình không chịu đào sâu với.
Còn thầy đi thẳng vào cái gốc, thẳng vào gốc luôn. Phải biết rằng Phật A Di Đà chính là ta, đây là chìa khóa của tịnh độ. Phật A Di Đà chính là ta, ta chính là Phật A Di Đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Nhiều vấn đề có cần xin đi đâu không? Chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc mà. Thấy chưa? Thì mình không hiểu cho nên mình cứ xin phóng tâm ra ngoài kiếm đâu. Ông Phật đây bỏ. Phóng tâm kiếm một gì đó không thật, còn mình bỏ ông Phật thiệt trong người này. Thấy chưa? Cho nên nguyên đệ rời xa cái tâm của mình là nguyên đệ không bao giờ thấy Phật đâu. Tâm chính là Phật, Phật chính tại tâm, Phật tức tâm, tâm tức Phật. Hay tao tức mày, mày tức tao đó. Phật tại tâm, cho nên mình rời xa cái tâm, mình phóng tâm ra ngoài kiếm thì mình sẽ mất ông Phật trong lòng của mình. Khi mình phóng tâm ra ngoài kiếm một minh sư, mình đã rời xa minh sư sẵn có, rõ chưa? Cho nên từ giờ cho đến nguyên đệ niệm Phật là niệm thẳng trong lòng của mình luôn. Tụng cái lần ngồi xuống tụng trong lòng mình luôn, tụng lắng nghe tiếng tụng của mình luôn, mình nghe mình đang tụng. Còn có nghĩa là ông Phật của mình đang lắng nghe cái thằng tôi mình nó tụng. Mà ngược lại thằng tôi phải tụng cho ông Phật mình nghe, để ông Phật mình ngồi dậy làm việc với mình. Đó là tụng kinh niệm Phật đó. Còn để tụng kinh mà phóng tâm ra ngoài á, không có ai nghe được gì hết. Thì mình rời xa ông Phật của mình rồi. Mình không biết cách tụng, không biết cách niệm, cho nên mình rời xa ông Phật sẵn có. Bởi vì rời xa cái sự thiêng liêng sẵn có, cho nên nguyên đệ lúc nào cũng cầu một điều gì đó ngoài sự thiêng liêng, cho nên nguyên đệ không bao giờ được điều gì cả. Muốn được điều mà cầu nguyện, mình phải lắng động tâm tư của mình vào tâm khảm của mình. Mình tụng kinh niệm Phật, mình cầu nguyện, mình sẽ được như ý. Chắc chắn sẽ được như ý. Nhưng mà khi tụng kinh niệm Phật là cả sự tin tưởng tuyệt đối trong cái đường tu học của mình, thì những gì mình cầu nguyện sẽ được như ý như mẹ đã nói. Những gì mà con mong cầu không đắc thủ, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Nhớ chưa? Nhớ không? Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ biết lại phần nào chưa? Thí dụ huynh quay lại cô, cô quay lại có một cái tượng Phật, cô quay cô cung kính đi. Rồi cô quay lại những Phật sống cô cung kính đi, thì cô là đại phước à. Hiểu chưa? Còn giờ thí dụ năm đứa đứng trước mặt cô mà cô quay lại một trong bốn đứa đó, cô không ưa một đứa, cô cũng chưa có phước bao giờ à. Đó không? Bởi vì cô không có lòng từ bi. Còn cái lòng từ bi cô có điều kiện là không tính. Chẳng hạn như nó đẹp trai, dễ thương quá, cô thương nó, rồi cô ban rải nó nhiều thứ, không có tính đâu. Còn cái đứa mà nó làm cô ghét nhất, cô phải thương nó nhiều nhất á, thì đạo hạnh cô mới cao được. Đó không? Vì tôi phải đi ngược lại thế gian. Cái điều mà làm cho mình bực nhất, mình lại thương nhất. Cho nên chư Phật rất thương những người vô minh. Các ngài thương chúng ta vô cùng tận. Các tụi mình càng tệ, các ngài càng thương. Bởi các ngài không biết cách nào giúp để cho mình thức tỉnh. Các ngài chăm sóc chúng ta rất tỉ mỉ. Chứ ngài rất là chung thủy với mình. Ngược lại hỏi là coi mình có chung thủy với ông Phật của mình chưa. Hỏi lại coi. Mình ngồi xuống lại hỏi là coi mình có chung thủy với ông Phật của mình chưa. Hả? Chưa bao giờ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tội lỗi, tội lỗi.
Thầy chia sẻ với huynh đệ bây giờ mình tu cách nào để giải quyết bệnh tật và nghiệp chướng oan gia trái chủ. Huynh đệ biết rồi ha, cái thân huynh đệ chính là một phương tiện duy nhất để chúng ta trung đạo tới đây là không bao giờ viết bài đó, ngồi nhìn mặt nói chuyện thôi. Chúng ta bệnh tật là một chướng ngại lớn nhất của Phật tử. Mình muốn tu, muốn tụng, muốn niệm Phật mà mình mẩy đau nhất, ngồi không được, đau đầu gối, đau lưng, đau đầu, đau bụng, đau mặt, nói chung là bệnh, đủ loại bệnh. Tâm bệnh cũng có, thân bệnh cũng có. Hả, mà có bệnh rồi là tu rất là khó. Cái phương tiện mình rất là nghèo nàn, cho nên mình không tu được. Đó là cái chướng ngại lớn nhất của Phật tử chúng ta, kể các thầy, các cô cũng vậy. Hả, mà bệnh thì cái con đường tu học nó bị hạn hẹp. Rõ không? Còn có nghĩa là cái thân của mình chính là một phương tiện duy nhất để mình được ngồi xuống tu, tụng, niệm. Rõ ràng. Cho nên cái phương tiện này mà nghèo quá thì sự tu học chúng ta nó rất là nông cạn, không đi lâu dài được. Cho nên chúng ta biết cách nào chăm sóc cái thân mạng này cho được sạch sẽ, mạnh khỏe. Làm sao cho thân mình khỏe thì tâm mình mới an. Nếu mà thân không khỏe thì tâm bất ổn. Hay ngược lại, tâm bất an là thân bệnh tật. Thân tâm mà, hai cái nó nương nhau nó sống. Thân bệnh nó là sinh lý, thì tâm bệnh nó gọi là sinh lý, ảnh hưởng tâm lý. Mà cái tâm mình què quạt bệnh tật, đau khổ phiền muộn thì nó gọi là cái tâm lý. Mà cái thân nó vì cái tâm lý đó sanh ra bệnh tật, gọi là tâm lý ảnh hưởng sinh lý. Ngược lại, sinh lý ảnh hưởng tâm lý. Sinh lý là thân, tâm lý là tâm hồn của mình đó. Tức là hai cái này ảnh hưởng với nhau, nó nương nhau nó sống. Cho nên tâm mình, thân mình khỏe tâm mới an. Còn tâm bất ổn thì thân bệnh. Ngược lại, thân bệnh thì tâm bất ổn. Giờ huynh đệ tự chọn lựa sống như thế nào để thân được khỏe. Chúng ta đã từng tạo tác quá nhiều nghiệp trong tiền kiếp, trong quá khứ, trong hiện tại. Mình đang sống, mình vừa hưởng những gì mình đã tạo tác trong quá khứ, đồng thời cũng là mình bắt đầu gây dựng lại cái nghiệp mới. Tức là mình trồng cái nhân mới của ngày hôm nay, để ngày mai nghiệp lực sẽ trổ lan, gọi là quả báo. Bây giờ mình sống làm sao cho thân mình khỏe trước. Bây giờ mình biết niệm Phật, biết tụng kinh, biết cầu nguyện, đúng không? Thì mình cầu cho thân khỏe tâm an. Cầu cho mình học đạo tinh tấn để làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh. Bây giờ làm sao cho thân khỏe đây? Bằng cách ăn uống, bằng cái suy nghĩ. Cái thân mình rất là ngộ. Nếu mà mình suy nghĩ trong sạch, tinh khiết, đàng hoàng á, lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc á, thì cái thân mình có nhiều cơ hội khỏe. Khi mà mình có những tư tưởng tốt lành trong cái đầu của mình nè, thì cái thân mình nhận rất nhiều luồng năng lượng. Còn nếu mình có nhiều tư tưởng bệnh hoạn, thù ghét, mưu mô xảo trá, ganh tị, ghen tuông đó, là cái thân mình nó xài rất nhiều năng lượng. Mà nó xài quá nhiều năng lượng cho nên thân không thể nào khỏe được. Thành ra để mình có được nhiều năng lượng, tức là cái năng lực mà mạnh khỏe đó, là mình phải có những tư tưởng tốt lành để mình nuôi dưỡng cái thân mạng này. Bằng những tư tưởng rất là đơn giản, mộc mạc, khiêm nhường, tôn kính, quý trọng, thương yêu, từ bi bác ái, hay sợ bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Những cái tư tưởng đó nuôi dưỡng cái thân mạng mình đó. Thành ra mình càng có nhiều tư tưởng tốt lành chừng nào á, thì thân mình có nhiều cơ hội khỏe mạnh chừng đó. Chúng ta phải tập lại cái cách suy nghĩ của mình. Nếu mà suy nghĩ lợi lạc được cho ba tánh thì suy nghĩ, còn không lợi lạc thì vấn đề là niệm Phật liền để dứt bỏ những tư tưởng không tốt lành để làm cho thân mình sanh bệnh. Tại vì tướng tượng tâm sanh mà. Cái mặt của mình á, trong này mà khó chịu, đau buồn quá thì cái mặt nó hiện cái nét ra. Thì là cái tướng tự tâm sanh. Nếu trong lòng mình vui vẻ, lúc nào cũng vui vẻ thì cái mặt mình lúc nào cũng vui, đúng không? Cho nên để cái thân mạng mình khỏe mạnh, mình phải có cái tâm an lành, hạnh phúc. Lúc đó mình này mới giúp cho cái thân mạng mình có cơ hội mạnh mẽ hơn để tiếp tục ngồi xuống, có điều kiện tu học nhiều hơn. Cho nên các vị ngày xưa, các vị minh sư ngày xưa nói, để lại cho mình nhiều câu hay lắm. Sức khỏe là vàng, nhưng mà đối với cái người không tu, sức khỏe là vàng. Nhưng đối với những người tu như cô với thầy đây đó, sức khỏe là hột xoàn. Sức khỏe là hột xoàn đó. Tại vì nó là phương tiện mà, sức khỏe chính là một phương tiện duy nhất để giúp cho cái thân mạng này nè bền bỉ trên con đường tu luyện. Đúng không?
Thí dụ giờ huynh đệ khả năng huynh đệ có thể ngồi được 3-4 tiếng đồng hồ đi, là ngồi mình trì tụng liên tục mà ngồi thiền luôn đó. Một ngày mình 2 thời là nhiều lắm anh đó nha. Nếu một ngày mình tu 3-4 tiếng đi, 2 thời là 8 tiếng rồi, nếu mình có thời gian. Còn không thôi thì mình cho 2 tiếng, ngày 4 thời cũng được, nếu mà mình chuyên tu. Còn mình tu tà tà thì ngày biến 1 thời cũng được, phải không? Còn thời kia tu tà tà cũng được, tu cho nó có tu vậy thôi. Giống như mình giải trí tâm linh vậy đó, vậy nó uổng lắm. Đừng chả nên ngồi xuống làm một hơi cho nó đã đời đi rồi đứng dậy đi chơi, chứ đừng có tu tà tà. Tu tà tà lãng phí thời gian và tiền bạc công sức. Cho nên khuyên huynh đệ hãy ngồi xuống tu thì tu cho nó ra tu. Không phải mình tu cho mình để làm ông này bà nọ, không phải. Tu để cho thân mình được khỏe, tâm mình được an, được hạnh phúc, được an lành, được lành mạnh, được khỏe khoắn. Huynh đệ mà thí dụ, thầy nói ví dụ, thí dụ mà 70, 80 tuổi đi, huynh đệ đi vẫn thẳng thắn, không có lệch, đi không có siêu vẹo, đi không có từ từ. Hồi nhỏ mình đi khỏe sao, lớn mình đi khỏe vậy mới thực sự người này là phước đó. Còn nếu bây giờ thí dụ mới 60 mấy tuổi thôi mà đi lụm khụm rồi sao mà mình, chiếc thuyền mình cũ xì sao mình chở cái ông Phật trong nhà đi qua bên kia bờ, phải không? Dọc đường nữa xong rồi sóng gió đập cho chìm rồi còn gì. Cái xuồng này, cái thuyền này khỏe mạnh nè mới ra biển khổ được chứ. Biển khổ nó sóng gió ghê lắm á. Cái xuồng mình mà không có lành lặn á, vừa ra nửa biển là nó đập cái rầm mà sụm từng miếng một, đâu còn nó qua bên kia bờ đâu, đâu có đáo bỉ ngàn được, phải không? Thì chúng ta cố gắng giữ gìn cái thân mạng này cho khỏe đi. Mục đích chính của mình là được ngồi xuống tu luyện để giúp đỡ ông Phật trong này phát triển. Bởi vì cái thân mạng mình là cái nhà của ông Phật, mà mỗi gì chúng ta đều có một phần trong đó. Đây là cái sự thật mà các vị phải chấp nhận nó, đó là chân lý. Mỗi một người chúng ta đều mang một hình bóng thiêng liêng ngự trị trong chúng ta, thế gian gọi là Phật tánh đó. Mỗi người chúng ta đều có cái tánh thiêng liêng này. Tánh thiêng liêng này là sở hữu, mình sở hữu. Mỗi một người đều sở hữu một cái tánh thiêng liêng này, không hình không tướng, nhưng mà cái tánh thiêng liêng giống nhau. Không tên, không tuổi, không mập, không ốm, không cao, không gầy, không cao, không thấp, không mập, không gầy, không khôn, không ngu, không giàu, không sang, nghèo, không sang, không hèn. Tánh thiêng liêng này là của chúng ta, mỗi người chúng ta đều có tánh đó, cho nên gọi chung là Phật tánh. Mình biết cái nhà mình, thân mạng này chính là nhà của ông Phật, cho mình sống làm sao để cái nhà này được mạnh, đó là mình làm tròn bổn phận. Giữ gìn thân mạng mình được mạnh khỏe để cho ông Phật ở trong căn nhà của mình có nơi cư ngụ sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh. Đó là bổn phận mà chúng ta phải làm. Làm bằng cách nào? Ăn uống cho đàng hoàng, không được bạc đãi thân mạng, không được chiều chuộng nó quá mức, không được ưu đãi nó quá mức, không được lười, không được hành hạ nó, không chơi những cái trò nguy hiểm làm hại đến nó. Hoặc mình ăn quá độ, ăn nhậu cờ bạc, thức đêm thức hôm làm cho cái thân xác này mỏi mòn, thì làm sao có thời giờ ngồi xuống, làm sao có cơ hội ngồi xuống tu luyện. Muốn ngồi dậy ngồi đâu có nổi đâu, ăn nhậu quá sáng mai nhức đầu nhức cổ ra sao đi, ngồi còn chưa yên đó làm sao tu, đúng không? Bây giờ huynh đệ hiểu cái thân mạng mình là cái gì của Phật rồi, đúng không? Chính là cái nhà của ổng. Cho nên mình bổn phận của cái ông chủ đây nè là phải chăm sóc cái nhà này cho ông Phật. Nếu huynh đệ không chăm sóc được, thầy nói cũng vậy thôi. Thì nhà của thầy, nhà của huynh đệ đâu phải của thầy đâu. Thầy tự lo cho thầy rồi, thì tự lo cho căn nhà của thầy sạch sẽ rồi, khỏe mạnh rồi, thì phải tự chăm sóc chứ. Cho nên sức khỏe là vàng là thế. Còn người tu là sức khỏe là hột xoàng. Bởi vì đó là một phương tiện duy nhất, một cơ hội duy nhất để chúng ta dùng thân mạng này để làm một cái phương tiện lớn nhất chở ông Phật mình trở về với Như Lai, với cha mẹ của mình. Huynh đệ tưởng tượng đi, thí dụ khoảng gần 60-70 tuổi thôi mà huynh đệ là, thí dụ nha, hồi nãy mình có người bệnh tới đó, ngồi xe lăn rồi khiêng đi đâu người ta không khiêng ẩm, sao huynh đệ tu muộn rồi đó. Đó là những cái bài học trước con mắt của mình, huynh đệ phải nhìn thấy. Bây giờ muốn làm giống như mình cũng làm đâu có được, đó là sự đau khổ. Mình nhìn mình thấy thương lắm, nhưng mà mình không xía vào nghiệp người ta được. Bây giờ huynh đệ còn ngồi đây còn khỏe, còn lắng nghe thầy chia sẻ. Nếu để tiếp nhận như là chia sẻ này thì huynh đệ có một cái hành trang rất là lớn để chăm sóc thân mạng của mình và giúp đỡ thân mạng của mình trong sạch tinh khiết tột đỉnh để trở thành chánh điện của Phật. Thân mạng này có vậy chứ, một chánh điện rất là thuần khiết đó.
Nếu mình biết chăm sóc, thương yêu và coi trọng cái thân mạng này thì thân mạng trở thành một phương tiện rất là quý báu để ông Phật mình có nơi cư ngụ, để ông có cơ hội trở về với cha mẹ Như Lai. Cho nên mình phải có bổn phận chăm sóc cái thân này đó. Còn ông kia là ở cái nhà của mình. Chữ mình này là cái tâm á, ông chủ nhà là tâm. Cái thân này là cái nhà của ông Phật. Mà cái thân này á không có thì cái tâm Phật không có chỗ ở, đúng không? Mà cái tâm không có chỗ ở thì ông Phật không có chỗ cư ngụ. Còn có nghĩa là thân mình chính là nơi cư ngụ của Phật. Cho nên bổn phận của ông mà biết chuyện đó, ông mới chăm sóc cái thân này cho ông Phật, tức là báo hiếu cho chư Phật đó. Giờ hiểu chưa? Trong này nó tới 84 vạn chúng sanh lận, 84 vạn lỗ chân lông, trong này có 84 vạn chúng sanh. Cho nên mình phục vụ cái thân xác mình giúp đỡ cho nó mạnh khỏe, sáng suốt, trong sạch, tinh khiết, mạnh mẽ đó, thì mình đang độ chúng sanh trong này nè. Mình độ chính mình đó. Thấy không? Thân mình khỏe thì tâm mình an. Thân không khỏe tâm bất an. Cho nên bổn phần đầu tiên chúng ta là trong đường tu, mình giúp đỡ cho mình khỏe mạnh, vui vẻ trước, lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, mình giúp đỡ ông Phật của mình lớn mạnh trong lòng của mình mỗi ngày. Biết cầu nguyện, biết tụng niệm, biết yêu thương bá tánh chúng sanh, để giúp cho mình phát triển những tư duy từ bi bác ái cho huynh đệ của mình. Đó là con đường chúng ta phải đi. Bây giờ thí dụ con huynh đệ không cùng đạo tràng đi, đạo tràng này tới ngồi nghe cũng được hết, ai cũng tới được. Nhà của Phật mà đâu phải nhà của riêng ai, phải không? Chỗ nào có đạo tràng mà biết tu á là cái nơi phát triển tâm linh tốt đẹp. Còn nếu mà có đạo tràng mà tới để mà giành nhau á, người dùng chút chút, mỗi người tự cho mình hay gì mình giỏi đó, cái đạo tràng nó tan nát à, không có bền. Cái đạo tràng tốt lành thì tạo phước, còn đạo tràng tranh chấp thì tạo nghiệp. Cho nên mục đích chúng ta đến đạo tràng cùng cộng tu với nhau để được lợi lạc phước báo là phát triển tâm linh. Còn đến để mà chia năm xẻ bảy rồi tự xưng mình hơn thua với nhau là đạo tràng này sẽ rã rời ra từng cái, không những không được phát triển tâm linh mà còn tạo tác nghiệp ác với nhau nữa. Hả, có tranh chấp qua lại là sẽ tạo nghiệp ác. Hả, có nói xấu lẫn nhau sẽ tạo nghiệp ác. Mình hiểu chưa? Còn đồng thời chúng ta rất là đau khổ ở chỗ là chúng ta có rất nhiều đạo tràng. Quân đề đạo tràng Đại Bi, đạo tràng Niệm Phật, đạo tràng Địa Tạng, đạo tràng Kim Cang, đạo tràng Pháp Hoa. Đúng không? Nhưng mà không có ai chơi với ai hết. Cái Y Như Lai á, nó cắt ra từng miếng nhỏ, bây giờ ráp lại không được. Đau khổ không? Đau khổ à? Nhưng mà người ta không thấy đó là đau khổ. Tôi tụng Pháp Hoa, tôi là số 1 rồi, thì vua của các Pháp mà. Tôi tụng xong tôi cũng là vua luôn. Còn những đứa tụng kinh khác là quân sĩ. Huynh đệ tụng Đại Bi là đồ bỏ. Nè, Pháp Hoa nè, ghê chưa? Tụng Pháp Hoa nè, vua của các Pháp đó. Khi nào mà huynh đệ có tư tưởng này phải biết là huynh đệ đang đi vào tà Pháp à. Nhớ chưa? Nhớ không? Huynh đệ tụng cái Pháp gì mà gọi là nổ nhất đó, chẳng hạn như Hoa Nghiêm cũng là vua các Pháp, Pháp Hoa cũng là vua các Pháp, vậy rồi ai quân sĩ? Những đứa tụng kinh khác là quân sĩ hết, làm sao bằng tao được? Tao Pháp Hoa với Huy Nghiêm mà, phải không? Chết rồi đó, chết trong cái tư tưởng đó đó. Khi mà mình vừa khởi một cái ý niệm tự cao tự đại coi thường huynh đệ của mình là mình đã lạc Pháp rồi. Tùy Pháp nào cũng là của Phật, thấy chưa? Trong khi mình lại cái đạo tràng Đại Bi, mình coi người ta không ra cái ôn gì, mình đã chết ngay từ lúc đó luôn. Ông Phật mình chết ngủm trong lòng mình rồi, cho mình chỉ còn có cái xác trống rỗng thôi. Người tu mà không có lòng đại từ Đại Bi là cái xác biết cười thôi, biết lợi dưỡng thôi. Người tu cỡ nào không cần biết, bao nhiêu năm không cần biết, tu pháp gì cũng không cần biết, mà chỉ cần có lòng tự cao tự đại đối với vấn đề anh em của mình á, là một cái xác không hồn ngồi đó thôi, chứ không có cái gì hết trơn. Thì ông Phật mình chết rồi, mình vừa khởi một niệm tự cao tự đại, ông Phật mình đã biến mất rồi. Phật không có tự cao tự đại, Phật rất là khiêm nhường, rất là đơn giản, rất là mộc mạc, rất là yêu thương. Đó là Phật.
huynh đệ có nghe trong kinh Phật nói tao là vua của tụi bay không? Ông Phật có nói vậy không? Ông nào nói vậy chính ổng là ổng rớt cái bạch rồi đó. Ổng rớt liền tại chỗ, làm sao mà được chứng Phật với cái thói đó được, phải không? Cái thói đó dành cho những người cống cao ngã mạn thôi, coi thường huynh đệ bá tánh chúng sanh là chết đó. Đừng có tưởng coi ngồi đây nè, coi chừng nó một ngày nào đó mình phải quỳ mình đảnh lễ đó. Đừng có tưởng bở, bởi vì mỗi một vị Phật đang ngồi trước mặt mình, hiện bây giờ huynh đệ chưa nhìn thấy Phật tánh của mình, nhưng một ngày nào đó đủ duyên đủ lực rồi ha, bùm, cái trí tuệ họ mở, họ ngồi lên đó họ giảng cho mình nghe đó. Ghê lắm á, chỉ cần một tích tắc thôi, trí tuệ phát triển rất là lẹ. Người ta sẽ nhìn được tất cả những gì chung quanh mình, người ta sẽ nói cho mình nghe đó. Đừng có tưởng bở, có vậy vậy chứ không phải vậy đâu. Thì trong mỗi người chúng ta, cái tánh thiêng liêng này là sở hữu của mình, mỗi người ta đều được cái tánh thiêng liêng này. Nhưng chúng ta bị vào thế gian pháp quá nhiều năm tháng, cho nên tánh thiêng liêng mình nó bị lu mờ. Bởi vậy cho nên chúng ta mới mò mẫm tới đào tràng, tới chùa tụ năm tụ bảy lại cộng tu với nhau. Mục đích chính là ngồi xuống mình tu tụng để giải bớt và trừ những nghiệp chướng mình đã đạo tạo tác trong quá khứ, trong hiện tại. Những điều không tốt lành đã từng tạo tác làm cho trí tuệ bị lu mờ. Chúng ta bây giờ ngồi xuống đây tụng kinh niệm Phật, trì chú để chúng ta giúp mình phát triển lại những gì mình đã đánh mất. Mình càng an tịnh chừng nào thì quyền lợi tâm linh nó càng nhiều chừng đó. Mình càng lộn xộn chừng nào thì cái quyền lợi tâm linh càng nghèo nàn chừng đó. Thế chúng mục đích chúng ta để ngồi xuống tu tụng để giúp cho mình được an tịnh. Mình càng nhiều thời gian an tịnh chừng nào thì mình có nhiều cơ hội nhìn lại bản chất thiêng liêng của mình là Phật. Trên mục đích chúng ta đến đây cùng cộng tu với nhau để được an tịnh, an lành, hạnh phúc. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội nhìn thấy huynh đệ chung quanh mình đều là con cái của chư Phật. Nhìn bằng ánh mắt từ bi, với lòng từ bi, với trí từ bi, với tâm từ bi, lúc đó huynh mới có thể có phước. Huynh đệ tụng Phổ Môn là mới biết ha. Trong từ Phổ Môn nó gọi là từ nhãn thị chúng sanh đó, phước tụ hải vô lượng. Huynh đệ tụng mà không để ý đó. Mình tụng hoài con mắt mình chưa bao giờ nhìn ai từ bi cả, nhìn trợn mắt không à. Ha, học chút xíu là trợn mắt lên rồi. Không giờ ý là trợn mắt rồi, thấy rồi nguyết là đủ trò phải không? Thì làm gì có cái từ nhãn thị chúng sanh phải không? Người càng tu tụng nhiều chừng nào á, cái tâm từ bi càng nhiều chừng nào, phải biết rằng mình đang đi vào chánh pháp. Càng tu càng hiền, càng tu càng thương anh em huynh đệ của mình, mới biết là mình đang đi vào chánh pháp. Còn mình càng tu mình càng hơn, mình càng lớn lối, mình càng coi thường huynh đệ bá tánh chúng sanh, còn có nghĩa là mình đang đi vào tà pháp rồi. Mình tự cho mình đi vào tà pháp, bởi vì mình đi ngược đường chư Phật. Chư Phật chính là đại từ đại bi. Còn mình tu mình không có lòng đại từ đại bi, mình đi ngược lại rồi, cho nên mình chính là đi ngược chánh pháp, gọi là tà. Trái đó, trái đường. Bây giờ hiểu cách nào để giữ gìn thân mạng mình mạnh khỏe, để cho tâm trí mình nó sáng suốt không? Là mình ăn uống làm sao đủ, đừng ăn thừa, không nhậu nhẹt, không làm cho thân thể mỏi mòn bệnh tật. Hả, mình làm cho thân thể bệnh tật tức là mình bất hiếu chư Phật, ông Phật trong bụng của mình á. Người biết cái nhà này của ổng mà, tại sao mình lại phá cái nhà của ổng là sao? Thẳng những tư tưởng không tốt lành mà giữ trong đầu hoài, tức là mình làm cho cái nhà ổng nó bị ô uế, bị nhớp nhúa vì những tư tưởng không trong sạch. Mình ăn tầm bậy tầm bạ, mình nhét chúng sanh vô, mình nhậu nhẹt ăn tầm bậy, nói chung là ăn dơ dái không sạch sẽ đó. Mình làm cho cái chánh điện của ổng nó bị ô uế không tinh khiết. Cái người mình thoát mồ hôi, nó đúng nghĩa chỉ là mồ hôi, nó hôi ghê lắm. Mình ăn bậy chừng nào thì cái thân mình nó hôi nhiều chừng đó. Mà ăn sạch nhiều thì cái thân mình nó nhẹ nhàng, nó lại thơm tho. Bây giờ huynh đệ tu có mục đích chính ta là giúp cho thân mạng mình sạch sẽ, mạnh khỏe, thơm tho, là mình đang giúp đỡ cho chính bản thân mình, làm thân mạng mình trở thành cái nơi cư ngụ của Phật. Khi đến trong sạch tinh khiết đến tột định, nó trở thành chánh điện của Phật. Thân thành chánh điện khiết tinh, Như Lai ngự trị tâm sinh Bồ Đề. Huynh đệ tu giúp cho cái thân mạng này ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch, thân mạng này trong sạch tinh khiết, thì thân sẽ thành chánh điện khiết tinh. Mà hát thành chánh điện khiết tinh rồi, chắc chắn Như Lai sẽ ngự trị tâm mình sinh Bồ Đề đó. Như vậy luôn đó. Thử làm coi sẽ thấy được kết quả như thế nào.
muốn ông Phật ngự trị trong người của mình, ngồi lên làm việc cùng với mình, làm sao cho từ trí tuệ cho đến thân mạng mình để phải trong sạch tinh khiết, từ lời nói, từ sự suy nghĩ, từ hành động, giúp cho tâm nghiệp mình trong sạch thì chắc chắn cái thân mạng mình sẽ trong sạch. Lúc đó cái ông ở trong nhà mình mới thực sự là có nơi cư ngụ trang nghiêm thanh tịnh. Rõ ha? A Di Đà Phật. Nên coi thường, đừng coi thường, đừng. Cái này nó ngộ lắm, một phương tiện lâu dài lắm đó. Nếu để biết xài á, xài hoài hoài không mỏi mòn. Còn không biết xài phá thời gian là nó chịu không nổi, là nó rớt xuống cái bạch là xong. Đi gãy gánh, nửa đường gãy gánh đó. Tôi chưa tới nhà Phật đã đi dọc đường rớt cái bạch rồi. Mình chính là người tạo nghiệp. Bởi mình làm cái thân mạng mình bệnh, mình là người tạo tác nghiệp. Mình bạc đãi thân mạng của mình, còn nghĩa là mình đạt bạc đãi chư Phật. Có một cái thân mạng hoàn hảo như vậy, khỏe mạnh như vậy, phải nên biết quý trọng, trân quý nó, và giúp cái thân mạng mình trở thành cái sọc trong sạch tinh khiết nhất. Có thể làm được thì cứ làm. Còn nếu mà mình coi thường, mình không biết quý trọng nó, nó bỏ mình cho mình biết mặt ra. Bây giờ trung đạo hỏi vấn đề đi, thí dụ vấn đề bệnh nằm một chỗ đi, ai đau khổ? Ai? Cái ông mà ông biết ở trong đó, ông đau khổ. Ông đó mà thế gian gọi là Phật à. Bởi cái nhà của ông bất bình thường hơn những căn nhà khác. Ông nằm trong căn nhà đó, ông muốn làm những điều ông làm mà không thực hiện được. Ông ân hận, ông đâm ra ông hận thù, ông ghét những người xung quanh, ông ganh tị những gì người ta làm được còn ông không làm được. Lúc đó nó tạo nghiệp nhiều hơn là lúc bình thường. Thiệt mà, người nằm một chỗ đau khổ ghê lắm. Thầy đã chăm sóc họ thì biết, cái gì cũng phải nhờ người ta làm. Thầy chăm sóc người già, thầy đã từng làm như vậy, thầy hiểu được cái tâm trạng của họ. Mà những người mà hiểu biết á, khi nằm một chỗ lên nó sám hối cho nhiều vô thì nó mới nhẹ nghiệp được. Cho nên bây giờ để không phải nằm một chỗ rồi sám hối, ngay từ lúc này, kể từ ngày hôm nay trở đi, tối trước khi ngủ, vấn đề ngồi tụng thầy kinh xong sám hối. Sám hối cho tam nghiệp của mình, sám hối cho những điều đã nói, đã nghĩ, đã làm không được tốt lành, trong sạch, tinh khiết, trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Chí tâm sám hối cho tam nghiệp. Nếu vấn đề làm mỗi tối, mỗi sáng vậy, nếu mà có hai thời kinh sám hối như vậy á, thì mình sẽ chuyển được nghiệp lực mình đã từng tạo tác trong quá khứ. Hay như vậy luôn á. Dám làm thì dám được á. Có dám không? Dám không? Không dám mà. Của mình mà mắc chứng gì không dám, phải không? Mình là người tạo tác nghiệp quả mình thì mình phải tự gỡ đi. Chẳng hạn mình bị ghẻ nhiều quá cho nó khô rồi gỡ mài á. Tự mình gỡ nghiệp của mình á. Đó, mình đã từng tạo tác những điều không tốt lành. Bây giờ phải ngồi xuống á, sáng, tối, hai thời để mà mình tự giúp mình để rửa sạch những vết nhơ mình đã làm bám trên cái cuộc sống của mình hàng ngày. Đúng không? Trên một thời kinh đừng có quên cầu sám hối. Con chỉ tâm sám hối những gì con đã làm, đã nói, đã nghĩ không được tốt lành, trong sạch, trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp luôn, chứ không phải là ngày hôm nay đâu đó. Nếu mình để biết sám hối mỗi ngày thì đúng như trong sách vở có nói á, người tu mà không biết sám hối thì giống như mình dậm chân tại chỗ đó, mình bỏ muối xuống biển. Đừng có tưởng rằng sự hiểu biết của mình là mình không tạo tác đâu. Mình càng hiểu nhiều mình càng tạo nghiệp nhiều. Cái đầu mình nó nghĩ tầm bậy lắm á. Mình càng hiểu nhiều càng nghĩ bậy nhiều. Nghĩ bậy ghê lắm á. Vì mình biết nhiều mà, cho nên mình mới nhiều chuyện trong cái này nè. À, chính vì nhiều chuyện của đầu nhưng mới tạo ý nghiệp. Ý nghiệp lẫy lừng. Mình để thấy chưa? Thế nên mình bây giờ mình ngồi xuống mình tụng, mình sám hối sáng, sám hối tối, cái vậy đó. Nhưng mà đặc biệt nó đơn giản vậy, nhưng mà chính bản thân mình tự mình rửa nghiệp cho mình. Không ai có thể ngăn chặn nghiệp quả của ngày hôm qua, nhưng chúng ta có thể làm thay đổi nghiệp lực của ngày mai bằng cách là sống chân thật trong hiện tại. Bây giờ ngồi xuống tụng thời kinh sáng này, tối này, sáng mai cũng vậy, cứ làm y như vậy đi. Là mình đang sống thật với chính mình thì mình bớt tạo tác nghiệp của ngày hôm nay, thì tự nhiên cái nghiệp ngày hôm qua dần dần nó cũng giảm theo cái sự tu hành của mình. Cho nên tu để chuyển nghiệp, tu để giải nghiệp, tu để giải trừ bệnh tật, tu để giải trừ oan gia trái chủ. Đó là cái quyền lợi mà chúng ta sẽ có nếu chúng ta chấp nhận làm. Của mình mà, đâu phải của trung đạo hay của vấn đề khác đâu. Đúng không?
Hồi đó mình hốt hụi chết, bây giờ mình phải đóng hụi chết thôi. Còn nếu không á, tiền lời nó chồng chất mà nó nhiều quá, nó đập cái rầm đi không nổi, nằm xuống chỗ, lúc đó còn ân hận vô cùng tận mà không giải quyết được nữa rồi. Đó, cái nhà mình đã sụm xuống rồi thì còn gì nữa mà cứu. Hả, còn căn nhà này thì còn có hy vọng vay nợ khác trả vô. Còn nằm chỗ rồi ai cho vay? Lúc mà mình còn đi đứng nằm ngồi được đó, mình còn ngồi xuống, mình vay mượn cái thần lực của các ngài, niệm riết để mượn. Mượn để rửa cho sạch nè, xong tu cho giỏi để hồi công đức trả lại. Đúng không? Thấy chưa? Tu đó có cái lợi đó đó. Thành ra hả, xá lợi, xá có lợi cứ xá. Mắc chứng gì không xá? Xá lợi mà. Phải không? Để mình xá chư Phật, xá huynh đệ là có lợi hết. Hả, mình xá cúi đầu trước mặt huynh đệ là mình đang tạo phước cho chính mình, là không có gọi là coi thường huynh đệ ba tánh chúng sanh. Vì thường bất khinh Bồ Tát trong Pháp Hoa là cái vị này gặp ai cũng cúi đầu chào một cách khiêm cung, bởi vì ngài đang biểu lộ cái tánh khiêm nhường. Mà trong Pháp Hoa, thường bất khinh Bồ Tát là một vị duy nhất trong Pháp Hoa dạy chúng ta cái tánh khiêm nhường trước mặt huynh đệ ba tánh chúng sanh. Đi đâu cũng gặp ai cũng cúi đầu chào, gặp nhóm nào tôi cũng cúi đầu chào. Quý vị phải coi kỹ lại cái phẩm đó đi. Dạy mình rất là hay. Bị người ta mắng chửi, chọi đồ, rượt chạy, nhưng mà vẫn cúi đầu chào. Các ngài dạy cho mình cái tánh khiêm nhường đó. Nhưng mà người ta không thấy cái bài phẩm đó, coi thường. Cái phẩm đó là phẩm chính trong Pháp Hoa đó. Bởi vì phẩm Pháp Hoa chính là Bồ Tát Hạnh, Đại Bồ Tát Hạnh. Nếu mình không tập cái tánh khiêm nhường đối với ba tánh chúng sanh thì dứt khoát mình không thể nào học được cái Đại Bồ Tát Hạnh đó. Đừng có thấy cái chữ là vua các pháp rồi nhào vô nhai ngấu nghiến, nhai mà không tiêu hóa được cũng vậy thôi. Rõ không? Cho nên đừng có thấy cái cuốn dày dày á, hả, mình đã nhào vô mình sống trong nó rồi mình tụng mà mình không sống đúng với cuốn này nữa ha. Tức là mình nói như con vẹt đó, đọc cái nói nữa lại, mình không sống trúng là mình sẽ tạo tác nghiệp vô cùng. Mà mình coi, mình cứ coi mình là tụng Pháp Hoa là giỏi, mà ngày nào mình cũng có tư tưởng đó thì mình sẽ tự cao tự đại. Mình không thấy lỗi lầm của mình, mà càng lúc cái mặt mình nó càng dày theo cuốn sách đó. Cuốn sách nó càng dày, mặt mình càng dày, dày mo lên á, là mình sẽ không biết mắc cỡ nữa. Lúc đó cái tánh tự cao tự đại nó làm cho không còn biết xấu hổ, hổ thẹn là gì. Mình sẽ chết, chết trong cái đó. Mình không hành pháp được, pháp nó hành ngược lại mình. Rõ không? Tùy thầy sao thì dám nói, thầy tụng Pháp Hoa quá nhiều năm, chưa bao giờ thầy thấy thầy là vua của ai hết. Thầy vẫn là quân sĩ như thường. Phải là quân sĩ sống dai hơn. Sống dai hơn, kệ nó. Thầy xin về Việt Nam, xin quốc tịch thứ hai, xin làm phó thường dân. Không làm thường dân mà làm phó thường dân luôn, cho nó thấp hơn chút nữa, để sống dai hơn chút. Biết mà, phải không? Cho nên chúng ta càng tu mình càng hiền, càng tu càng cung kính, càng tu càng khiêm nhường. Đó là con tu chân chính mà mình phải học. Tu đâu phải ông này bà nọ đâu, phải không? Thầy có một cái ngộ, thầy khi ăn huynh đệ thì ăn chung. Nếu mà dọn đi cho thầy một bàn, thầy không bao giờ ăn, thầy không thích ăn, vậy thôi. Mình cái gì đâu. Huynh đệ với mình là cùng cha cùng mẹ mà. Hình tướng có khác chút xíu thôi, cái đầu trọc không tóc, cái áo màu vàng vậy thôi. Nhiều khi trông ghẻ cháu không ai biết, phải không? Làm sao biết được ghẻ của thầy? Thầy giấu kín thế mà cố. Ngoài sạch sẽ nè, trông ghẻ lát không ai biết. Nhưng mà thầy nó mặc bộ đồ dài để che, phải không cô? Là như vậy luôn á. Mình phải biết thân phận của mình chứ. Huynh đệ của mình là con cái của cha mẹ của Như Lai mà. Mình thì mình nói câu là Phật tại tâm, tâm tại thân đi, thì tất cả chúng ta đều có ông Phật tại tâm hết. Thì chung lại mình là con của chư Phật, đúng không? Hình tướng nó khác biệt nhưng mà cái tánh thiêng liêng không khác biệt. Chưa chắc. Phải chấp nhận sự thật là mình làm sao, mình sống làm sao, mình biểu lộ được cái tánh đại từ đại bi, còn nghĩa là mình đang biểu lộ Phật tánh của mình cho ba tánh chúng sanh đó. Đó là cách chúng ta phải biểu lộ. Chứ nói cái miệng từ bi, cái miệng từ bi ai nói cũng được hết đó. Nhưng mà sống với cái lòng từ bi giống như cái miệng hay không mới là quan trọng. Mới là quan trọng. Mà phải nói cái miệng à, tôi thương huynh đệ lắm mà thật sự trong này có đứa ghét đứa ưa. Đứa nào nịnh mình thì mình ưa nhiều, còn không nịnh mình ghét. Chẳng hạn như thầy rất là dễ bị nè. Nhiều đứa nó ngon nó ngọt, nó chăm sóc mình kỹ, mình thích nó. Bởi vì mình cái tánh lầm biến của mình á, hai chăm sóc mình nhiều thì mình để nó lo. Vì cái tánh lười bẩm sinh, cho nên thầy lại không thích như vậy. Một ngày nào đó
nó nổi điên lên, nó nghỉ một tuần cái mình ngồi mình chờ nó nấu cơm mà. Nó nghỉ cha nó một tuần lấy gì ăn, làm biến đi nấu, ngồi nó treo cái mỏ lên nhịn á. Cho nên hả, không có nó mình cũng làm, có nó mình làm điều gì làm, đừng có để nó nấu cho mình hoài. Hả, mình để nó nấu hoài một ngày nào đó mình sẽ chết đói vậy, nó bỏ nó nghỉ một tuần á. Thấy không? Rõ chưa? Cho chúng ta đừng để cái tánh làm biến nó ngự trị, thì ông Phật mình sẽ làm biến theo là không có chịu tu. Mà người ta lo cho mình nhiều quá mình sẽ quên tu đó cô. Đúng không? Cho nên mình tu cho mình, mình tu mình phải ngồi xuống tu luyện cho mình nhiều vô, đừng có lười. Một cái duy nhất mà làm hại đời chúng ta là tánh lười. Hãy chỉ cần mình làm biến chút xíu thôi là ma chứng nó nhào vô, nó kéo, nó không cho mình làm. Quan gia trái chủ đâu cho mình tu đâu, mình tu mình đá nó văng hết làm sao. Cho nên mình phải hả, nói ngồi dậy là ngồi dậy liền, chứ không có rề rề, không có rị mọ. Tu tu rị, tu rị rồi ra kia tu rị nha bà ba. Tu cái kiểu đó sao mà tiến hóa được, thấy không? Còn mình ngồi đi mà mình đi tu mà cái đầu mình á ở ngoài đường, huynh đệ mình đang ngoài đường nói chuyện á, mình nghe nó nói chuyện mình tu không có được, gọi là tu rị đó. Còn chưa kể nữa, đi vô đạo tràng tu mà còn muốn đi chơi nhảy đầm, cho nên dặn năm mấy đứa, nếu tao bay ra kia mày nhớ mày giả bộ mày la tiếng lớn lên tao nghe, tao đi theo, tao biết tao bay tới. Cho nên đọc câu chú là mày ra rô réo nhớ kéo tao ra nha bà ba, mày ra rô réo nhớ kéo tao ra nha bà ba. Cô biết câu chú này không cô? Nhiều chuyện đó, vô đầu tràng ngồi tụng kinh mà lại muốn đi ra đường chơi nữa chứ. Đó, cái tánh nó sẽ chết ông Phật của mình đó. Cái tôi mình nó còn tham lam thế gian pháp quá thì nó sẽ giết ông Phật của mình. Nó làm cho mình lười biếng, làm cho mình bê bối, làm cho mình lụm thụm, ăn nói tầm bậy tầm bạ. Vô đạo tràng thì ngồi ngáp lên ngáp xuống, chảy nước miếng, hay nghe giảng là nó chảy mà lum la nghe. Rồi thức dậy nghe tiếp, trời ơi còn thôi nhà ngủ cho rồi đi, phải không? Tới làm chi cho có mặt để làm phiền chỗ ngồi, mất chỗ người khác nữa. Nếu cảm thấy vậy thì ở nhà ngủ ngon hơn, phải không? Về nhà ngáy rồi hả miệng ngáy không ai biết mình đâu. Cho nó đã ở nhà đi, lên đầu tràng mà người nghe vừa ngáy chết người ta là phiền não với người xung quanh nữa. Đúng không? Làm phiền bà con lối xóm. Thì nhắc nhở huynh đệ chúng ta cùng tu với nhau thì chúng ta cũng để ý những điều là tuyệt đối không được lắng nghe những điều tàm xàm bậy bạ bên ngoài. Không được lắng nghe lời nói xấu với người khác, nói xấu mình với người khác. Không cho phép người khác nói xấu người thứ ba. Nhớ không? Tai hại. Mình sẽ cho nó một phương tiện nói xấu. Mình lắng nghe nó nói xấu 2-3 lần thì nó có chỗ nói xấu, nó sẽ nói nữa. Đời nó chết, đời mình chết. Hai đứa, người thằng kia bị nói xấu chưa chết, mà hai đứa đời tu học đã chết. Chết trước khi thằng kia ngẫm. Thực tế là đúng vậy, phải không? Thí dụ giờ huynh nè, huynh không thích thầy đi, thầy ngồi ở đây phải không? Huynh nói nhỏ nhỏ lỗ tai rồi rì rà nói xấu thầy không đó, mà thầy chưa ngẫm, hai đứa ngẫm rồi. Thấy chưa? Cho nên cái người nói xấu cũng chết, mà người nghe xấu, hai đứa là cộng nghiệp với nhau. Hai đứa cùng xuống địa ngục vì cái tội nói xấu người thứ ba, mà người thứ ba chưa hề bị gì. Chẳng hạn như huynh giận thầy chuyện gì đó, thầy chưa bị hết, huynh nổi điên rồi, huynh đã bệnh rồi. Thấy chưa? Mình người ta chưa bị, mình nổi điên là mình đã bị. Trong này là máu huyết nó lưu thông, nó làm rầm 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 đầu nhức mặt, tối mũi chóng mặt nhức đầu. Vì mình nổi điên lên là máu sẽ đập, tim sẽ đập mạnh lên là mình sẽ bị chóng mặt nhức đầu đó. Mình bệnh trước mà ông kia chưa bị. Thấy chưa? Nguy hiểm chưa? Cho nên để không tạo tác nghiệp trong lúc tu, chúng ta ngồi xuống tụng một thời kinh cho nó đúng nghĩa tụng, phải được hạnh phúc an lạc được tụng. Ngồi xuống chẳng thà không ngồi, đi chơi cái nhõng nhõng sướng xong mà an tịnh xong ngồi xuống tụng thì kinh thiệt là hạnh phúc để được tụng. Đó mới thực sự là công phu. Còn tụng mà trả bài đừng. Đừng có nói là làm cho đá xong xuôi đúng giờ chạy vô tụng trả bài đừng. Các vị kia không cần huynh đệ trả bài. Các vị kia chỉ cần huynh đệ nhìn lại tâm Phật của mình. Phải yêu thương bá tánh chúng sanh bằng cái tâm Phật đó. Qua cái sự biểu lộ bằng cái tâm từ bi. Các vị luôn luôn muốn chúng ta biểu lộ điều này. Nhưng hỏi lại coi bao nhiêu người chúng ta biểu lộ được cái tánh đó. Cho nên thầy khuyên huynh đệ đừng bao giờ ngồi xuống tu để trả bài. Không bao giờ ngồi tu trả bài. Bởi các vị không cần huynh đệ trả bài. Các vị chỉ muốn huynh đệ được sống trong an lành hạnh phúc. Thầy đang ngồi xuống tu được hạnh phúc được tu mới thực sự là an lành. Còn mà tụng vì một lý do gì đó hay tu vì một lý do gì đó không bao giờ được an lành hạnh phúc. Đó là trả bài đó.
Còn đừng có hứa. Tu không hứa với ai hết. Không cần phải hứa với ai. Ngồi xuống tu hết lòng đi. Chuyện còn lại luật nhân quả vì chư Phật sẽ xử. Bổn phận chúng ta là tu cho hết lòng, để hết con tim trí tuệ vào bài tụng của mình. Tu hết một thời này đi, chuyện còn lại luật sẽ sắp xếp. Nếu quý vị làm được điều này trong vòng 100 ngày thôi, quý vị thấy nhiều điều lợi lạc xảy ra cho cuộc đời của mình lắm. Bên cạnh đó, để giải trừ oan gia trái chủ và chuyện xui xẻo trong gia đình, quý vị phải biết nghĩ tưởng đến của hiền thất tổ, những vị đã quá vãng. Mỗi buổi chiều tụng thề kinh hưởng công đức cho các ngài, để các ngài được siêu sanh. Các vị của hiền thất tổ siêu rồi thì con cái sẽ hưng thịnh. Đó là việc làm cái thứ hai của chúng ta. Thứ nhất là giữ thân mạng trong sạch, tinh khiết, khỏe mạnh. Thứ hai là giúp đỡ của hiền siêu sanh. Hai việc làm này chúng ta phải thực hiện. Lúc chúng ta có nhiều cơ hội tiến hóa hơn. Trong lúc chúng ta giữ gìn thân mạng, tu học, chúng ta biết sám hối sáng chiều. Bên cạnh đó cầu nguyện hồi hướng cho hiền thất tổ được siêu sanh tịnh độ. Đó là hai điều chúng ta phải làm. Giữ thân mạng khỏe mạnh, giúp đỡ phần âm trong nhà mình được siêu sanh, gọi là công đức, phước đức. Cho nên huynh đệ cứ làm hết mình đi, chuyện gì còn lại để chư Phật lo. Nhớ không? A Di Đà Phật, chúc huynh đệ may mắn. Chúng ta chia sẻ Phật pháp, nên chúng ta đàm đạo với nhau. Huynh đệ có thể hỏi huynh trung đạo, trong việc tu học của mình bị chướng duyên gì, bị những nghịch cảnh gì. Trung đạo hiểu được, trung đạo sẽ chia sẻ với huynh đệ. Đồng thời chúng nhắc lại cái bài giảng hôm nay là tu để mà mình giúp đỡ mình giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, tu để chuyển nghiệp. Cho nên mình giúp cho thân mạng mình khỏe mạnh, để mình có nhiều cơ hội học đạo hơn, để thân xác mình trở thành linh điện của chư Phật. Thế nên thầy mới nói câu là thân thành chánh điện hiển linh, Như Lai ngự trị tâm sinh Bồ Đề đó. Cái thân mình phải thành chánh điện nha. Cho nên mình đã thành chánh điện của chư Phật rồi, mình nói là lúc mình ngồi xuống mình tu, mình định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Thân người tánh Phật. Mình là con của Như Lai, thân thì người, mà tánh là tánh Phật. Thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Thế nên mình tu luyện cái thân mình trở thành chánh điện của Như Lai, thì lối Như Lai mới ngự trị. Mà Ngài đã ngự trị rồi, chắc chắn tâm mình đã sinh Bồ Đề đó. Thấy chưa? Tuyệt vời. Nếu mà quý đệ phải ý thức như vậy, ngồi xuống tụng hết lòng, không cần phải trả nợ. Nhớ chưa? Cầu nguyện bằng cả tâm hồn trí tuệ con tim. Khi cầu nguyện chính là tâm sự với Phật tánh của mình. Mình cầu nguyện, mình nói với Phật tánh của chính mình. Ông Phật trong người mình sẽ lắng nghe lời mình nói. Đó là tâm sự với mình đó. Thầy viết câu là cầu nguyện là tâm sự với chính Phật tánh của mình. Thầy có viết câu là một ngày sống muộn phiền, mất một ngày Phật tiên. Một đời sống muộn phiền, cuộc đời trong oan trái. Một đời sống biết niệm thiền, Phật cùng ta sát cánh. Lúc nào mình cũng niệm Phật thì mình với Phật lúc nào cũng liên lạc với nhau bằng tư tưởng, thì Phật cùng ta sát cánh. Rõ không? Cho nên mình đi đứng nằm ngồi đều giữ chánh niệm để bớt tạo tác nghiệp. Đi đứng nằm ngồi luôn luôn nghĩ tưởng điều tốt lành, nghĩ thiện làm lành, luôn luôn nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú để giúp cho tam nghiệp bớt tạo tác. Đó là bổn phận của người Phật tử thuần thành chân chính. Đồng thời huynh đệ, cho dù tu ở đạo tràng nào cũng kệ, hả, gặp huynh đệ con của Phật là cứ chào hỏi bình thường, còn họ không chào hỏi mình là chuyện của họ. Thầy gặp thầy nào cô nào thầy cũng đâu thầy chào, còn chuyện không chào lại chuyện của nhân quả với chư Phật. Cho nên chúng ta phải làm bổn phận trước, đừng để người ta chào, mình chào trước đi, kệ không sao. Cúi đầu xuống đâu có chết đâu. Thường bất khinh Bồ Tát, từng cúi đầu mà, thường mình là con cái của Ngài mình cúi đầu thôi. Đâu có chết, không mất miếng nào đâu. Phải không? Nếu mình làm được á, thì cái tôi mình có cơ hội chết, thì ông Phật mình có cơ hội ngồi dậy. Còn nếu mình đứng sổng cái lưng vậy á, coi mọi người phải chào mình là biết là ông Phật mình đã chết, cái tôi mình đang đứng. Bây giờ cũng muốn để, quý đệ muốn tôi đứng.